Đại Hạ Văn Thánh tập 35 và tập 36, Thỉnh Thánh Xích, Tích Yên Hóa Long Quy Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bên trong đại sành, mọi người trong lúc nhất thời không nói nên lời, một đại nho khó tu thành đến mức nào, phải đọc sách ngưng khí, còn phải dưỡng khí, ngay sau đó chỉ thánh lập ngôn, cuối cùng mới có thể viết sách thành nho, trở thành đại nho vô cùng khó khăn. Chi thánh lập ngôn kỳ thật rất khó, chia làm hai giai đoạn, biết ý của thánh ngôn, sau đó lập ra lời nho đạo, còn cần phải được thiên địa tán thành nếu như thiên địa không tán thành mà nói hết thầy đều không có tác dụng mà viết sách thành nho càng thêm khoa trương đem học thức của mình viết thành sách tác phẩm nhất định phải ẩn chứa thánh ý cuối cùng quảng bá với người trong thiên hạ được hoan nghênh rộng rãi học thức viết sách kỳ thật là một quá trình phi thường khó khăn cái này không phải là cứ nói bừa đạt được nhưng quảng bá người trong thiên hạ kỳ thật có một tai hại đó chính là có thể mượn một ít thế lực để quảng bá chính mình cũng giống như khổng gia đại nho khổng gia tương đối mà nói dễ dàng hơn dù sao hy vọng của khổng gia quá lớn đây là chuyện không có biện pháp đại nho kỳ thật vẫn nhìn vào lực ảnh hưởng cho nên trước khi trở thành đại nho rất nhiều người đọc sách đều phải đề cao hy vọng của mình đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều người muốn trở thành môn sinh của khổng gia như vậy danh vọng rất trọng yếu khi tôn chính nam còn trẻ cũng thập phần tài hoa làm không ít chuyện tích lũy không ít danh vọng vất vả một đường này cũng chỉ có tự mình biết hiện tại cư nhiên bị cố cẩm niên trực tiếp tức bỏ tất cả tài hoa đây là chuyện người thường không cách nào có thể thừa nhận mọi người nhìn một màn này trong ánh mắt là chết lặng một đại nho trải qua thiên tân vạn khổ mới chứng đạo đại nho hiện tại bị cố cẩm niên trực tiếp tức đi vị trí đại nho việc này truyền ra ngoài toàn bộ văn đàn nhất định đều sẽ bởi vậy mà xôi trào cố cẩm niên người cư nhiên tức bỏ đại nho chi vị của lão phu tội của người đánh chết vạn lần tôn chính nam cũng cả người chết lặng hắn cẩm niên gần 80 tuổi đức cao vọng trọng trong cơ thể ẩn chứa tài hoa là đại nho đương thời hơn nữa còn không phải đại nho bình thường là đại nho có hy vọng nhưng không nghĩ tới chính là cố cẩm niên hôm nay cư nhiên tức bỏ đại nho chi vị của hắn làm sao hắn có thể không phẫn nộ cho được thỉnh thành xích lại tước nhưng ngay khi mọi người rung động cố cẩm niên mặt không chút thay đổi rút thành xích ra lại một lần nữa tức bỏ thành xích vỗ trực tiếp tức bỏ một mảng lớn tài hoa của tôn chính nam tất cả mọi người ngồi không yên đại nho các người hoàn toàn không nói gì cố cẩm niên tức bỏ vị trí đại nho của tôn chính nam còn chưa tính hiện tại cư nhiên còn muốn đem tôn chính nam tức thành người bình thường thế này thì hơi quá đáng hơn nữa đã không phải đơn giản chỉ là chuyện xé rách ra mặt đây là muốn lập sinh tử đại cừu cẩm niên có thể dừng tay tô văn cảnh trước tiên mở miệng để cố cẩm niên dừng tay nhưng mà cố cẩm niên không để ý tới tô văn cảnh nếu đã tức vị trí đại nhau của đối phương cũng không cần phải tiếp tục nhường nhịn thời điểm nên vô tình thì nên vô tình những người này nhìn như hòa thuận lý trung khách nhưng trên thực tế thì sao một đám mông đã sớm nghiêng đến khổng gia rồi để cho mình giao ra thánh khí phảng phất như là thiên đại ban ân mỹ nhật kỳ danh bảo hộ thánh khí cần ngươi bảo vệ sao ta chết rồi à động một chút là lấy người đọc sách trong thiên hạ ra gây áp lực được rồi vậy hôm nay nhìn xem ai sẽ gây áp lực cho ai cố cẩm niên lại giật giật thánh xích dù sao mình cũng có nhiều tài hoa muốn làm gì thì làm thánh xích lần lượt đánh qua tôn chính nam đau đớn không muốn sống tài hoa bị bóc tách không chỉ là tâm đang đỏ máu thân thể cũng thừa nhận thống khổ lớn lao sau chín lần như thế tôn chính nam hoàn toàn trở thành người bình thường trong cơ thể không còn một chút tài hoa mà tướng mạo của hắn trong nháy mắt cũng già đi làn da khô héo ánh mắt đục ngầu tinh khí thần trong nháy mắt không còn sót lại trước gì nho giả dưỡng hạo nhiên chính khí có thể dưỡng ẩm thân thể, 80 tuổi, thoạt nhìn giống như 60 tuổi, ở chỗ nào đều có, nhất là đại nho, có thể bách bệnh bất xâm, nhưng bây giờ cố cẩm niên tước bỏ đi tài hoa của hắn, tất cả những điểm trực tiếp hiện lên, hắn phẳng phất như trực tiếp giả thêm 30 tuổi, tiến vào tuổi xế chiều, tinh khí thần càng người hoàn toàn biến hóa, lúc trước còn là một phương đại nho, hiện tại giống như lão giả suy dinh dưỡng thời gian dài, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, những người còn lại nhìn một màn này, chưa để sợ ngây người, cố cẩm niên, người đây là đang làm cái gì vậy? Ngươi quá độc ác thánh xích ngươi cầm trong tay chính là dùng để làm như vậy sao ngươi cư nhiên tước sạch tài hoa của tôn lão ngươi có còn là con người hay không từng đạo tiếng mắng chửi vang lên bọn họ theo bản năng vì tôn chính nam trượng nghĩa mà lên tiếng nhưng cố cẩm nhiên đem ánh mắt nhìn lại lại lần nữa rút thánh xích trong tay ra bá thánh xích quang mang đảo qua những người mới vừa rồi vẫn còn kêu gào toàn bộ bị cứng rắn tước bỏ một đạo tài hoa cố cẩm niên, ngươi dám ngươi còn muốn tước tài hoa của chúng ta có chuyện gì thì cứ nói là tốt rồi không cần phải như thế không thể bình tĩnh hơn một chút sao tài hoa bị gọt một ít đại nho nhất thời mát như muốn nứt ra nhưng có mấy vị đại nho lập tức phản ứng lại so sánh tài hoa bọn họ thật sự không sánh bằng cố cẩm niên cố cẩm niên làm nhiều thi từ văn chương như vậy đều là thiên cổ tài hoa hùng hậu này thật sự có thể đem vị trí đại nho của bọn họ tức sạch cho nên có một số đại nho trong nháy mắt câm miệng không dám nhiều lời nữa các người đến đây mưu đồ thánh khí của bản thế tử một chút ra mặt cũng không có còn dám tự xưng là đại nho thánh khí này chính là thiên địa ban tặng từ khi nào biến thành đồ đạc của khổng thánh cho dù khổng thánh tại thế nhất định sẽ không nói vật này là của hắn năm đó khổng thánh có được chín thánh khí hắn lấy đi ba kiện chính là biết một người không thể chiếm nhiều hiểu được thiên lý nhưng các người tư tâm quá nặng liên hợp khổng gia muốn bức ép bản thế tử thế tử hôm nay sẽ đem vị trí đại nho của đám người các người tất cả đều tức sạch ngược lại nhìn xem các người còn dám hỏi ta muốn thánh khí hay không cố cầm niên trực tiếp nổi bão lời tốt khuyên nhủ không ngừng nhất định phải ép mình làm như vậy đúng không được rồi dù sao cũng đã xé rách ra mặt rồi, vậy thì làm tuyệt một chút, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nói xong lời này, cố cẩm niên lần thứ hai ngưng tụ thánh xích, hắn rất vô tình, từng bước tiến về phía trước, thánh xích điên cuồng quất, trực tiếp tức đi tài hoa của những người này. đương nhiên xác thực có vài người quả thật bảo trì trung lập, cố cẩm niên không tổn thương người vô tội, nhưng chỉ cần là người đứng chung một chỗ với khổng gia, cố cẩm niên đều vô tình ra tay, khổng thành cũng không buông tha. Thế từ điện hạ, hôm nay khổng gia đến đây là muốn hóa giải ân oán cũng không phải đến gia tăng mâu thuẫn kính xin thế tử điện hạ bình tĩnh bình tĩnh nếu thế tử điện hạ không muốn xuất ra thánh khí vậy quên đi không cần phải như thế chứ khổng thành vẫn là như trước nói những lời bạch liên hoa ý chửi mấy người hay giả vờ là thánh mẫu cố ý nói ra mình tới đây hóa giải ân oán ta lấy con mẹ ngươi ra cố cầm niên giật giật thánh xích nhắm ngay khổng thành trực tiếp quất ba thánh xích rơi vào trên khuôn mặt già nua của khổng thành chẳng những tước bỏ tài hoa còn cho hắn một thước một khuôn mặt già nua trong nháy mắt sưng đỏ lên phát ra tiếng kêu thảm thiết bên trong đại sành chiến xa cố cẩm niên ầm ầm rung động tài hoa tràn vào trong thánh xích điên cuồng cắt rơi tài hoa của một bộ phận đại nho tô văn cảnh đều trầm mặc hắn không tiếp tục khuyên bảo cái gì bởi vì hắn biết cố cẩm niên có một ngục ác khí ở trong lòng nếu không để cố cẩm niên phát tiết khẩu ác khí này chỉ sợ càng phiền toái hơn một phút sau bốn năm mươi người ở đây có bảy người bị cố cẩm niên tức thành người bình thường bảy vị đại nho trực tiếp trở thành người bình thường thân thể suy bại khí sắc khó coi cho dù là lý diễm vào giờ khắc này cũng không dám nói một câu đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh thậm chí có thể nói là yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy không ai dám kêu gào một câu nào nữa nếu ai dám kêu gào một câu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhưng mọi người đều biết một chuyện chuyện này sẽ nháo lớn bởi vị đại nho bị cố cẩm niên tức thành người bình thường trong đó còn có tôn chính nam đức cao vọng trọng cùng với đại nho khổng gia lần này cố cẩm niên xuống tay đích xác tàn nhẫn tuy nói tới đòi thánh khí có chút quá phận nhưng người cũng có thể không cho mà trực tiếp tước bỏ tài hoa của người khác cái này có chút tàn nhẫn ai còn muốn thanh khí nhìn mọi người yên tĩnh cố cẩm niên thản nhiên mở miệng nhìn mọi người hỏi như thế hắn đích xác tò mò có còn ai muốn thanh khí theo lời này của cố cẩm niên vừa nói ra mọi người không nói ai nấy đều trầm mặc nhìn mọi người trầm mặc cố cẩm niên không khỏi hử lạnh một tiếng bất quá hắn lập tức nhìn về phía tô văn cảnh bái lại thật sâu văn cảnh tiên sinh là một mình cố cẩm niên ta gây ra xin tiên sinh yên tâm cẩm niên tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tiên sinh còn nữa cố cẩm niên đầu tiên là xin lỗi tô văn cảnh không làm sai toàn bộ hành trình đều giúp mình nhưng không chịu nổi đối phương quá nhiều người đúng chính là đúng sai chính là sai mình không có để mặt tô văn cảnh nhưng mình cũng tuyệt đối sẽ không để tô văn cảnh cóng cái hồi này chỉ là sau khi xin lỗi qua đi cố cẩm nhiên lại mở miệng thanh âm của hắn dừng lại nhưng ánh mắt lại bẽ nghẽ nhìn những người ở đây mọi người nhìn về phía cố cẩm nhiên, tò mò cố cẩm nhiên còn muốn nói cái gì tiên sinh ta muốn bắt đầu ngộ đạo lập ngôn ngộ đạo cố cẩm nhiên mở miệng nói ra suy nghĩ của mình phải cố cẩm niên muốn ngộ đạo chi thánh lập ngôn nho giáo đệ tam cảnh nghe nói như vậy tô văn cảnh trong lòng không khỏi kêu một tiếng tốt hắn biết cố cẩm niên lập ngôn khẳng định không tầm thường người này không phải là thường nhân nhưng trong mắt các đại nho khác nghe vào lại có chút không giống chi thánh lập ngôn tính là cái gì nho đạo đệ tam cảnh mà thôi nếu nói cố cẩm niên muốn giác ngộ đại nho chi cảnh bọn họ có lẽ sẽ có chút kinh ngạc vẻn vẹn chỉ là chi thánh lập ngôn bọn họ cũng không để ý thậm chí cho rằng đây bất quá chỉ là cố cẩm niên tự biết gây ra đại họa tìm lý do tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi trước mắt trong lòng bọn họ đều có lửa giận lừa giận phát ra từ nội tâm cố cẩm niên đích xác có chút cản rỡ giống như bọn họ phỏng đoán nhưng bọn họ lại không dám nói gì dù sao thanh xích ở trong tay hắn ai dám kêu gào lưu lại lời này cố cẩm niên xoay người rời đi cũng không nguyện lưu lại chỗ này sau khi cố cẩm niên rời đi đám người này dần dần mở miệng văn cảnh tiên sinh đây là môn sinh mà ngài dạy ra vốn tưởng rằng cố cẩm niên cuồng vọng chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng hôm nay vừa thấy xem ra thế nhân đều nói sai nói thiếu lợi hại lợi hại lão phu hôm nay cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là cuồng vọng tuổi trẻ khinh cuồng cũng có mức độ lão phu chưa từng thấy qua có người cuồng vọng như thế liên tiếp tức bảy đại nho thanh xích này ở trong tay hắn chỉ sợ sẽ gây họa cho vô số người chuyện hôm nay lão phu nhất định phải để người trong thiên hạ biết được để cho bọn họ biết cố cẩm niên rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng chờ cố cẩm niên đi rồi những thanh âm này không ngừng vang lên bọn họ có vẻ hổn hển cũng có vẻ phẫn nộ không chịu nổi đối mặt với sự phẫn nộ của mọi người ánh mắt tô văn cảnh không khỏi hiện lên lạnh ý lão phu dạy học như thế nào còn không đến phiên chư vị quản hôm nay đến đây các người ôm ý nghĩ gì thật sự cần lão phu nói ra sao được rồi nếu chỉ dám ở trước mặt lão phu kêu gào hai câu làm phiền chư vị câm miệng nếu có bản lĩnh lão phu mời cầm niên lại đây chư vị cùng thế từ điện hạ đôi con miệng lưỡi đi tô văn cảnh cũng lười để ý tới đám người này kính trọng bọn họ là bởi chuyện còn chưa nháo lên mọi người vẫn chưa xé rách ra mặt cấp cho nhau chút mặt mũi thật sự trở mặt còn cần cho bọn họ thể diện sao tốt văn cảnh tiên sinh lời này chính là ngươi nói đấy chúng ta đi thượng lương bất chính hạ tác loạn lão phu hôm nay cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của những lời này. đi, đừng rong dài. đi, nghe tô văn cảnh nói thẳng như vậy, mọi người cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. từng đạo thân ảnh rời đi, cũng có mấy đạo thân ảnh không đi, mà là đợi người ngoài đi rồi. sau đó nhìn tô văn cảnh chậm rãi lên tiếng, văn cảnh huynh, chuyện này còn xa mới đơn giản như ngươi nghĩ. thánh khí chi vật, không ra nhất định phải có. đúng vậy, văn cảnh ngươi là người đứng đầu thanh lưu, tuyệt đối không thể xem vào đâu. nếu không, thanh danh mấy chục năm, chỉ sợ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát a. À thế tử điện hạ liên tục tức nho vị của bảy người việc này nếu chuyển ra ngoài chính là dư luận cực lớn người sắp thành chuẩn thánh hiện tại chính là cần danh vọng nếu xen vào việc này người sẽ khó lòng thành thánh bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bọn họ mở miệng những người này còn có chút lý trí biết là khổng ra không đúng nhưng càng thêm rõ ràng thế cục hiện tại hy vọng tô văn cảnh không xen vào nếu học trò của mình đều không thể bảo vệ tốt thành thánh thì có thể như thế nào tô văn cảnh mở miệng hắn không có bất kỳ dao động nào nói xong lời này liền xoay người rời đi sau khi tô văn cảnh rời đi mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong thời gian ngắn hoàn toàn trầm mặc không nói nên lời đợi tô văn cảnh đi rồi bọn họ cũng không dừng lại ai nấy đi theo mà cùng lúc đó cố cẩm niên đi tới giữa hậu sơn trên đường đi hắn nhìn thấy đám người vương phú quý cũng thông báo cho bọn họ biết mình sắp ngộ đạo trong khoảng thời gian này có thể sẽ không xuất hiện giữa hậu sơn cố cẩm niên ngồi xếp bằng chỉ là tâm cũng không nhanh như vậy tĩnh lại ước chừng một lát sau thân ảnh tô văn cảnh xuất hiện gặp qua tiên sinh nhìn thấy tô văn cảnh cố cẩm niên lập tức đứng dậy hướng tô văn cảnh bái lại không cần đa lễ tô văn cảnh lên tiếng sau đó nhìn cố cẩm niên chậm rãi lên tiếng hôm nay ngươi gây ra đại họa ngươi biết không tô văn cảnh có chút cảm khái học sinh biết thỉnh tiên sinh yên tâm ai là người đó chịu cố cẩm niên lên tiếng trong lòng hắn rõ ràng cẩm niên lão phu cùng ngươi nói không phải là xoắn suýt ai sẽ gánh chịu hậu quả này mà là cùng ngươi nói vài câu trong lòng chỉ là muốn nói cho ngươi biết hôm nay ngươi vẫn là có chút lỗ mãng Ngươi có biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì không? Tô Văn Cảnh lắc đầu, hắn cũng không quan tâm ai gánh chịu hậu quả, mà là dối dám với chuyện này. Nguyện nghe rõ, cố cầm niên lên tiếng, nhưng hắn cũng biết một ít hậu quả, đơn giản chính là khổng gia phát tán một ít lời đồn, nói mình cùng vọng tự đại, ngang ngược ương ngạnh, không biết đối nhân xử thế, dẫn tới người đọc sách trong thiên hạ công kích mình, trừ chuyện đó ra, còn có hậu quả gì sao? Khổng gia lần này tới đây, thì thật đã sớm biết người nhất định sẽ không giao ra thánh khí, nhưng bọn họ vẫn chuẩn bị hậu lễ, đơn giản chính là lấy lui làm tiếng lời hay nói trước một lần nếu ngươi không nghe bọn họ sẽ lại đến lần thứ hai lần thứ ba mỗi một lần bọn họ đều cố ý khiêu khích ngươi cố ý làm cho ngươi tức giận để cho ngươi tức giận đây chính là nhược điểm của ngươi cũng là ưu điểm của ngươi tô văn cảnh lên tiếng giảng giải chân ý khổng ra ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là bênh vực lẽ phải có một trái tim quân tử chân chính yêu hận rõ ràng nhưng đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của ngươi đôi khi ngươi không hiểu thế cục ngươi giống như một thanh kiếm cương chính không gãy người làm như vậy liền có nghĩa là phải trả một cái giá rất lớn người nhất định phải vĩnh viễn như vậy nếu có một ngày chân của người uốn cong vậy tất cả những gì người phấn đấu cũng sẽ trở thành một hồi trò cười con đường này nhất định cô độc con đường này cũng nhất định gian khổ cẩm niên lão phu nói với ngươi nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi biết thận trọng lựa chọn không nên vì tức giận nhất thời do đó mà lựa chọn sai tô văn cảnh mở miệng hắn biết cố cẩm niên muốn lập ngôn tự nhiên phải tới nhắc nhở một hai sợ cố cẩm niên lựa chọn sai trong thực tế cố cẩm niên hiện tại đang phải đối mặt với một lựa chọn hắn cương trực công chính ghét áp như thù đây là chuyện tốt nhưng ở thời khắc mấu chốt cố cẩm niên không khéo léo như những người khác trong mắt người đời trước xem ra đây chính là cuồng vọng không biết trời cao đất dài nếu cố cẩm niên có thể tiếp tục như vậy tất cả đều dễ nói hắn chỉ sợ cố cẩm niên sẽ có một ngày cán trả dù sao cố cẩm niên hiện tại đã lập đức chậm rãi lập đức hạnh nếu cố cẩm niên có thể tiếp tục như vậy sơ tâm không thay đổi sẽ hoàn thành lập đức của người đọc sách nhưng nếu cố cẩm niên có một ngày trở nên khéo léo đưa đẩy, đó chính là đạo tâm sụp đổ, tựa như một câu nói, làm người tốt cả đời và làm người xấu cả đời đều khó, hắn bây giờ chính là muốn cố cẩm niên suy nghĩ rõ ràng một chút, hiểu rõ một chút, bằng không một khi lập ngôn, sẽ không thể thay đổi, học sinh hiểu được, trong khoảng thời gian này học sinh sẽ suy nghĩ thật kỹ, cố cẩm niên lên tiếng, đây là câu trả lời của hắn, ừ, người có thể nghĩ cẩn thận, đây là tốt nhất, bất quá, người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, lần này khổng ra lấy lui làm tiến, chính là muốn ép người tức giận. Hôm nay ngươi tước bảy vị đại nho, chuyện này không quá nửa ngày, liền muốn truyền khắp vương triều đại hạ trong vòng hai ngày người đọc sách thiên hạ đều biết người nắm giữ thánh khí người đọc sách thiên hạ nhất định sẽ sinh lòng ghen tị khổng gia vừa vặn mượn lòng ghen tị của bọn họ từ đó công kích người nếu chỉ là chỉ trích bằng ngôn ngữ lão phu không lo lắng cũng tin tưởng người sẽ không bị những lời này quấy nhiễu lão phu lo lắng nhất vẫn là khổng gia vận dụng thánh khí tô văn cảnh lên tiếng mang theo một chút lo lắng không sợ chỉ trích bằng ngôn ngữ chỉ cần không nghe thấy sẽ không có vấn đề lớn sợ chỉ là có chút sợ khổng gia sẽ vận dụng thánh khí nếu khổng gia vận dụng thánh khí học sinh tức bách nho khổng gia cố cẩm niên thản nhiên mở miệng có vẻ tự tin nhưng trong lời nói lộ ra khí phách vẫn là nhìn xem trước đi mấy ngày này dốc lòng ngộ đạo chuyện bên ngoài người trước không cần quản có lão phu ở đây bảo vệ ngươi chu toàn tô văn cảnh trong lòng cả kinh nhưng bên ngoài vẫn làm cho cố cẩm niên ăn tĩnh lại tức bách nho khổng gia cái này có chút khoa trương thật sự làm như vậy cũng không phải đơn giản chỉ là một chút chuyện nhỏ như vậy khổng gia sẽ triệt để xé rách ra mặt cùng cố cẩm niên nếu khổng gia hoàn toàn trở mặt thủ đoạn rất khủng bố sẽ khắp nơi chèn ép khắp nơi nhắm vào đa tạ tiên sinh cố cẩm niên gật gật đầu cũng không nói thêm gì như vậy tô văn cảnh xoay người rời đi rất nhanh ở giữa hậu sơn cũng chỉ còn lại một mình cố cẩm niên khoảng một phút sau đám người vương phú quý đi tới mang tới đại lượng thư tịch là sách của thánh nhân đương nhiên không phải bản gốc mà là bản truyền lại cho đời sau cố cẩm niên cần phải lập ngôn mà lập ngôn cần phải biết thánh ý hắn phải dốc lòng ngộ đạo đám người vương phú quý tiến đến không nói thêm gì sau khi đặt đồ xong liền chậm rãi rời đi như thế cố cẩm niên cầm lấy một quyển thư tịch bắt đầu nghiêm túc quan sát tại thời điểm này tại kinh đô đại hạ trong một phủ trạch hơn 10 lão giả tụ tập ở đây cả đám đều tức giận không thể chịu nổi cố cẩm niên này thật sự không biết đối nhân xử thế lại dám vận dụng linh lung thánh xích tước bỏ tài hoa của chúng ta đáng thương tôn lão hơn phần nửa đời khổ tu bị cố cẩm niên trực tiếp hủy đi để cho hắn giao ra thánh khí chỉ là muốn bảo quản cẩn thận cũng không phải nói không trả lại cho hắn người này cuồng vọng đến cực điểm trong mắt không tôn trường làm ra chuyện nhân thần cộng vẫn như thế lão phu tất phải viết văn chương để cho người trong thiên hạ biết việc này chỉ là một hồi tranh cãi mà thôi cho dù là cố cẩm niên không muốn giao ra thánh khí cũng không nên làm như vậy đáng thương tôn lão mọi người ngươi một câu ta một câu trong ánh mắt tràn đầy cừu hận đối với cố cẩm niên tràn ngập cừu hận không tiên sinh chuyện này nói như thế nào ngươi mở miệng là được chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta tuy rằng đã già nhưng còn chưa chết chỉ cần ngươi nói một câu chúng ta tất sẽ viết vạn phong thư để cho người đọc sách thiên hạ bình luận lý lẽ đúng khổng tiên sinh chỉ cần một câu nói của ngươi chúng ta nhất định sẽ ủng hộ có người mở miệng nhìn về phía khổng thành bảy người bị tước vị trí đại nho ngoại trừ khổng thành ra sáu người còn lại đều đang tu dưỡng thân thể cực kỳ suy yếu nhóm người vừa nói chỉ là bị tước mấy đạo tài hoa có chút tổn thất nhưng không bị tước vị trí đại nho ai thế tử điện hạ chỉ là nhất thời tức giận gây ra gì thiên đại họa khụ 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 ta vẫn không muốn đem mâu thuẫn trở nên xấu hơn khổng thành mở miệng trong lúc nói chuyện còn ho khan vài tiếng có vẻ vô cùng văn nhược làm bộ làm tịch vị trí đại nho bị tước không thành khó chịu là khó chịu nhưng hắn căn bản không sợ hãi bởi vì hắn biết việc này làm xong mình sớm muộn gì cũng có thể trở về đại nho cảnh hơn nữa bởi vì hy sinh như thế còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt bây giờ tình hình đối với cố cẩm niên bất lợi mà hắn nhất định phải bảo trì tâm thái tốt bụng tuyệt đối không thể giống như loại người này đi nhục mạ cố cẩm niên phải làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lượng khẳng khái thật vậy theo khổng thành mở miệng như vậy mọi người không khỏi kính nể, nhưng vẫn phẫn nộ như trước. Khổng tiên sinh không hổ là đại nho khổng ra, bị người tước đi vị trí đại nho, cư nhiên lấy đức báo oán, tâm tư như vậy ta kính nể. Nhưng mà, vứt bỏ những thứ khác không nói, mặc dù là hắn tuổi trẻ khinh cuồng, trong cơn tức giận gây ra gì thiên đại họa, nhưng vô luận như thế nào cũng có một chút hắn rửa không sạch. Cũng bởi vì bọn ta nói thật vài câu, hắn liền vận dụng thanh khí, tùy ý tước bỏ tài hoa của chúng ta, chuyện này cố cầm niên hắn không thể rửa sạch sẽ, khẩn cầu tiên sinh, viết một phong thư, đem chân tướng sự tình báo cho khổng gia người khổng gia ra mặt vì chúng ta chủ trì công đạo vì người đọc sách thiên hạ chủ trì công đạo có người lên tiếng đứng ở trên đại nghĩa mời khổng thành ra mặt nghe nói như vậy khổng thành thở dài nhưng cũng im lặng ngầm thừa nhận lời nói của hắn không có vấn đề nói không sai chúng ta chẳng qua là nói thật vài câu cố cẩm niên liền thẹn quá hóa giận vận dụng thánh xích chèn ép nói khó nghe một chút bọn ta không phải là đại nho sao lại không có chút danh vọng thậm chí tiên sinh tô văn cảnh của hắn cũng ở trong đại sành cố cẩm niên cũng dám không kiêng nề gì như thế dám hỏi chư vị một câu nếu như hôm nay người ở trong đại sành không phải chúng ta mà là một đám người đọc sách bình thường thì sao có phải sau khi chấp trưởng thánh xích liền có thể làm bậy sau này ai còn dám giảng đạo lý với hắn chúng ta đều là quân tử là người đọc sách đối mặt với bất công nên trượng nghĩa lên tiếng chuyện hôm nay cố cẩm niên làm ra nếu không kịp thời khống chế tương lai sẽ gây ra đại họa mọi người ngươi một câu ta một câu đã đem cố cẩm niên nói thành thiên hạ ác tặc được lão phu viết một phong thư chuyển cho khổng gia bất quá lão phu vẫn hy vọng hóa giải đoạn ân oán này mặc dù ta bị tước vị trí đại nho nhưng nếu cố cẩm niên biết sai mà sửa giao ra thánh khí lão phu cam tâm tình nguyện khổng thành mở miệng một bộ cảm giác thương xót thiên hạ rất có một loại ảo giác ta không vào địa ngục ai vào địa ngục khổng nho đại nghĩa mọi người đồng loạt hướng khổng thành bái lạy cảm thấy vô cùng kính nể như thế mọi người bắt đầu viết thư vào ban đêm khổng gia khi thư gửi đến khổng gia khổng tâm trưởng lão trước tiên tìm đến khổng vô nhai sau khi đem thư đưa cho khổng vô nhai trong thần sắc có nụ cười không che được Vô nhai trưởng lão kế đã thành cố cẩm niên quả nhiên không ngoài dự liệu của chúng ta trong cơn giận dữ tức bỏ tài hoa bảy vị đại nho nhất là tôn nho lại bị hắn tức thành người thường thỉnh vô nhai trưởng lão định đoạt khổng tâm mở miệng có vẻ vô cùng kích động cùng hưng phấn để khổng thành đi kinh đô đại hạ kỳ thật chính là vì ghê tởm cố cẩm niên bọn họ hoàn toàn là cố ý cố ý làm cho cố cẩm niên phẫn nộ cố ý làm cho cố cẩm niên thẹn quá hóa giận nói như vậy cố cẩm niên nhất định sẽ vận dụng thánh xích một khi sử dụng thánh xích bọn họ liền có lý do để tấn công nếu không trực tiếp để cố cẩm niên đưa ra thánh khí chính bọn họ cũng không tin được khổng vô nhai gật gật đầu ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói lập tức cho người âm thầm châm ngòi việc này trong vòng hai ngày để cho người đọc sách thiên hạ chỉ trích cố cẩm niên khơi bảo lửa giận của người đọc sách thiên hạ ta sẽ tự mình tìm truyền thánh câu một chuyến vận dụng thánh khí dẫn tới thánh phạt bất quá khổng gia đối ngoại nhất định không nên nghiêm trị kêu gọi người đọc sách thiên hạ lý trí cho cố cẩm niên một cơ hội lại mời hắn tham gia gia yến của khổng gia ta nếu như hắn nguyện ý tham gia chỉ cần hắn dám đến chúng ta liền có đủ nắm chắc trực tiếp chiếm cứ thánh khí nếu như hắn không dám đến gia tăng lực lượng quấy nhiễu đạo tâm của hắn hiểu chưa khổng vô nhai mở miệng đem mưu kế nói ra tuân mệnh khổng tâm gật gật đầu trực tiếp đáp ứng chẳng bao lâu hắn rời khỏi đây và bắt đầu truyền đạt tin tức thẳng đến ngày hôm sau chuyện cố cẩm niên tức nhau vị đại nho đã truyền ra khắp kinh đô đại hạ mà tin tức truyền ra lại có chút ý vị sâu xa nghe nói cố cẩm niên vì dân giải oan được rất nhiều đại nho vương triều đại hạ kính nể sau khi khổng gia biết được việc này nghĩ đến lúc trước cùng cố cẩm niên có xung đột cho nên chuẩn bị hậu lễ cùng đại nho các nơi đến thư viện đại hạ bái kiến cố cẩm niên nhưng không nghĩ tới chính là sau khi đoàn người đến thư viện đại hạ cố cẩm niên rõ ràng biết có người đến bái phòng lại tránh không gặp chẳng những không gặp lúc biết rõ những đại nho này tính tâm chờ đợi cố cẩm niên không có trả lời gì không nói không gặp cũng không nói gặp liền đột nhiên biến mất ba ngày tất cả đại nhau ngồi ở đại sành chờ ba ngày đợi đến ba ngày sau tôn chính nam giận tím mặt cố cẩm niên lúc này mới khoan thai đến muộn mà khổng thành chẳng những không tức giận ngược lại thấp giọng hạ khí khẩn cầu cố cẩm niên tha thiếu cho khổng vũ đã từng có lỗi ai biết cố cẩm niên căn bản khinh thường kêu căng vô cùng tiền bối tôn chính nam chỉ ra mặt nói vài câu công đạo lại bị cố cẩm niên bắn chửi một trận đến cuối cùng nói về chuyện thánh khí hy vọng cố cẩm niên có thể vì sự an nguy của người đọc sách thiên hạ đem thánh khí đạt ở khổng gia bảo quản đợi đến khi cố cẩm niên trở thành đại nho lại hoàn trả lại cho cố cẩm niên lại không nghĩ tới chỉ là đưa ra một ý kiến cố cẩm niên liền giận tím mặt giận dữ mắng mọi người không biết xấu hổ mắng đến cuối cùng tôn chính nam hoàn toàn ngồi không yên gian dạy cố cẩm niên một phen mà cố cẩm niên tự biết đối lý nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào trong cơn tức giận tế xuất thánh xích tức bỏ tài hoa của tôn chính nam các đại nho còn lại nhao nhao ra mặt ngăn cản thậm chí tô văn cảnh cũng ra mặt ngăn cản nhưng cố cẩm niên trong mắt không có người y vào mình có thánh khí đem tôn chính nam tức thành người thường thậm chí đem mấy vị đại nho nhìn không vừa mất cũng bị tước bỏ nhau vị bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tức xong càng là vô cùng kiêu ngạo rời đi đây là tin tức truyền ra trước mắt trên thế gian lời nói dối nào là đáng sợ nhất bảy phần thật ba phần giả dối là đáng sợ nhất bảy mươi phần trăm nội dung là đúng sự thật nhưng một số chi tiết được sửa đổi cũng chính là một chút giả mạo này trong mắt mọi người cố cẩm niên đã trở thành một người có tính cách ngông cuồng mắt không có tôn trường kiêu ngạo ưng ngạnh đại bộ phận người đều có tâm lý ghét người giàu hơn nữa đạo lý người cùng nghề là oan gia trong thời gian ngắn toàn bộ văn đàn vương triều đại hạ sôi trào mới đầu có người không tin cho rằng cố cẩm niên tuy rằng tính cách có chút xúc động nhưng cũng không đến mức như vậy nhưng theo tin tức chứng thực các phương diện thậm chí còn có tin tức chuyển ra từ thư viện đại hạ trực tiếp chứng thực chuyện này trên cơ bản là sự thật mà trên cơ bản ba chữ này chắc chắn chính là chí mạng bởi vì có một số chỗ không giống nhau nhưng đối với người thường mà nói trên cơ bản chẳng khác nào hoàn toàn là thật, chỉ là không nói ra một ít chi tiết không quan trọng mà thôi. đây là cái nhìn theo bản năng của người dân nói chung. vì vậy, sau khi tin tức đã được xác định, tiếng mắng vô thiên cái địa vang lên. cố cẩm niên này, ta đã nói hắn không phải thứ gì tốt đi. cái gì mà vì dân giải oan với không vì dân giải oan, kỳ thật đây là một màn kịch. Trấn quốc công cùng hoàng đế muốn mạnh mẽ nâng ra một người đọc sách hoàng thất mà thôi. có được thánh xích vốn là một chuyện tốt, nhưng đức không xứng vị, điều này làm cho người khác buồn nôn. hư, không nghĩ tới cố cẩm niên lại là người như vậy mệt ta trước kia còn cảm thấy hắn vì dân giải oan là một quân tử hiện giờ xem ra kỳ thật chính là một tiểu nhân cố cẩm nhiên ngay cả lập ngôn cũng không làm được đơn giản là hiểu chút thi từ văn chương chư vị kỳ thật hoàn toàn đem hắn nghĩ quá cao bị thiên cổ thi từ che mắt nếu hắn quả nhiên là quân tử làm nhiều chuyện như vậy vì sao còn chưa lập ngôn đúng vậy cẩn thận suy nghĩ một chút cố cẩm nhiên ngay cả lập ngôn cũng không làm được cái này rất cổ quái nếu đổi lại là người đọc sách bình thường vì dân giải oan chỉ sợ đã sớm lập ngôn thi từ có tốt đến đâu cũng không che giấu được một trái tim dơ bẩn vô cùng theo ta thấy thì vì dân giải oan thật đúng như lời đồn chính là một vở kịch một vở kịch hoàng gia ta đã sớm nói qua vương triều đại hạ cần một người đọc sách một người đọc sách có huyết mạch hoàng thất muốn dùng để thống trị chúng ta hoặc là khống chế dân chúng lựa chọn hoàng tử có chút nguy hiểm cố cầm niên này vừa vặn cháu của trấn quốc công mỗi thân hắn lại là ninh nguyệt công chúa là ngoại thích hoàng thất đây không phải là vừa vặn sao đáng thương cho tôn lão tân tân khổ khổ tu thành đại nho vì dân làm không biết bao nhiêu chuyện tốt lại bị hoàng thất chèn ép quả nhiên là đáng thương cơ hồ là trong nháy mắt các loại lời nói xuất hiện không nghe được cái gì tốt điều này là bình thường con người chính là như vậy khi nhìn ngươi không vừa mắt cho dù ngươi đang làm việc tốt hắn đều có thể chọn ra cái gai huống chi trong lãnh thổ đại hạ ngoại trừ một ít người đọc sách ở kinh đô kỳ thật rất nhiều người đọc sách ở rất nhiều nơi đều tràn ngập một loại địch ý nguyên thủy đối với cố cẩm niên này lý do là vấn đề thân phận cố cẩm niên là hậu nhân quyền quý đây là địch ý bẩm sinh đại bộ phận người đọc sách đều là hàn môn có đối lập giai cấp rõ ràng nếu cố cẩm niên cũng xuất thân hàn môn hơn nữa vất vả khổ cực đọc sách 10 năm 20 năm một ngày kia nổi danh có lẽ còn có thể giành được không ít hào cảm của người khác nhưng cố tình cố cẩm niên lại là quyền quý đại hạ người như vậy đột nhiên khai khiếu mở mang đầu óc là chuyện rất nhiều người không thể tiếp nhận nhất là mỗi một chuyện cố cẩm niên làm đều có thể dương danh thiên hạ càng làm cho trong lòng bọn họ không có tư vị từ trước đã có chút tin đồn nói cố cẩm niên hai lần vì dân giải oan tồn tại một ít mèo vờn chuột không muốn người biết bất quá những lời này lúc ấy cũng không có người tán thành dù sao cũng không lấy ra được bất kỳ chứng cứ gì hơn nữa danh vọng của cố cẩm niên vào thời điểm đó rất lớn những nhận xét như vậy cũng chỉ là lời nói vụng trộm của một ít cá nhân nhưng bây giờ thì khác các đại nho khắp nơi đều đã bắt đầu chỉ trích những hủ lậu tú tài này còn không thừa dịp này nói ra loại phát ngôn này kỳ thật rất có sơ hở suy nghĩ kỹ một chút rất dễ phát hiện vấn đề chỉ là không có mấy người nguyện ý động não không phải không có đầu óc mà là bọn họ cũng hy vọng đây là sự thật dù sao tất cả mọi người đều là người đọc sách dựa vào cái gì ngươi xuất thân hiển hách như thế trẻ tuổi như thế hơn nữa còn là nho đạo đại tài dựa vào cái gì đại nho cũng phải sinh lòng ghen tị huống chi người đọc sách bình thường trong lúc nhất thời tiếng mắng lan tràn nhưng điều này vẫn còn không quá mức ác liệt mãi cho đến trưa ngày hôm đó vương triều đại hạ 36 quận các quận đều vang lên một ít thanh âm là không ít đại nho địa phương rất có uy tín bọn họ cơ hồ là cùng một thời khắc phát biểu ý kiến đối với việc này cố cẩm nhiên vì dân giải oan đây là đại nghĩa nhưng bản tính cuồng vọng không coi ai ra gì cũng là đại sai tức nho vị chính nam tiên sinh đây là chuyện đại nghịch bất đạo chính nam tiên sinh chính là viện trưởng thư viện giang nam xem như là sư phụ của tô văn cảnh coi như là sư tổ của cố cẩm niên lại chưa từng nghĩ tới trong mắt cố cẩm niên không hề lễ pháp mặc dù chính nam tiên sinh đùng từ ngữ kịch liệt cũng không nên đối với như thế huống chi chính nam tiên sinh không có lỗi gì lại gặp phải độc thủ cố cẩm niên không biết đối nhân xử thế đây là thanh âm đầu tiên là một vị đại nho lời nói sắc bén nhưng còn tương đối uyển chuyển. Thanh âm phía sau, một đạo so với một đạo càng thêm hung ác, một đạo so với một đạo càng thêm phẫn nộ. Không ra xin lỗi, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn, xứng đáng với thánh nhân thế gia. ngược lại cố cẩm niên không coi ai ra gì, hậu nhân quyền quý, nếu không phải thừa hưởng công lao đời trước, làm sao xứng với hai triệu thế tử? tức tại nhau vị, quả nhiên là cuồng vọng, cuồng vọng, cuồng vọng. lão phu chưa bao giờ nghe nói qua chuyện như vậy. không ra nắm giữ ba kiện thánh khí, cũng không dám như thế cố cầm niên nắm giữ một điện thánh khí liền hận không thể đem tất cả đối địch trực tiếp diệt trừ đây vẻn vẹn chỉ là tranh cãi một phen liền tức nhau vị của người khác nếu như mắng cố cẩm niên hắn hai câu vị thế tử điện hạ này có phải muốn giết người hay không vị đại nhao thứ hai mở miệng vô cùng phẫn nộ hậu nhân võ tướng chính là hậu nhân võ tướng tính cách thô bạo ngụy trang thời gian dài như vậy hiện giờ cuối cùng là lộ ra chân ngựa chính nam tiên sinh tự mình bái phòng, chờ vũ ích ba ngày bị vãn bối gian dậy dưới cơn giận không thể nhịn được nữa nhiều lời một phần đã bị lột bỏ đại nho vị này thật đúng là thiên đại trâm chọc, cố cẩm niên ngươi không xứng hai chữ quân tử ngươi làm bẩn người đọc sách chúng ta từ nay về sau nếu như người của tục ta dám làm bạn cùng cố cẩm niên sẽ bị xóa tên khỏi gia phả cũng có đại nho kịch liệt trực tiếp tuyên bố trong những hậu đại của mình ai dám làm bạn cùng cố cẩm niên trực tiếp xóa tên khỏi gia phả mà thanh âm như vậy một cái tiếp một cái vang lên càng ngày càng nhiều đại nho tham dự trong đó bản thân tôn chính nam có hy vọng không nhỏ cộng thêm chuyện này không chỉ là tôn chính nam mà còn có người âm thầm cố ý gây sự chuyện này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ nháy mắt châm ngòi cho vương triều đại hạ vừa mới yên tĩnh không được mấy ngày không chỉ vậy khi tin tức càng truyền càng nhanh càng truyền càng nhiều người đọc sách của các vương triều khác cũng bắt đầu phát biểu nghị luận ngày hội thơ đại hạ cố cẩm niên liền lệ khí mười phần văn vô đệ nhất bản thân hội thơ chính là tụ tập tài từ các quốc gia cùng nhau dung ngoạn chi lễ nhưng cố cẩm niên trời sinh tính tình tranh cường hiếu thắng vì thắng được hội thơ không để ý cảm thụ của người khác thậm chí một buổi hội thơ tốt đẹp lại nhất định phải bức bách thánh tôn khổng gia quỳ sống xin lỗi truyền thánh công ra mặt cũng vô dụng hoàng đế đại hạ ra mặt cũng vô dụng ngay cả trấn quốc công ra mặt cũng vô dụng loại người này vô quân vô cha vô sư ngay cả xúc sinh cũng không bằng một ít thanh âm từ các vương triều khác vang lên mắng hung dữ nhất vẫn là vương triều phù la chẳng những mắng hơn nữa còn bắt đầu trực tiếp biện đặt nhắc tới hội thơ đại hạ trực tiếp biện đặt nói cái gì hoàng đế đại hạ ra mặt khuyên can cố cẩm niên trấn quốc công ra mặt khuyên can cố cẩm niên tô văn cảnh cũng ra mặt khuyên can cố cẩm niên Kết quả cố cẩm niên mặt mũi ai cũng không cho, một mực cô hạnh nhất định phải để thánh tôn khổng gia quỷ xuống cầu xin tha thứ. Không có một chút quân tử nhân nghĩa. Về phần hành vi lúc trước của khổng vũ, đó chính là một chút cũng không đề cập tới. Đây chính là chỗ lợi hại của lời đồn. Đơn giản chỉ vài câu, làm cho một người không biết cố cẩm niên theo bản năng sinh ra chán ghét. Một khi hình thành loại cảm giác chán ghét này, nếu không kịp thời làm rõ, vậy nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức. Sau này bất kể ngươi làm chuyện gì, đều sẽ cho rằng ngươi không phải là người tốt. Tư luận chủ yếu chính là ba giai đoạn ai đó cố tình bịa đặt để bắt đầu tiết tấu khiến cho một ít người vốn có khúc mắc trong lòng ra mặt để cho bọn họ mượn cơ hội này đem những lời cho sót kiêm nói ra toàn bộ bước cuối cùng là gây ra gió Kỳ thật rất nhiều người căn bản cũng không quan tâm ai làm chuyện gì cố cầm niên làm cũng tốt không làm cũng được bọn họ biết không liên quan đến mình nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đều đang mắng sẽ sinh ra một loại cảm giác ta không mắng ta không hợp quần nếu bắt đầu mắng theo vậy thì hoàn toàn xong đời tương đương với đứng chung một đội sẽ nghe nội dung mình muốn nghe xem nội dung mình muốn xem cho dù là cố cẩm niên thanh minh cũng vô ích bởi vì quay đầu tin tưởng cố cẩm niên thanh minh chẳng khác nào thừa nhận đầu óc mình có vấn đề nghe lời gièm pha trên thế giới này có mấy người có thể ngô nhật tam tỉnh ngô thân mỗi ngày phải ba lần kiểm điểm về bản thân mình coi như là trong lòng hắn hiểu rõ mình sai rồi vì mặt mũi vì hư vinh cũng phải bĩu môi sống chết không thừa nhận đây là nhân tính liệt căn gốc rễ của bản chất con người vì vậy dư luận khủng khiếp lại thêm một ngày sau bùng nổ hoàn toàn sự việc lan truyền khắp đông hoàng và ngay tại giờ khắc này thư viện đại hạ trên bầu trời vốn trong vắt đột nhiên ngưng tụ mây đen bao trùm ở phía sau thư viện theo mây đen ngưng tụ trong thư viện sắc mặt tô văn cảnh nhất thời trở nên khó coi đây là thánh phạt âm 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 thư viện đại hạ mây đen tràn ngập bầu trời vốn dĩ vạn dặm quang đãng lại đột ngột có mây đen đáng sợ ngưng tụ chọc tới không ít chú ý hơn nữa làm cho người ta kinh ngạc chính là phiến mây đen này vừa vặn rơi vào hậu sơn mà không phải là che lấp toàn bộ thư viện đại hạ trong hậu sơn này trước mắt chỉ có một người đó chính là cố cẩm nhiên tất cả mọi người đều biết thứ này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì trong thư viện sắc mà tô văn cảnh vô cùng khó coi hắn biết đây là cái gì đây là thánh phạt chỉ có người bị người đọc sách thiên hạ phỉ nhổ mới có thể dẫn ra thiên phạt may mắn thay thiên phạt này vẫn chưa triệt đề ủ ra là có người âm thầm giờ trò quỷ nhưng nếu bây giờ không ngăn cản phiền toái rất lớn khổng ra các người có chút quá phận sắc mà tô văn cảnh lạnh như băng sau một khắc hắn trực tiếp chấp bút đặt bút trên giấy tuyên thành muốn vì cố cẩm niên làm sáng tỏ chuyện này cố cẩm niên ở hậu sơn ngộ đạo hắn không có thời gian cũng sẽ không có tâm tình đi giải thích những lời đồn này nhưng hắn cần phải đi giải thích nếu không thật sự sẽ thành định cục ước chừng nửa canh giờ sau tô văn cảnh viết xong văn chương muốn để cho người truyền ra ngoài nhưng khi hắn chuẩn bị mở miệng ánh mắt lại không khỏi rơi vào trên mây đen này trong lúc nhất thời tô văn cảnh trầm mặc đây là một hồi kiếp nạn nhưng đây cũng là một hồi khải nghiệm chính mình ra tay tất nhiên sẽ giúp cố cẩm niên giảm bớt được một bộ phận áp lực nhưng nếu làm như vậy cũng sẽ làm cho cố cẩm niên không cách nào trải qua trận khảo nghiệm này con đường cố cẩm niên lựa chọn chỉ có một mình hắn có thể đi người khác không giúp được cũng không thể giúp hôm nay giúp ngày mai có giúp được không nghĩ tới đây tô văn cảnh trầm mặc đem văn chương đặt sang một bên mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm cố cẩm niên cẩm niên ngươi phải lập xuống bất hủ chi ngôn mới có thể phá được cục diện này nếu ngươi phá được cục diện này nhau đạo sẽ vì ngươi mà huy hoàng tô văn cảnh mở miệng nhưng trong lòng vẫn do dự không chừng hắn hy vọng cố cẩm niên có thể chống đỡ được nhưng hắn biết rất khó nếu như tao ngộ chất vấn của người đọc sách trong thiên hạ đây cũng không phải là chuyện nhỏ không phải cứ nói rằng ngươi không nghe liền không có việc gì bị người đọc sách thiên hạ nhắm vào cũng không phải là một chuyện tốt trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm gì mà ở trong hậu sơn đối với mây đen trên đỉnh đầu cố cẩm niên chỉ nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục dốc lòng đọc sách hắn không sợ thiên phạt nội tâm không thẹn sao phải sợ thánh phạt giống như tô văn cảnh nghĩ những thanh âm này càng ngày càng kịch liệt có một câu nói rằng tin đồn dừng lại ở những người khôn ngoan lời này không sai rất nhiều người biết chuyện này tuyệt đối không giống như trong lời đồn trong đó khẳng định có không ít thứ không thể nói ra nhưng những người khôn ngoan càng hiểu rõ một điều quét tuyết trước cửa không liên quan đến mình bọn họ không muốn dính vào chuyện này rất rõ ràng là khổng gia chủ đạo kể từ đó mà nói thế lực khắp nơi tại sao phải bởi vì cố cẩm niên mà đắc tội khổng gia cho nên người khôn ngoan đích xác là có nhưng không cần phải đứng ra vào lúc này ai đứng ra người đó xui xẻo bất quá so sánh ra kinh đô đại hạ liền lý trí hơn nhiều đối mặt với những tin đồn này có rất nhiều người đọc sách ở kinh đô đại hạ đứng lên tôn chính nam cậy già lên mặt thế tử điện hạ lễ nhượng ba phần mà tôn chính nam lại càng lại yêu cầu thế tử điện hạ giao ra thánh khí cùng hổ dọa người dám hỏi một tiếng dựa vào cái gì giao ra thánh khí thánh khí này là thế tử điện hạ trộm được hay là cướp được có thanh âm vang lên là một vị đại nho cho một câu trả lời mạnh mẽ mà rành mạch trước tiên lựa chọn đứng về phía cố cẩm nhiên đây xem như là đại nho đầu tiên lên tiếng vì cố cẩm nhiên rất nhanh có không ít thanh âm theo đó hưởng ứng giải oan cho dân là một âm mưu chính trị quả nhiên là con người trong thiên hạ là kẻ ngốc sao thế tử điện hạ ở phủ bạch lộ bị giam lòng nửa tháng đây cũng là một mắt xích trong âm mưu thế tử điện hạ điều khiển 20 vạn đại quân chém giết tham quan ô lại đây cũng là âm mưu các ngươi đơn giản chính là ghen tị với thế tử điện hạ ở chỗ này bịa đặt sinh sự có thanh âm cũng theo đó trả lời bác bỏ một số tinh đồn tinh tế mà đếm thế tử điện hạ 10 năm trước giống như ăn chơi chắc táng nhưng lại là tàng phong 10 năm mài một kiếm từ khi thư viện đại hạ mở ra thế tử điện hạ triển lộ phong mang cho đến hôm nay vì dân chúng quận giang ninh thỉnh mệnh vì dân chúng giang lăng quận thỉnh mệnh vì vương triều đại hạ lập ngôn những thứ này có thể bôi nhọ sao bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim những lời đồn đãi nhảm nhí này quả nhiên là buồn cười đến cực điểm về phần thức vị trí đại nho cũng không nhìn xem những điện nho này nói cái gì khổng gia và thế tử điện hạ có ân oán thế tử điện hạ không gặp bọn họ cũng là hợp tình hợp lý còn nữa chẳng lẽ thế tử điện hạ nhất định phải dành thời gian đi gặp bọn họ sao bỏ qua thân phận nho đạo không nói thế tử điện hạ là hầu gia tương lai lại là chỉ huy sứ của thanh tra vương triều đại hạ đương đường là quan viên tứ phẩm chẳng lẽ không có một chút phong vụ thế tử điện hạ chậm trễ ba ngày sau khi nhìn thấy đám người tôn chính nam cũng là khách khí lấy lệ đối đãi ngược lại đám người tôn chính nam một lời không hợp liền là lên tiếng khiển trách sau khi khiển trách càng là muốn cưỡng ép cướp đoạt thanh khí của thế tử điện hạ đây là đại nho buồn cười đến cực điểm đừng nói tức đi tài hoa của những đại nho này cho dù là tức sạch tài hoa của ba đời mũ cũng cho rằng hợp tình hợp lý có thanh âm lại vang lên đến từ thư viện đại hạ có người lên tiếng ủng hộ cầm niên làm sáng tỏ sự thật từng đạo thanh âm từ kinh đô vang lên không thể không nói trong kinh đô danh vọng của cố cầm niên rất tốt nhất là những người đọc sách lúc trước đi theo cố cầm niên đi ngăn cản hòa thân bọn họ đối với cố cầm niên kính nể vô cùng nghe nói như vậy tự nhiên không phục một đám tiến lên lý luận thanh âm như vậy đích xác có hiệu quả nhất định ít nhất trong kinh đô không ai dám nói cố cẩm niên không phải đồng thời cũng đánh thức một số người lý trí làm cho chuyện này trong nháy mắt có tranh cãi, không sợ có tranh cãi, chỉ sợ nghiêng về một phía bôi nhọ, mà trong vương triều đại hạ, quận Giang Lăng và quận Giang Ninh cũng là như vậy, hai quận này, bởi vì thụ ân trạch của Cố Cẩm niên, tự nhiên không có thanh âm như vậy, chuẩn xác một chút mà nói, ngay từ đầu là có, nhưng sau khi bị dân chúng mắng chửi, loại thanh âm này trong nháy mắt không còn, chuyện lũ lụt và chuyện bắt cóc trẻ em mới vừa qua bao lâu, dân chúng cho dù có hay quên đến đâu cũng không thể quên nhanh như vậy, nhưng mấy quận thủ khác thì không giống vậy, vương triều đại hạ phảng phất lâm vào mắng chiến, đến hôm sau theo một thiên văn chương xuất hiện làm cho đề tài càng thêm nóng bỏng bởi vì lần này ra mặt là một vị thánh nhân thế gia khác thần châu có bốn vị thiên mệnh thánh nhân đời thứ hai cùng đời thứ tư thánh nhân hậu đại không biết tung tích nghe đồn thánh nhân đời thứ hai không có ý tứ khai phủ hơn nữa hậu đại trải qua mấy tràng thiên đại chiến loạn cho nên đoạn tuyệt truyền thừa thánh nhân đời thứ tư cũng chính là thiên mệnh thánh nhân không biết vì nguyên nhân gì lựa chọn ẩn lui sơn lâm con cháu hậu đại cũng không xuất thế nếu không đấu tranh vô tận không có khả năng khổng ra một mình độc đại hiện giờ ra mặt chính là sau thánh nhân đời thứ ba thiên thu thánh nhân thanh âm đại nhóm chu gia truyền đến so sánh ra tầm quan trọng của đời thứ nhất và đời thứ hai liền hiển lộ rõ ra tổ tiên khổng gia chính là đệ nhất thánh nhân gương sáng vạn thế đứng sừng sững không ngã về phần chu gia tuy rằng cũng nhận được thánh ân nhưng so với khổng gia mà nói hoàn toàn chính là hai khái niệm bất quá chỗ của chu gia chủ yếu vẫn là ở vương triều đại kim cũng không phải là ở vương triều đại hạ vương triều đại hạ có phân phủ của chu gia nhưng vô luận là danh vọng hay quyền thế Điều không bằng một phần trăm khổng gia hiện giờ chu gia ra mặt mang theo danh tiếng thánh nhân thế gia mở miệng dẫn tới sự chú ý rất lớn nhất là văn chương của chu gia càng sắc bén vô cùng mười tội của cố cẩm niên văn chương đơn giản nhưng vô cùng sắc bén chỉ ra mười tội lỗi lớn của cố cẩm niên nhất tội cuồng vọng thư viện đại hạ một lời không hợp đại náo trường thi nhị tội ương ngạnh hung nô hòa thân lễ nghi hai nước dùng giận dữ để đối đãi tam tội bất nhân lũ lụt quận giang ninh nhìn như diệu kế định cục nhưng trên thực tế làm cho gian thương tăng giá. Trong mấy ngày, vô số dân chúng chết đói, không có lòng nhân nghĩa, tứ tội giết chóc, điều 20 vạn binh quận giang lăng, tàn bạo bất nhân, nhẹ thì chém đầu, nặng thì cả nhà tịch thu, trong lòng tràn ngập giết chóc, ngũ tội dối trá, để cho người điều tra án, vì dân ý giải oan, nhìn như tâm hệ thương sinh, kỳ thực vì thiên mệnh chi tranh, trong lòng không có phong phạm quân tử chân chính, lục tội bất nghĩa, nhận được ân trạch của khổng thánh, nắm giữ thánh khí, không để ý lời tốt khuyên nhủ, mặc kệ an nguy của người đọc sách thiên hạ không có đại nghĩa đáng nói ích kỷ tự lợi thất tội bất trung ý chỉ thánh thượng công nhân vi phạm trong mắt vô quân coi như bất trung quân thần chi đạo giống như giấy vụn bát tội bất hiếu quốc công xuất trinh vì đại hạ mà chiến đấu thành lập quân công bảo vệ quốc gia người này làm cháu không nghĩ đến trưởng bối vất vả làm bậy làm bạ dẫn tới nội loạn đây là bất hiếu cửu tội vô đức mắt vô tôn trường khi sư diệt tổ vi phạm hạch tâm nho đạo mà đạo môn đồ bất quá cũng chỉ như thế thập tội thô bạo lòng dạ hẹp hòi trong mắt không cho phép một hạt cát chỉ vì vài câu cãi vã tức người nho vị tranh đấu nhẹ thì tức nho nặng thì giết người thô bạo vô cùng sao có thể xứng với thánh khí đây là văn chương của chu gia vẫn hỏi mười tội lớn mỗi một điều đều có logic mỗi một cái đều là đứng ở điểm cao đạo đức đi giận giữ mắng cố cẩm niên đi công kích cố cẩm niên ngông cuồng ngang ngược bất nhân giết chóc đạo đức giả bất công bất trung bất hiếu vô đức thô bạo mắng cực kỳ khó nghe cũng mắng cực kỳ độc ác quả nhiên thánh nhân thế gia chính là thánh nhân thế gia vừa ra tay đã là văn chương kinh thiên động thiên như thế văn chương này vừa xuất hiện trong nháy mắt làm cho chuyện này đạt tới một cái cao triều vốn theo biện giải ở ba nơi kinh đô cùng quận giang ninh quận giang lăng cộng thêm một ít tại nho ra mà thanh minh cùng giải thích làm cho chuyện này nổi lên một số tranh cãi đến nỗi nhiều người bắt đầu suy ngẫm cũng có một số người không dám tiếp tục mở miệng nhưng theo văn chương này đi ra giống như là một hồi cuồng hoan ngay cả người đọc sách của vương triều đại kim cũng bắt đầu tham gia dù sao thánh nhân thế gia thứ hai ra mặt chỉ trích bọn họ cũng nhịn không được lên tiếng văn nhân tưng khinh huống chi trong mắt bọn họ xem ra cố cẩm niên lại trẻ tuổi như thế nếu cố cẩm niên già đi 40 tuổi chuyện này ngược lại sẽ không như thế có trách thì trách cố cẩm niên quá mức trẻ tuổi trách cố cẩm niên dưới tình huống trẻ tuổi như vậy lại ưu tú như thế thánh nhân thế gia từng chữ như ngọc dưới mười tội cố cẩm niên người còn dám miệng cứng rắn xảo biện trong thập tội hai chữ bất nghĩa này nói đến trong tâm khảm mỗ phu luận chuyện này rốt cuộc như thế nào dám hỏi cố cẩm niên thánh khí này vì sao ngươi không giao ra chính nam tiên sinh để ngươi giao ra thánh khí cũng không phải là muốn cướp đoạt mà là lo lắng có tặc tử nhớ thương trộm đi thánh khí nếu thánh khí bị trộm đi rơi vào trong tay người trong ma đạo vậy có phải chúng ta sẽ gặp phải bất hạnh hay không việc này liên quan đến an nguy của người đọc sách thiên hạ ngươi lại bởi vì trong lòng ích kỷ mà thẹn quá hóa giận điểm này mặc kệ lúc trước ngươi làm bao nhiêu chuyện tốt đều không thể rửa sạch hành vi ích kỷ tự lợi của ngươi người vô đức vô nghĩa tiếng chửi rủa phô thiên cái địa rất nhiều người bắt được điểm thánh khí này mắng cố cẩm niên cũng mắng sảng khoái kế tiếp mới là chuyện trọng yếu đối với cố cẩm niên đại bộ phận mọi người trong lòng sinh lòng ghen tị nhưng mắng hai câu cũng không sai biệt lắm lúc này đây vì sao nhiều người lại trực tiếp nghiêng về một phía nhục mạng như vậy tất cả hoàn toàn là bởi vì chuyện thánh khí nếu như cố cẩm niên vẻn vẹn chỉ là làm thơ lợi hại thơ thành thiên cổ bọn họ cho dù là mắng cũng không có tác dụng dù sao mắng cố cẩm niên một vạn câu ngày mai người ta vẫn viết ra một bài thơ thiên cổ ngược lại mình trở thành trò cười lớn nhất Chu gia tuy rằng viết 10 tội, nhưng vấn đề là, đại bộ phận những thứ kia đều là có thể khoanh tròn, nhất định phải nói về phương diện này cũng được, nhưng không nói về phương diện này cũng được, công đạo tự tại lòng người, chờ mấy tháng, khi thật chuyện này cũng cứ như vậy trôi qua, nhưng điều khiến trong lòng bọn họ không có tư vị, chính là thánh khí, cố cầm niên mới bất quá 17 tuổi, ra ra là chấn Quốc Công, phụ thân là Lâm Dương Hầu, chính mình lập tức cũng sắp phong hầu, hoàng đế là cựu cựu của hắn, hiện giờ càng là nho đạo thánh tử, còn là tiên đạo tiên linh căn, tất cả vinh quang đều tập trung ở trên người một mình hắn có ai nhìn mà không đỏ mắt hiện tại càng là được một trong cử đại thánh khí nho đạo trong truyền thuyết điều này làm cho người đọc sách thiên hạ cực kỳ không phục nhất là vương triều phù la và vương triều đại kim không ít người đọc sách đều cảm thấy không công bằng bởi vì bọn họ cho rằng trong vương triều của bọn họ cũng có người ưu tú hơn cố cẩm niên thế hệ trẻ thì không có nhưng thế hệ cũ cũng có một số người giải oan cho người dân nhưng tại sao không nhận được thánh khí bọn họ không phục trong lòng sinh ra ý nghĩ không công bằng chua nhất vẫn là người đọc sách vương triều đại hạ dù sao cũng là một vương triều bọn họ hiện tại không muốn nói quá nhiều chính là hy vọng cố cẩm niên có thể giao thánh khí ra nếu như cố cẩm niên giao ra thánh khí vậy hết thảy dễ nói giao cho khổng gia bọn họ càng thêm vui vẻ tuy rằng bọn họ biết nếu như giao cho khổng gia muốn lấy về phòng trừng rất khó nhưng vậy thì sao dù sao cũng không phải đồ của mình mình không chiếm được cũng không muốn để cho người khác có được rất điển hình là loại tâm lý này kể từ đó thanh thế mới có thể mênh mông cuồn cuộn như thế thánh khí người có đức mới có thể lấy được nếu như không có đức làm sao xứng với thánh khí nếu cố cẩm niên cho rằng chuyện này ngươi bị oan uổng vậy ngươi đem thánh khí giao ra giao cho khổng gia khổng gia chính là thánh nhân thế gia có ba kiện thánh khí không thể sẽ ham thánh khí của ngươi chúng ta cũng nguyện ý vì ngươi làm bảo đảm cùng chứng kiến nếu ngươi không giao ngươi chính là người ích kỷ không có phẩm đức không xứng với thánh khí không sai hơn nữa loại thánh khí này đối với người đọc sách như ta mà nói uy hiếp quá lớn nếu cố cẩm niên ngươi có phẩm đức chúng ta không sợ chỉ sợ ngươi làm bậy giao ra thánh khí chuyện này có thể dừng lại ở đây chúng ta cũng kính nể thế tử điện hạ công đức vô lượng vì người đọc sách thiên hạ suy nghĩ về phần những chuyện khác tính khác từng đạo thanh âm vang lên mũi nhọn trong nháy mắt chỉ về phía thánh khí muốn cố cẩm niên giao ra thánh khí trong này nếu không có ai âm thầm thúc đẩy có quỷ mới tin đối mặt với âm thanh như vậy phản ứng của người đọc sách ở kinh đô đại hạ lại không giống vậy dựa vào cái gì phải giao ra thánh khí thánh khí là thế tử điện hạ trộn được sao quả nhiên là buồn cười đây là thanh âm của vương phu quý hắn trước tiên mở miệng đáp lại cũng tức giận không chịu nổi giao thánh khí ra khổng gia có xứng không đã có được ba kiện thánh khí còn muốn đem kiện thánh khí thứ tư chiếm làm của riêng buồn cười không chịu nổi thanh âm của giang diệp chu cũng vang lên hắn càng tức giận trực tiếp nhục mạ khổng gia nhưng mà có người giữ chặt hắn bảo hắn không cần loạn ngữ nói đi cũng phải nói lại không nên liên lụy đến khổng gia chỉ là từ sau khi củng cố cẩm niên kết giao tính cách của hắn cũng có chút biến hóa vì vậy hắn không để ý tiến hành đáp lại có thể nói học sinh thư viện đại hạ ai nấy đều là quân chủ lực ở trong kinh đô triển khai mắng chiến, tiến hành công kích với một ít lời nói bên ngoài, hơn nữa còn đi khắp nơi phát biểu, chính là lo lắng bị người có tâm dẫn dắt tư duy thiên vị, Cố Cẩm Niên có đức hạnh hay không? Chúng ta nói không tính, chờ nói cũng không tính, thánh khí lựa chọn Cố Cẩm Niên, vậy đại biểu Cố Cẩm Niên có đức hạnh. Thời khắc mấu chốt, có một đạo thanh âm vang lên, cho ra đáp lại mạnh nhất, là đại hạ lễ bộ thượng thư Dương Khai. Phải, không ai có thể nghĩ rằng, vào thời khắc mấu chốt, thanh âm của Dương Khai sẽ vang lên, hơn nữa còn lựa chọn trợ giúp Cố Cẩm Niên bất quá lời dương khai nói không có vấn đề có đức hạnh hay không không phải là người khác định đoạt mà là thánh khí định đoạt thánh khí có linh nếu như cố cẩm niên không có đức hạnh thánh khí sẽ chọn cố cẩm niên sao đây là một đạo lý rất đơn giản đã có người từng nói qua nhưng hiệu quả không tốt bởi vì vấn đề thân phận không ai quan tâm nhưng dương khai vừa lên tiếng thì khác hắn vừa mở miệng xem như là một cỗ lực lượng cường đại làm cho phong bình của cố cẩm niên được xoay chuyển thật lớn không thể không nói trong khoảng thời gian này cả vương triều đại hạ vô cùng náo nhiệt tất cả dân chúng đều đang ăn dưa tất cả vương triều đông hoang cũng đều chú ý đến chuyện này thậm chí trong lãnh thổ trung châu cũng có người chú ý việc này tranh cãi quá lớn mà trên bầu trời thư viện đại hạ mây đen ngưng tụ đích xác có chút đáng sợ làm cho người ta trong lòng kinh sợ thời khắc mấu chốt có người mở miệng hy vọng khổng gia ra mặt đưa ra một câu trả lời chuyện này nếu người khổng gia không ra mặt rất khó lấy được thắng lợi tuyệt đối dù sao cố cẩm niên trước vì dân giải oan chiếm được danh vọng rất lớn muốn bôi nhọ cố cẩm niên rất khó nhất định phải là do chân chính đại nhân vật ra mặt, như vậy mới có thể có hiệu quả tiến hành công kích. Đối mặt với thanh âm của rất nhiều người đọc sách, ngày hôm sau, khổng Gia cũng đáp lại, nội dung đại khái thập phần đơn giản, lần đầu tiên nghe được việc này, thật sự là không muốn tin tưởng, thế tử điện hạ tài hoa hơn người, là nho đạo thánh tử, có tài hoa bất thế, càng nguyện vì dân chúng giải oan. Đây là chỗ mà hậu bối Khổng Gia đều nguyện học tập, cho nên trong đó tất nhiên có hiểu lầm nhất định, không thành sở dĩ bị tức nhau vị cũng tất nhiên là khổng thành có chút chỗ làm sai phi thường hy vọng các phương đều nên hết giận tỉnh táo lại hảo hảo ngẫm lại chuyện này đồng thời cách không mời cố cẩm niên tham gia gia yến của khổng gia nguyện ý ở trên gia yến mời danh nho khắp nơi đến đây tụ tập khổng gia nguyện ý ra mặt điều hòa mâu thuẫn giữa hai bên nếu có chỗ hiểu lầm có thể giáp mặt nói rõ giải thích rõ ràng về phần chuyện thánh khí khổng gia cho rằng lo lắng trong lòng người đọc sách thiên hạ cũng không phải là không có đạo lý nhưng cũng có thể hiểu được thế tử điện hạ dù sao tôi còn trẻ nhận được ân trạch của khổng thánh được ban thánh khí tự nhiên không muốn buông xuống cho nên khổng gia nguyện ý chờ cố cẩm niên tham gia gia yến của khổng gia tiến hành thương lượng phu luận kết quả cuối cùng như thế nào đều không hy vọng tổn thương hòa khí khổng gia không hy vọng cố cẩm niên có bất kỳ tổn thất gì dù sao cố cẩm niên chính là nho đạo thánh tử là người gánh vác tương lai của nho đạo không cho phép nửa điểm sơ suất, đây chính là ý tứ khổng gia biểu đạt có thể nói câu trả lời này cơ hồ là đem khổng gia nhân nghĩa tôn dùng đến cực cao cố cẩm niên tức nho vị khổng thành kết quả khổng gia lấy đức báo oán dĩ nhiên không có nửa điểm tức giận thậm chí nguyện ý chủ động ra mặt hòa giải hy vọng không nên bởi vì một chuyện như vậy mà dẫn tới tranh đấu mời cố cẩm niên đến khổng gia tham gia gia yến vô luận là lời nói hay là hành vi khổng gia làm đều rất tốt ít nhất trong mắt người trong thiên hạ khổng gia cực kỳ rộng lượng nhưng lời nói như vậy truyền vào trong tai một số người lại dẫn tới cười lạnh lời này của khổng gia nói xinh đẹp biết bao nhưng trên thực tế lại đặt cố cẩm niên ở một tình huống cực kỳ nguy hiểm nếu cố cẩm niên không đi đó chính là chột dạ không có đảm lượng nhưng nếu cố cẩm niên đi ra yến khổng gia này cũng tất nhiên là một hồi hồng môn yến khổng gia lấy lùi làm tiến khiến cố cẩm niên tiến thoái lưỡng nan sau khi khổng gia tỏ thái độ trong một thời gian ngắn ánh mắt của người đọc sách toàn bộ tập trung vào vương triều đại hạ tập trung tại thư viện đại hạ bọn họ chờ đợi cố cẩm niên trả lời chỉ là trong thư viện đại hạ đông đảo học sinh có chút nóng lòng lời nói của khổng gia làm cho bọn họ không biết nên trả lời như thế nào dù sao cố cẩm niên đang ngộ đạo không ai dám đi quấy rầy cố cẩm niên bạn nhất không cẩn thận phá hủy cố cẩm niên ngộ đạo vậy quả nhiên là tội đáng chết nhưng nếu không đáp lại lại bị người ta nói là trột dạ đến cuối cùng tô văn cảnh thay cố cẩm niên trả lời thế tử điện hạ đang dốc lòng ngộ đạo khó có thể dự ra yến của khổng gia lão phu sẽ thay cố cẩm niên đi một chuyến đây là câu trả lời của tô văn cảnh hắn muốn thay cố cẩm niên đi ra yến khổng gia một chuyến gia yến của khổng gia sẽ cử hành vào tháng sau tình huống cố cẩm niên ngộ đạo còn không biết cụ thể là gì không có khả năng bởi vì đi tham gia gia yến này mà chậm trễ ngộ đạo chỉ là tô văn cảnh đáp lại trong nháy mắt nhận được vô số tiếng vọng cần ngươi đi thay hắn sao chuyện này là cố cẩm niên chọc ra lần này văn cảnh tiên sinh đi là vì cầu tình cho cố cẩm niên sao lúc ra ra còn ở đây thì dựa vào ra ra lúc ra ra không có ở đây thì dựa vào lão sư đây là nho giáo thánh tử sao thật nực cười việc này còn chưa tới phiên văn cảnh tiên sinh ra mặt cho cố cẩm niên đi ngài cũng không phải lão sư của cố cẩm niên chỉ là tiên sinh mà thôi cái gì ngộ đạo với không ngộ đạo hắn có được thánh khí chẳng lẽ còn không thể ngộ đạo theo ta thấy chính là đang tìm lý do đơn giản chính là không dám đi ra yến khổng gia sợ bị người nhục nhã lúc trước ta còn không tin những chuyện này là thật hiện giờ cố cẩm niên trột dạ ta xem như hoàn toàn hiểu được nếu trong lòng không thẹn vì sao không dám đi còn nhờ người đi thay buồn cười đến cực điểm ngộ đạo sớm không ngộ đạo muộn không ngộ đạo hết lần này tới lần khác ngộ đạo thật coi như bọn ta là kẻ ngốc sao tiếng đáp lại vang lên tựa hồ so với lúc trước còn kịch liệt hơn điều này rất không tầm thường bởi vì người ra mặt là tô văn cảnh đứng đầu phái thanh lưu theo lý thuyết danh vọng của tô văn cảnh rất cao hắn mở miệng lẽ ra sẽ không có nhiều thanh âm như vậy nhưng thanh âm trong vương triều đại hạ rất nhiều nhiều hơn trước hiển nhiên là có người không hy vọng tô văn cảnh thay cố cẩm niên tham gia gia yên của khổng gia bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim khổng gia muốn thánh khí không phải là ai đến tô văn cảnh đến hay không cũng không sao cả nhưng cố cẩm niên nhất định phải đến cho nên loại thanh âm này rất mãnh liệt nhất định muốn cố cẩm niên tự mình ra mặt có rất nhiều âm thanh như vậy nhưng tô văn cảnh không để ý tới hắn biết đám người này ẩn xấu ý đồ xấu xa gì bất quá tô văn cảnh vẫn là đi cố ra cùng hoàng cung một chuyến chuyển lại một tin tức vô luận như thế nào chờ đến khi cố cẩm niên kết thúc ngộ đạo rồi nói sao không thể bởi vì chuyện này quấy nhiễu đến cố cẩm niên ngộ đạo cố ra đồng ý cũng không để ý tới chuyện này vĩnh thịnh đại đế cũng đồng ý với lựa chọn này vô luận như thế nào hiện tại cái gì cũng không làm cứ để cho bọn họ nói dù sao ngộ đạo là trọng yếu nhất như thế liên tục qua năm sáu ngày tiếng mắng vẫn có nhưng đích xác so với lúc trước yếu hơn rất nhiều dù sao cố cẩm nhiên ngộ đạo từ đầu đến cuối cũng không đáp lại tô văn cảnh sau khi đáp lại cũng không có gì để nói mặc cho người bên ngoài suy đoán như thế nào không đáp lại là giải pháp tốt nhất nhưng ngay sau khi chuyện này dần dần lắng xuống một chuyện làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới đã xảy ra cũng đem chuyện này triệt để kích nổ tôn chính nam tiên sinh tự sát khi tin tức lan truyền cả vương triều đại hạ trực tiếp nổ tung đặc biệt là thư viện giang nam khi tất cả người đọc sách ở thư viện giang nam biết được chuyện này những người đọc sách này hoàn toàn đứng ngồi không yên ai có thể ngờ rằng vào lúc này tôn chính nam tự sát hơn nữa sau khi tôn chính nam chết lưu lại một phong di thư nội dung trong đó là mạnh mẽ lên án cố cẩm niên nội dung di thư dương dương xái sái ba bốn ngàn chữ đầu tiên là nói rõ sở tác sở vi cả đời này của mình không hổ thẹn với lòng chỉ cho rằng mình quá mức thẳng thắn có chút đắc tội với người khác nhưng đây chính là phẩm hạnh của mình lại không nghĩ tới vào lúc tuổi già bởi vì phẩm hạnh này của mình sức lấy thiên đại sỉ nhục thân là đại nho đạo lý khắp thiên hạ giáo thư dục nhận tân tân khổ khổ mấy chục năm cũng bởi vì giận dữ mắng cố cẩm niên vài câu từ đó bị tước đi vị trí đại nho trở thành một người bình thường điều này làm cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng cho nên mạnh mẽ lên án cố cẩm niên tận ngàn chữ cuối cùng cũng nói rõ mình không muốn ở lại trên đời này hy vọng người đọc sách thiên hạ có thể vì mình đòi một cái công đạo sau đó tự sát cái chết của tôn chính nam trở thành điểm kích nổ của chuyện này vốn dĩ chuyện này đã sắp lắng xuống nhưng ai có thể ngờ được tôn chính nam thế nhưng lại lựa chọn tự sát chứ trong lúc nhất thời có rất nhiều tin tức truyền ra tôn chính nam bị tước đi tài hoa đại nho thân thể suy tàn không chịu nổi hơn nữa bởi vì tức giận công tâm dẫn đến có chút dấu hiệu đột quỵ thậm chí không thể tự lo liệu sinh hoạt hắn vốn đã hơn 80 tuổi dựa vào tài hoa tầm bổ thân thể hiện giờ tài hoa không còn thân thể suy bại các loại ốm đau ập đến làm hắn kêu khổ thấu trời cuối cùng trong cơn giận dữ không còn mặt mũi nào ở lại treo cổ tự sát theo những tin tức này truyền ra tiếng mắng chửi như sóng thần ập đến cố cầm niên người sẽ chết không được tử tế đáng thương tôn lão một đời anh danh vì nước vì dân giáo thư dục nhân lại không bằng quyền quý tàn nhẫn cố cầm niên ngươi có còn là con người không một hai câu nói liền tức bỏ tài hoa người ta thánh khí bực này ở trong tay ngươi người đọc sách chúng ta ăn ngủ không yên đường đường là đại nho tuổi già không được chết tốt thật đáng buồn đáng tiếc thật đáng buồn đáng tiếc mà cố cầm niên ngươi thân là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này ngươi còn không nhận sai sao vô luận ngươi có vinh quang như thế nào bức tử đại nho ngươi không biết đối nhân xử thế tiếng mắng chửi như sóng thần vương triều đại hạ vốn đã bình tĩnh lại tại một khắc này hoàn toàn bùng nổ dù sao đã chết một người hơn nữa còn là một vị đại nho đức cao vọng trọng trong mắt rất nhiều người xem ra đây chính là bị cố cẩm niên bức tử tôn chính nam lấy cái chết của mình đến xin một cái công đạo yêu cầu một cái công đạo nhóm người đọc này làm sao có thể không đáp ứng đứng ở điểm cao về đạo đức bắt đầu điên cuồng chỉ trích cố cẩm niên hơn nữa lúc này đây so với lúc trước còn hung mạnh hơn nhiều lắm bởi vì lúc trước chỉ trích trung quy không nháo ra mạng người đơn giản chính là cố cầm niên quá hung dữ một chút hơn nữa toàn bộ sự việc rốt cuộc ai đúng ai sai tất cả mọi người đều nói không rõ ràng điển hình là ông nói ông có lý bà nói bà hữu lý bây giờ thì khác tôn chính nam đã chết mọi người đều có tâm đồng tình một lão nho đức cao vọng trọng nửa đời trước cẩn trọng vì dân vì nước tuổi già cũng bởi vì tranh đấu một hồi cho dù có sai có chỗ nào đó làm không tốt nhưng cuối cùng rơi vào một kết thúc chết không yên lành tự nhiên sẽ khiến người ta đồng tình cùng thương cảm lúc này những người đọc sách yên lặng được mấy ngày đã hoàn toàn đứng ngồi không yên đây chính là cơ hội ngàn năm có một nếu như không nháo chuyện này lớn hơn một chút sau này sẽ thật sự nháo không nổi tiếng mắng như sấm chiếu rọi ở thư viện đại hạ trên núi phía sau mây đen càng thêm dày đặc thậm chí đã bắt đầu có sấm chớp đây là thánh phạt căn cứ vào ý chí của người đọc sách trong thiên hạ sinh ra dị tượng lúc trước đều đã có chút cảm giác sắp biến mất nhưng theo tôn chính nam vừa chết mây đen càng thêm nồng đậm sấm chớp lóe ra hơn nữa còn truyền đến từng đạo thanh âm là tiếng chửi rủa của người đọc sách trên thiên hạ loại thanh âm này vang vọng ở giữa thư viện đại hạ tô văn cảnh biết được tôn chính nam tự sát cũng không thể không kinh ngạc hắn ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới tôn chính nam lại tự sát cho dù lấy mạng của mình cũng hải để cố cẩm niên chịu phạt như thế trước tiên tô văn cảnh rời khỏi thư viện đại hạ hắn muốn đi thư viện giang nam một chuyến đi tế bái tôn chính nam đồng thời muốn điều tra tình huống chỉ là sau khi tô văn cảnh rời khỏi thư viện đại hạ hậu sơn cố cẩm niên vốn một mực dốc lòng ngộ đạo đột nhiên bị từng đạo thanh âm cắt đứt cố cẩm niên Ngươi không biết đối nhân xử thế đáng thương cho tôn nho vậy mà chết trong tay loại người như ngươi hắn quả nhiên là đáng thương cố cẩm niên ngươi vẫn còn là con người sao bởi vì nhất niệm ích kỷ hại tôn nho táng thân ở đây cố cẩm niên ngươi thật đáng chết tiếng mắng chửi cực kỳ trói tai khiến cho cố cẩm niên từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại sau khi tỉnh lại xung quanh một mảnh tối đen ngẩng đầu nhìn lại mây đen che trời sấm chớp ầm ầm tựa như tận thế hàng lâm uy áp của người đọc sách thiên hạ vào giờ khắc này hình thành thánh uy khủng bố tuyệt luân khiến cho cố cẩm niên cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có nghe từng đạo thanh âm vang lên bên tai cố cẩm niên đại khái biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là cố cẩm niên không để ý tới mà là hít sâu một hơi tiếp tục dốc lòng ngộ đạo trong nháy mắt ba ngày trôi qua chuyện tôn chính nam gây ra không ít ồn ào huyên náo đại nho khắp nơi đều viết chiếu văn tế lễ tôn chính nam có một số đại nho vốn không muốn tham dự nhưng cố nhân qua đời khó tránh khỏi có chút khó chịu cho nên cũng khiển trách cố cẩm niên một phen theo những đại nho vốn ở vị trí trung lập này ra mặt trong lúc nhất thời càng nhiều thanh âm vang lên không ít người lấy lý do muốn giúp đỡ cho tôn chính nam mắng chửi cố cẩm niên mà ở trong thư viện đại hạ cố cẩm niên cũng đích xác lâm vào mức độ ngộ đạo sâu những thánh nhân chi thư này hắn đã đọc qua lại ba lần hiểu được đạo của thánh nhân nhưng vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng rất nhiều đạo lý nghe qua thoáng cái liền hiểu được nhưng muốn chân chính hiểu được lại cực kỳ khó khăn chi thánh lập ngôn thánh ý là gì lời ai nói mới là đúng thánh nhân đời thứ nhất lấy nhân lễ làm chủ vậy cái gì gọi là lễ nếu nhìn thấy tiểu nhân cũng phải dùng lễ đối đãi sao thánh nhân đời thứ hai lấy quân lễ làm chủ quân này cũng không phải là quân vương mà là quân tử quân tử viễn tiểu nhân dã hẳn là giống như bạch ngọc không nhiễm một tia dơ bẩn nhưng có vài người cũng có đại nghĩa cũng có quân tử khí tiết cũng bởi vì các loại nguyên nhân như thân phận vân vân chẳng lẽ những người này không phải quân tử sao thánh nhân đời thứ ba lấy quốc lễ làm chủ quốc gia có khí tiết có quân tử chi lễ có khí khái đại quốc mới là vương triều nhưng nếu một quốc gia dùng thái độ ôn hòa mà trị có thể làm cho dân chúng ăn uống no đủ, vậy loại quốc gia này không tính là vương triều sao? Thánh nhân đời thứ tư, lấy nho học làm chủ, cho rằng muốn tạo phúc cho dân chúng, nhất định phải có được địa vị và uy vọng nhất định, như vậy, lời nói của bản thân mới có thể được nhiều người biết đến. Điểm xuất phát là tốt, nhưng có người đọc sách, không có một quan nửa chức, nhưng lại tâm hệ thương sinh, hắn không cách nào thay đổi đại cục gì, nhưng lại có thể trợ giúp mỗi một người hắn có thể trợ giúp, loại này có tính là nho giả hay không? Đạo lý của thánh nhân quá mức thâm ảo, có quá nhiều ý tứ cần phải đi giải thích, cần phải trình bày. Cố Cẩm Niên hiện tại đang bị vây ở giai đoạn chi, hắn phải cấp cho mình một cái trình bày giải thích. Nếu chỉ đơn giản là hiểu được đạo lý thánh nhân, lại đi lập ngôn, đây cũng không phải là hắn muốn, phải hoàn toàn hiểu được mới có thể lập ngôn. Như thế, thời khắc mấu chốt, Cố Cẩm Niên lần thứ hai tỉnh lại từ ngộ đạo, ngồi ở chỗ này, thủy chung không thể ngộ ra bất cứ chuyện gì. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, ta cần cảm ngộ, cảm ngộ thật nhiều, nếu không, không có tác dụng. Giờ khắc này, Cố Cẩm Niên hiểu được, mình nhất định phải đi vạn dặm đường mới có thể hiểu rõ rất nhiều đạo lý ngồi một mình ở đây sẽ bị trói buộc nghĩ đến đây cố cẩm niên đứng dậy trực tiếp đi về phía thư viện mà mây đen trên bầu trời lại thủy chung đi theo hắn có vẻ thập phần đáng sợ cố huynh ngươi ngộ đạo thành công sao cố huynh xảy ra đại sự tôn nho tôn chính nam tự sát cố huynh trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn lần không nên rời khỏi thư viện đại hạ văn cảnh tiên sinh có lời dặn dò nếu ngươi đi ra ngoài sẽ gây phiền toái theo cố cẩm niên rời khỏi hậu sơn từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bọn họ vây quanh cố cẩm niên, nhóm người vương phú quý gian diệp chung nhau nhau mở miệng, thập phần quan tâm cố cẩm niên, còn chưa ngộ đạo thành công, ta muốn đi vạn dặm ngộ thánh nhân chân lý. cố cẩm niên trả lời, nói cho mọi người biết mình muốn làm cái gì, sau đó tiếp tục mở miệng, việc này chư vị không cần quản, ta đã đoán được tình trạng này, hết thầy đều là bởi vì thánh khí chọc tới, sự giúp đỡ của chư vị, cố mỗ trong lòng mang lòng biết ơn, nhưng chuyện này các ngươi không nên tham dự, nếu không sẽ mang phiền toái đến cho các ngươi. cố cẩm niên lên tiếng tuy rằng hắn không nghĩ tới tôn chính nam sẽ tự sát nhưng cũng đoán được chuyện này sẽ náo loạn đến trình độ nào khổng gia thế nhất định phải có được thánh khí của mình sẽ nghĩ hết mọi biện pháp tranh đoạt thánh khí náo loạn đến cả thành mưa gió không tính là gì cả nước đều biết cố cẩm niên đều cảm thấy rất bình thường chỉ là trong lòng hắn không thẹn đừng nói tôn chính nam tự sát cho dù là tất cả đại nhau ngày đó tự sát hắn cũng không sợ hãi chết thì chết còn có thể như thế nào già mà mê muội loại người này chết không đáng tiếc cố huynh cái này vương phú quý mở miệng hắn muốn nói cái gì lại bị cố cẩm niên trực tiếp cắt đứt không cần tham dự các ngươi không tham dự được hơn nữa rất khó giúp được ta rất có thể sẽ mang đến phiền toái cố cẩm niên lên tiếng thái độ rất kiên định chuyện này nháo đến trình độ này đã không sai biệt lắm nếu như nhóm người vương phú quý lại tiến vào tham dự mà nói không chừng khổng ra sẽ trả thù bọn họ nếu thật sự như thế thì sao như thế ngược lại sẽ gây ra phiền toái cho mình phải đi giúp đỡ bọn họ cũng không phải là không muốn mà là nếu đã biết ý đồ của đối phương cần gì phải tự tìm phiền toái quả nhiên theo cố cẩm niên mở miệng như vậy vương phú quý cùng giang diệp chu cũng không nói thêm gì nữa chỉ là ngay tại thời điểm này một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới có vẻ nóng nảy đại sự không tốt thế từ điện hạ ngoài cửa thành kinh đô tụ tập mấy vạn người đọc sách từ quận giang nam chạy tới nói là muốn ngài lấy mạng đền mạng khi thanh âm vang lên trong thư viện mọi người nhao nhao mở to hai mắt mấy vạn người tụ tập làm sao bọn họ dám dưới kinh đô bọn họ dám như vậy sau lưng những người này khẳng định có người mấy vạn người đọc sách không có khả năng tự phát đến đây mọi người nhíu mày nhưng cũng biết chuyện này hoàn toàn nháo lớn hàng vạn người đọc tập trung tại kinh đô đại hạ đây cũng không phải là chuyện tốt gì hơn nữa còn muốn cố cầm niên lấy mạng đền mạng nếu tiếp tục náo loạn lên hoàng đế cũng không dễ giải quyết chèn ép đám người đọc sách này vậy cam đoan vương triều đại hạ muốn nháo ra chuyện lớn hơn quyền quý chèn ép hoàng quyền vô tình không chèn ép đám người đọc sách này mặc cho bọn họ nháo như vậy sự tình sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt thủ đoạn này quả nhiên là một đợt lại tiếp một đợt nha thế tử điện hạ người đi đâu cũng là lúc mọi người nhíu mày lại phát hiện cố cẩm niên đã đi ra ngoài thư viện đi gặp bọn họ một lát cố cẩm niên mở miệng sắc mặt bình tĩnh lập tức mọi người không khỏi ngây nhìn ta ta nhìn ngươi ngay sau đó có người lựa chọn đi theo cũng có người không đi theo chuyện này đích xác liên lụy quá lớn trong khi đó bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trong kinh đô đại hạ từng đạo bóng dáng quan binh xuất hiện chạy tới cửa thành phía bắc mấy vạn người đọc sách đồng loạt mặc tăng phục bọn họ đứng ở ngoài cửa thành giờ biểu ngữ trên biểu ngữ càng ngà huyết thư muốn cố cẩm niên lấy mạng đền mạng hành động mênh mông cuồn cuộn như thế cũng khiến dân chúng kinh đô nhao nhao vây xem cố cẩm niên trả lại mạng cho tên sinh ta có người mở miệng lớn tiếng hét lên trong chốc lát mấy vạn người đồng loạt giống giận âm thanh đinh tai nhức óc xuyên thấu toàn bộ kinh đô đại hạ đánh tan mây trắng trên bầu trời bọn họ ai nấy đều lộ ra vẻ phẫn nộ làm cho người ta có một loại cảm giác nếu cố cẩm niên ở trước mặt bọn họ bọn họ sẽ đem cố cẩm niên cắt thành tám khối nhưng vào lúc này trên bầu trời kinh đô những đám mây đen khủng khiếp xuất hiện chính xác mà nói đó là những đám mây đen khủng khiếp đang di chuyển khoảng nửa phút sau một đạo thân ảnh xuất hiện trên tường thành bắc thành là thân ảnh cố cẩm niên kinh đô đại hạ bên ngoài cổng thành phía bắc hàng chục ngàn người đọc sách đã tập trung tại đây bọn họ mặc tăng phục treo biểu ngữ hoàn toàn là một bộ dáng hưng sư vấn tội có người đang kêu rên khóc lóc cũng có người mắng cố cẩm niên mà đại đa số người thì lạnh lùng nhìn nhau bởi vì trên cổng thành phía bắc thân ảnh cố cẩm niên rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người là cố cẩm niên hắn chính là cố cẩm niên các ngươi xem cố cẩm niên tới theo mây đen bao trùm cửa thành phía bắc rất nhanh từng đạo thanh âm vang lên có người nhìn thấy cố cẩm niên chỉ vào cửa thành la lớn nhìn thấy cố cẩm niên xuất hiện đám người đọc sách này trong nháy mắt trở nên kích động mà ở trên tường thành thủ lĩnh thống quân phụ trách điều binh lập tức hướng cố cẩm niên bái lại thế từ điện hạ chúng ta phụng ý bệ hạ đến đây duy trì trật tự điện hạ không cần đến đây miễn cho bị những tiểu nhân này làm cho ô uế thống quân thủ lĩnh cũng biết đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không có hảo cảm với đám người này, cho nên hy vọng Cố Cẩm Niên không bị những người này quấy nhiễu. Bệ hạ có ý chỉ nào khác không? Cố Cẩm Niên nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi, bệ hạ có khẩu dụ, để cho chúng ta không được đả thương người. Thống lĩnh mở miệng, đưa ra câu trả lời, được, việc này giao cho bản thế tử đi. Cố Cẩm Niên gật gật đầu, sau đó đi về phía trước vài bước, đứng ở trên tường cao, nhìn xuống đám người đọc sách đang mặc tăng phục này. Những người đọc sách này, đại đa số là đến từ thư viện Giang Nam, giờ này khác này, đang nhìn về phía hắn như hổ rình mồi chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn phảng phất như có thiên đại cừu hận cố cẩm niên người mau đền mạng cố cẩm niên người đáng chết cố cẩm niên trả lại mạng cho tên sinh ta trong khoảng thời gian ngắn theo cố cẩm niên lộ diện từng đạo tiếng mắng chửi vang lên thanh âm của những người đọc sách này thật phần hỗn loạn ngươi một câu ta một câu nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra phẫn nộ trong lời nói của bọn họ cùng với là thật sự muốn cố cẩm niên chết đang giờ khác này trên tường thành một đạo tiếng chuông vang lên trực tiếp chấn áp tiếng ồn ào huyên náo của những người đọc sách này cố cẩm niên nhìn thoáng qua thống lĩnh bên cạnh sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu thống lĩnh lập tức hít sâu một hơi đứng ở trên cửa thành lớn tiếng quát thế từ có lệnh cắt cử mười người đứng ra cùng hán đối thoại những người còn lại câm miệng ít ở chỗ này mất mặt xấu hổ thống lĩnh mở miệng tức giận khiển trách mọi người lời này vừa nói ra trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của đám người đọc sách trở nên khó coi ngươi bảo chúng ta đứng ra thì chúng ta liền phải ra đứng ra sao đi chết đi khẩu khí thật lớn ngươi bức chết tôn nho còn dám nói loại lời này Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, ba vạn người đọc sách chúng ta tụ tập ở đây, ngươi có bản lĩnh thì liền giết chúng ta đi. Chư vị, không cần để ý tới hắn, tiếp tục mắng, ta ngược lại muốn nhìn xem Cố Cẩm Niên hắn có dám động thủ với chúng ta hay không." Từng đạo thanh âm vang lên, bọn họ căn bản không để ý đến Cố Cẩm Niên, có bản lĩnh liền giết, hơn ba vạn người đọc sách ở chỗ này, tạo ra áp lực cực kỳ khủng bố, đừng nói Cố Cẩm Niên, cho dù là Tể tướng đương triều cũng không dám làm gì bọn họ. Trên thực tế, Văn Võ Bách Quan đã sớm biết chuyện này, bọn họ cũng đang âm thầm quan sát nếu phát hiện có bất kỳ tình huống gì không thích hợp sẽ lập tức ngăn lại lúc này cũng không thể để cố cẩm niên làm bậy thật sự giết ba vạn người đọc sách này vậy thì nguy tiếng mắng chửi phô thiên cái địa khiến cho tất cả mọi người trong kinh đô đều có thể nghe được đối mặt với tiếng mắng như vậy cố cẩm niên rất bình tĩnh chỉ là mở miệng nói chuyện với thống lĩnh ở một bên hắn không một hét lớn để cho thống lĩnh thay mình làm là được rất nhanh thống lĩnh lãnh quân lại một lần nữa lên tiếng thế tử có lệnh các người thân là người đọc sách vô cớ tụ tập đông người ý đồ tạo phản nếu không nghe quản giáo tham tấu bệ hạ phạt các ngươi ba đời không thể làm quan thống lĩnh lãnh quân mở miệng nhìn chăm chú đám người đọc sách này nhắc lại lời cố cẩm niên vừa nói lời này vừa nói mọi người đích xác trầm mặc cố cẩm niên bây giờ là đốc cha chỉ huy sứ bản án hắn tham gia lục bộ nhất định phải ưu tiên xử lý nói cách khác nếu như ngươi không làm sai cố cẩm niên có thể ghê tầm ngươi nếu như ngươi làm sai vậy ngượng ngùng cố cẩm niên chẳng những có thể ghê tầm ngươi còn có thể làm cho ngươi xui xẻo ba vạn người đọc sách vô cớ tụ tập đây không phải là chuyện nhỏ tuy rằng bọn họ có thể giải thích rằng muốn đòi một cái công đạo nhưng công đạo này là đòi như vậy sao không thể báo cáo trước sao xin hỏi là huyện lệnh không tiếp nhận yêu cầu của các ngươi hay là phủ quân không tiếp nhận có vẻ như đều không có đi chính là các ngươi hô bằng gọi hữu tụ tập mà đến đi sau lưng những người này có người hay không có người cũng không sao cả trị tội những người này không tính là gì ba đời không được làm quan thì có chút khoa trương lễ bộ cùng lại bộ chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng nhưng bọn họ cấm ba năm hay năm năm không được làm quan thì không có vấn đề gì lớn trong lúc nhất thời mọi người có chút trầm mặc trong lòng bọn họ rõ ràng nếu còn náo loạn như vậy liền chuẩn bị lấy tiền đồ của mình ra đánh cuộc đi một chiêu này rất tuyệt mọi người giận nhưng không dám nói để ta đứng ra chư vị trước không cần nói chuyện cố cẩm niên này cũng chỉ có chức bản lĩnh như thế mà thôi đúng không cần sợ ta sẽ đi lên cùng trần huynh cố cẩm niên cũng chỉ dám như thế hắn bức chết tôn nho còn có cái gì để nói ta cũng đi theo trần huynh trong lúc nhất thời mọi người đích xác cầm miệng có một người cứng đầu lên tiếng đứng lên trước muốn rằng có cùng cố cẩm niên ước chừng nửa canh giờ Cuối cục cũng có 10 người đứng ra, đi tới dưới cửa thành, 10 người này đều là tuấn kiệt, bọn họ đứng dưới thành, lại có vẻ không kiêu ngạo không xiểm định, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Cố Cẩm Nhiên, trong ánh mắt có phẫn nộ, khinh thường, kiêu căng, lạnh ý, mỗi người một kiểu, trên thường thành, Cố Cẩm Nhiên liếc mắt nhìn một cái, hắn có chút lạnh ý, vốn chính mình đang định đi ngộ đạo, lại không nghĩ tới đến phát sinh chuyện này, nếu không giải quyết, thủy chung sẽ là phiền toái, trước mắt phải giao xác chặt tay rối, giải quyết dứt khoát những người này, tụ tập ba vạn người đọc sách nói rõ ý đồ đến trên thành cố cẩm niên mở miệng ánh mắt nhìn về phía bọn họ lại như băng cố cẩm niên ít ở chỗ này giả bộ hồ đồ người bức chết tôn tiên sinh chuyện này ngươi không phải không biết nói đi nên xử lý như thế nào đây cố cẩm niên chớ ở chỗ này làm bộ làm tịch ra vẻ mình vô tội cái chết của tôn tiên sinh ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào bọn họ mở miệng nhất là một nam tử ngoài 20 tuổi mặc tăng phục tướng mạo anh tuấn quanh người có tài hoa vờn quanh giờ này khắc này hắn nhìn cố cẩm niên trong ánh mắt là hận ý cũng có tức giận thanh âm của hắn là lớn nhất người này chính là đầu lĩnh tôn chính nam đã chết sao cố cẩm niên nhìn đối phương ngựa khí bình tĩnh quan tài của tôn tiên sinh còn ở thư viện giang nam chẳng lẽ em muốn chúng ta đem hài cốt tôn tiên sinh bày ra trước mặt ngươi ngươi mới tin tưởng có người tức giận nói như vậy tốt 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 nhận được câu trả lời này cố cẩm niên liên tục nói ba tiếng tốt trong lúc nhất thời khiến mọi người không khỏi sửng sốt bọn họ không rõ cố cẩm niên nói như vậy là có ý gì chết tốt loại hủ nho này đã sớm nên chết nhưng kế tiếp lời cố cẩm niên nói làm cho đám người này trong nháy mắt xôi trào ngươi vừa nói cái gì cố cẩm niên ngươi vẫn là người sao nhục nhã nhục nhã đây là nhục nhã vô cùng cố cẩm niên sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy cuồng vọng cuồng vọng rút cuộc là người cuồng vọng như thế nào mới có thể nói ra lời nói như vậy từng đạo thanh âm vang lên tất cả mọi người không thể tin được cố cẩm niên lại nói ra những lời như vậy đây thuần túy chính là khiêu khích chân trụi khiêu khích câm miệng lại trên tường thành nghe mọi người giận dữ mắng thanh âm cố cẩm nhiên cũng theo đó vang lên hắn một tiếng giống giận trực tiếp lấn áp thanh âm của những người này tôn chính nam thân là đại nho không phân biệt đúng sai cậy già lên mặt bị ta tức đi vị trí đại nho lẽ ra phải hối hận tự sửa hiểu rõ đạo thánh hiền lại chưa từng nghĩ hắn sống chết không chịu thay đổi lấy tự sát làm thủ đoạn gây áp lực với bản thế tử bản thế tử nói sai sao loại người này chết chẳng lẽ không tốt cố cẩm nhiên mở miệng đối với tôn chính nam hắn không có ác ý quá lớn chỉ cảm thấy loại người này không rõ đúng sai hơn nữa còn cậy già lên mặt mình tức vị trí đại nho của hắn không sai chút nào hắn cảm thấy tính cách mình ngay thẳng nghĩ đến cái gì thì nói cái đó nhìn thấy cái gì không tốt liền nói thẳng còn đắc chí cảm thấy mình làm như vậy là giữ vững công lý nhưng nói một câu không dễ nghe đơn giản chính là cậy già lên mặt nếu bênh vực lẽ phải giữ vững chính nghĩa trong lòng cố cẩm niên còn kính hắn một hai nhưng lúc ở thư viện đại hạ tôn chính nam này không phân biệt thị phi đen trắng nhìn thấy mình liền bắn một trận hơn nữa còn cố ý muốn nhục nhã chính mình đây là bộ dáng mà đại nho nên có sao chờ ba ngày nên tức giận sau khi cố cẩm niên xuất hiện cũng không có làm việc gì bất tôn đi hơn nữa thù hận giữa mình cùng khổng gia người trong thiên hạ đều biết không phải không để mặt tôn chính nam mà là không để mặt khổng gia tôn chính nam cùng khổng gia cùng đến đây vì chuyện gì tôn chính nam biết chẳng qua hắn không nói ra mà thôi nói thẳng ra một chút nếu cố cẩm niên trước tiên đi gặp đám người tôn chính nam kết quả đơn giản chính là tôn chính nam khuyên nhiều hai câu nếu cố cẩm niên không giao ra thánh khí kết quả nhất định cũng sẽ không thay đổi sẽ cho rằng cố cẩm niên ích kỷ sau đó công kích vì vậy loại người này chết là tốt nhất cố cẩm niên người quả nhiên là súc sinh người đọc sách phía dưới giống giận hận không thể giết cố cẩm niên tôn nho đến bái phòng ngươi ngươi bỏ mặc để tôn nho khổ chờ ba ngày cái này quên đi cũng bởi vì lời nói va chạm một hai ngươi liền tức nho vị của tôn nho buộc hắn tự sát ngươi hiện tại còn ở chỗ này nói những lời như vậy ngươi thật sự không phải là con người mà đối phương thở hồn hển chỉ vào cố cẩm niên ngón tay đều run rẩy không chỉ có hắn mấy vạn người đọc sách đều tức giận vốn tưởng rằng nhiều người như vậy cố cẩm niên hẳn là phải sợ hãi một phần lại không nghĩ tới chính là cố cẩm niên chẳng những không có nửa điểm sợ hãi ngược lại vẫn kiêu ngạo trước sau như một hắn như thế làm sao bọn họ có thể không tức giận đây buộc hắn tự sát bản thế tử ngược lại muốn hỏi một chút là một bức pháp như thế nào toàn bộ sự việc các người có biết chân tướng không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các người có biết không nói cho cùng các người bất qua chỉ là nghe lời đồn đãi sau đó tự cho là hành động chính nghĩa muốn mượn cơ hội này công kích thế tử đem bản thế tử dẫm dưới chân thỏa mãn nội tâm dối trá bản thế tử có nói sai không cố cẩm niên nhìn mọi người lại như băng hỏi cái gì cũng không biết liền tới tìm mình gây phiền toái trong hơn ba vạn người này có chín phần chín đều mù quáng chạy theo hướng gió cái gì giải oan cái gì công lý một khi chưa hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện có tư cách gì để phát biểu có thể đưa ra nghi hoặc cái này không có quan hệ nhưng không hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện liền tự mình đưa ra kết luận nếu nói đúng thì tốt nếu nói sai thì sao người sẽ đứng ra xin lỗi sao sẽ hiểu rõ lỗi lầm của mình sao kết quả cuối cùng có thể chỉ là một câu thì ra là như vậy à hoặc là tuy rằng chuyện này chúng ta hiểu lầm nhưng người đích xác có sai hơn nữa người hoàn toàn có thể nói cho chúng ta biết giải thích rõ ràng cho chúng ta không phải là được rồi sao bỏ qua sự thật không nói chẳng lẽ cố cẩm niên người cũng không sai hành vi đấm bốc điển hình buồn cười hoang đường đây chính là người tự cho là như thế nếu thế tử điện hạ không phục như thế vậy mời thế tử điện hạ nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì buồn cười mặc kệ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tôn nho đã chết ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn nói không sai Mà kệ cố cẩm niên hắn nói cái gì tôn nho đã chết chính là cố cẩm niên hắn bức chết ít ở chỗ này đem chúng ta ra nói hiện tại nói là chuyện của ngươi không phải chuyện của chúng ta chúng ta không thẹn với lương tâm cũng chỉ có loại tiểu nhân như ngươi mới có thể cảm thấy chúng ta tầm mang bất chính âm thanh vang lên kinh đô lại một lần nữa sôi trào giống như cố cẩm niên phỏng đoán đám người này giống như bị vạch trần nỗi lòng bắt đầu phủ nhận sau đó một lần nữa chuyển đề tài đến trên người cố cẩm niên điều này rất bình thường trong này chín phần chín là theo gió mà đến đương nhiên cũng có mục đích chính là muốn làm thối chính mình để cho mình rơi xuống vũng bùn sau này đem chuyện này trở thành vốn liếng để khoe khoang bản thân mà một bộ phận đám người còn lại đơn thuần chính là cố ý dẫn dắt hướng gió này bọn họ mang theo mục đích nói trực tiếp một chút chính là muốn hại chính mình sau lưng có người ủng hộ bọn họ là ai cũng không rõ ràng hồng gia khẳng định chạy không thoát nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là khổng gia như vậy nghe những thanh âm chửi rồn này thống lĩnh ở một bên cũng không khỏi nhíu mày hơn ba vạn người đồng loạt nhục mạ trang diện này cũng không phải náo nhiệt bình thường cho dù là đang nhục mạ của cẩm niên không phải nhục mạ mình thống lĩnh lãnh quân vẫn cảm thấy quá trói tai nếu đổi lại là hắn phòng trừng đã sớm nhảy xuống chém người rồi thế từ điện hạ đám cầu đồ này đã không muốn nói đạo lý mặt tướng mang ngài trở về chuyện còn lại giao cho mặt tướng đến làm thống lĩnh mở miệng nói hy vọng cố cẩm niên rời đi miễn cho bị những người này gây tởm bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không có gì cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt, mở miệng y phất phất tay liền đứng ở trên cửa thành nghe những người này chửi rủa đồng thời cũng đang suy nghĩ một chuyện nho giáo đúng vậy cố cẩm niên nghe những tiếng chửi rồn này trong đầu không khỏi hiện lên chuyện này hệ thống nho đạo hệ thống nho đạo chia làm bảy cảnh cảnh đầu tiên là đọc sách ngưng khí danh như ý nghĩa chính là thông qua đọc sách hiểu rõ đạo lý sau đó ngưng tụ tài hoa tác dụng của linh lung thánh xích chính là một lần nữa định nghĩa lại cảnh giới nho đạo cố cẩm niên lúc trước nghĩ tới trực tiếp thay đổi đệ nhất cảnh không chỉ đơn giản là ngưng tụ tài hoa như vậy mà là ngưng tụ hạo nhiên chính khí nhưng nghĩ lại lại cảm thấy nếu như vậy thì độ khó quá cao cảnh giới thứ nhất liền ngưng tụ ra hạo nhiên chính khí quá trình rất khó không thể nghi ngờ chính là đả kích sự tự tin của người đọc sách hơn nữa làm cho nho đạo lâm vào tiến thoái lưỡng nan dù sao có đôi khi rất nhiều thứ chính là dựa vào lượng biến sinh ra chất biến cho nên giai đoạn đầu tiên không nên hà khắc như vậy mà bây giờ cố cầm niên cũng sẽ không vì tiếng chửi rùa của những người này mà vì thế để cao độ khó của nho đạo đệ nhất cảnh nhưng hắn phải định nghĩa định nghĩa nhau đạo chân chính tiếng mắng chửi đan xen lẫn nhau hơn ba vạn người người một câu ta một câu ước chừng mắng nửa canh giờ mà cố cẩm niên cũng đứng nghe nửa canh giờ sau nửa canh giờ mọi người có chút miệng đắng lưỡi khô dân chúng nghe cũng có chút chết lặng không thôi cứng rắn mắng ba canh giờ ít nhiều có chút quá phận cố cẩm niên vì sao ngươi không nói lời nào ngươi sợ sao hay là trột dạ trầm mặc không nói có phải cảm thấy lời chúng ta đều đúng hay không người á khẩu không trả lời được thanh âm vang lên tràn ngập lãnh ý nhưng cố cẩm niên không để ý tới những thanh âm này mà là giơ tay lên lập tức văn phủ xuất hiện phía sau lưng hắn tinh thần vườn quanh năm chiếc ngọc liễn giống như thiên tử tọa kỵ xuất lĩnh thiên quân vạn mã đi ra văn phủ dị tượng của cố cẩm niên khiến không ít người sợ hãi thán phục nhưng mà có người lại chỉ vào cố cẩm niên tiếng giận dữ như sấm cố cẩm niên người có phải cũng muốn tức tài hoa của ta hay không chúng ta không sợ hãi trừ vị huynh đài chúng ta ngược lại muốn nhìn xem cố cẩm niên này có dám đem tài hoa của chúng ta tức sạch hay không ba vạn người đọc sách chúng ta cũng không tin một mình ngươi có thể thức hết nói không sai ngươi đừng vọng tưởng có thể dùng một chiêu này để hù dọa chúng ta bọn họ giống to có một số âm thanh ẩn trong bóng tối để cho mọi người đứng ở phía trước còn bản thân thì ẩn nấp bên trong bất quá không thể không nói hiệu quả này có tác dụng dù sao tài hoa của cố cẩm niên trung quy vẫn là có hạn mà tài hoa của ba vạn người bọn họ cộng lại với nhau tuyệt đối không phải cố cẩm niên có thể tước sạch chỉ là cố cẩm niên cũng không có ý định tước đi tài hoa của bọn họ thứ nhất đích xác không đủ thứ hai những người này cũng không xứng cố cẩm niên ta hôm nay thỉnh thánh xích hiển thế định nghĩa nho đạo đệ nhất cảnh trên cửa thành phía bắc cố cẩm niên chắp tay mà đứng hắn nhìn đám người đọc sách mở miệng như thế lời này vừa nói ra quả thật khiến mọi người kinh ngạc xác định nho đạo đệ nhất cảnh đây là ý gì hắn đang nói nhằm cái gì vậy ta như thế nào cũng nghe không ra hắn muốn làm gì cố cẩm niên muốn làm gì đại bộ phận khó hiểu bọn họ chỉ là nghe nói qua linh lung thánh xích cũng chỉ biết được tác dụng cơ bản của linh lung thanh xích có thể tức bỏ tài hoa của người đọc sách về phần tác dụng chân chính của linh lung thánh xích bọn họ cũng không quá rõ ràng nhưng có một bộ phận người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng hẳn là muốn một lần nữa sửa đổi lại tiêu chuẩn nhau đạo đệ nhất cảnh căn bản là muốn chèn ép chúng ta có người sắc mặt khó coi nói ra cố cẩm nhiên muốn làm cái gì lời này vừa nói ra trong nháy mắt khiến xung quanh xôn xao sửa đổi lại tiêu chuẩn của nho giáo đệ nhất cảnh hắn có tư cách gì để sửa đổi đây chính là uy lực của thánh xích sao sửa đổi tiêu chuẩn của nhau giáo đệ nhất cảnh linh lung thánh xích lại có thể có uy năng như vậy trách không được có thể gọi là thánh khí mọi người sợ hãi than có chút không thể tin được nhưng sự thật xảy ra trước mặt bọn họ không thể không tin nếu cố cẩm niên tùy ý sửa đổi thiết lập một quy tắc không thể hoàn thành vậy nên làm cái gì bây giờ chúng ta khi đó chẳng phải là không còn cách nào đặt chân vào nho đạo sao cố cẩm niên thật là ác độc mà thế nhưng lại dùng chiêu này bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ nho đạo chi cảnh là thiên địa thành lập cũng là đời đời thánh nhân cùng tiên hiền cùng nhau thôi diễn ra hiện giờ cố cẩm niên thế nhưng muốn mạnh mẽ sửa đổi quá đáng hận cố cẩm niên người xứng sao tiếng la mắng vang lên có người vẫn phẫn nộ như trước cũng có người sợ hãi càng có người lộ ra vẻ hoảng hốt dù sao cảnh giới nhau đạo là bọn họ thật vất vả mới có thể tu hành đi ra bây giờ nói với họ phải một lần nữa định nghĩa lại làm thế nào bọn họ có thể không sợ vấn đề sẽ không quá lớn mặc dù hắn một lần nữa định nghĩa lại bị ảnh hưởng cũng chỉ là người sau này chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng thời khắc mấu chốt có người mở miệng nói ra bí mật lời này vừa nói ra trong nháy mắt khiến rất nhiều người tò mò người có chắc là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng không? Nếu như chỉ là ảnh hưởng đến người sau, vậy còn dễ nói, nếu ảnh hưởng đến cảnh giới hiện tại của chúng ta, vậy cố cẩm niên này thật sự tội đáng chết vạn lần. Ta cảm thấy rất có thể, dù sao uy lực của thánh xích có lớn hơn nữa, cũng không có khả năng lớn đến vô biên, khẳng định sẽ có hạn chế. Từng đạo thanh âm vang lên, sau khi có người nói ra nhược điểm của thánh xích, trong lúc nhất thời, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu cố cẩm nhiên định nghĩa lại nhau đạo đệ nhất cảnh, ảnh hưởng đến bọn họ, vậy quả nhiên là lỗ lớn, chỉ là trên công thành phía Bắc lắng nghe những lời này mặt cố cẩm niên không chút thay đổi thánh xích hiện lên linh lung thánh xích nở rộ quang mang mà cố cẩm niên cũng vào giờ khắc này nhắm mắt lại trong đầu hắn hiện lên thánh hiền chi đạo khoảng một phút sau đó khi cố cẩm niên mở mắt ra linh lung thánh xích điên cuồng chấn động nho đạo đệ nhất cảnh lấy đức ngưng khí phàm là người có đức hạnh đều có thể ngưng khí cũng vì hạo nhiên chính khí được người vô đức phẩm hạnh bại hoại lòng dạ hẹp hòi không thể ngưng khí đọc vạn thư cũng không thể tiến vào nho đạo cố cẩm niên lên tiếng đây là định nghĩa của hắn về nho đạo đệ nhất cảnh người có đức hạnh mới có thể ngưng khí có đức này không phải nói người nhất định phải trở thành thánh nhân mà là yêu hận rõ ràng biết rõ chuyện sai người không thể làm rõ ràng là bởi vì ghen tị lại nhất định phải tìm cớ che giấu ghen tị của mình từ đó công kích người khác hoặc là làm hại người khác loại người này liền không có đức hạnh người đọc sách cũng vậy quân tử cũng được cho dù là người giết heo chỉ cần hắn có được đức hạnh như vậy hắn liền có thể ngưng khí hơn nữa ngưng tụ vẫn là hạo nhiên chính khí công lý trong tâm nếu như không có đức hạnh cho dù xem một vạn quyển thánh nhân chi thư cũng tuyệt đối không thể bước vào nhau đạo tuyệt đối không thể ngưng tụ ra hạo nhân chính khí đức trọng yếu nhất không quan hệ thân thế không quan hệ bối cảnh cố cẩm nhiên đích xác đã nâng cao tiêu chuẩn nhưng hắn không mạnh mẽ để cao tiêu chuẩn mà là từ lời nói cử chỉ của một người tiến hành định nghĩa lời này vừa nói ra thành xích phát ra tiếng gầm rú khủng bố sau một khắc hào quang ngút trời đánh tan mây xanh linh lung thánh xích vọt lên vòng trời một đám kim sắc cổ tự từ trong thánh xích hiện ra đây là thánh nhân đại đạo hóa thành văn tự bao phủ kinh đô đại hạ thánh xích hữu linh đang phán đoán cảnh giới nho đạo cố cẩm niên lập ra xem có vấn đề gì hay không giờ khác này tất cả ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên thánh xích nửa phút sau thánh xích chấn động sau một khắc, từng đạo huyền hoàng quang mang từ trên trời rơi xuống giống như ngân hà trực tiếp rơi vào trong thánh xích ngay sau đó thánh xích nở rộ ức vạn thần quang từng đạo quang mang tiến vào giữa đại địa ý nghĩa trời xanh tán thành tán thành định nghĩa cảnh giới của cố cẩm niên mặc dù thành xích có được năng lực định nghĩa nho đạo chi cảnh nhưng vẫn phải căn cứ vào tình huống mà quyết định lời nói của thế tử điện hạ được trời cao tán thành quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi trong kinh đô có đại nho mở miệng tán thưởng cử chỉ này của cố cẩm nhiên thế tử điện hạ cũng không vì lời chửi rủa của những người đọc sách này từ đó làm loạn lấy đức ngưng khí lời này quá diệu hiện giờ người đọc sách đương đại ai nấy đều vội vàng công tâm chỉ biết đọc sách ngưng khí lại quên mất hai chữ đức hạnh chuyện ngày hôm nay quả nhiên là tốt người nếu không có đức còn nói gì tu hành càng đừng nói đến trở thành nho giả lấy đức ngưng khí tốt một cái lấy đức ngưng khí giờ này khắc này trong kinh đô vang lên từng đạo thanh âm có không ít đại nho tán thưởng hành vi này của cố cẩm niên dù sao lời này rất hợp lý không có vấn đề gì lấy đức ngưng khí chỉ là ngay giờ khắc này trong thánh xích bộc phát ra từng đạo quang mang mỗi một đạo quang mang như hình thành một thanh thánh xích thu nhỏ tiến vào trong cơ thể những người đọc sách này không chỉ có bọn họ cho dù là cố cẩm niên trong cơ thể cũng nhập một thanh thánh xích những hào quang này tràn ngập trong kinh đô, không chỉ có những người đọc sách này, tất cả dân chúng đều chiếm được một thanh thánh thước, thánh thước nhập thể, tất cả những chuyện trong quá khứ, trong nháy mắt được chiếu rọi, trong phút chốc, tất cả người đọc sách dưới thành lộ ra vẻ kinh ngạc, tài hoa của ta vì sao lại biến mất, cố cẩm Niên, người đã dùng thủ đoạn gì, đây là có chuyện gì, tại sao tài tài hoa của ta lại biến mất nhiều như vậy, ta từ chi thánh lập ngôn cảnh, sao đang yên đang lành lại rơi xuống dưỡng khí cảnh, đây là có chuyện gì, cố cẩm Niên, người lại đùa dưỡng thủ đoạn gì, bọn họ kinh ngạc phát ra tiếng chất vấn, thần sắc vô cùng kích động. Tuy rằng bọn họ không phải đại nho, nhưng đối với cảnh giới nho đạo của mình vẫn cực kỳ quý trọng. Hiện giờ hơn 3 vạn người đọc sách này, đại bộ phận đều bị rơi xuống một cảnh giới, chỉ có một bộ phận nhỏ bị tước đi đại lượng tài hoa. Như thế này làm sao có thể không làm cho họ hoảng sợ? Mà trong thành cũng có một ít người đọc sách bị tước đi tài hoa, sắc mặt một đám khó coi. Nhưng một cảnh màn khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra. Có một số người không phải là người đọc sách, lại ngưng tụ ra được một đạo hạo nhiên chính khí, ngưng tụ trong cơ thể, tản mát ra hào quang yếu ớt, dẫn tới từng trận kinh hô, tài hoa, là thứ mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ, có được tài hoa, liền đại biểu bước vào nhau đạo, là người đọc sách, mà trong kinh đô, có không ít người vô duyên vô cớ có được tài hoa, ngay cả một ít nữ tử cũng chiếm được, đưa tới các loại tò mò cùng khiếp sợ, các người câm mồm ngay, chỉ là, vào giờ khác này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, đó là giọng nói của Dương Khai, vào giờ khác này, hắn đi tới cửa thành phía bắc, thân mặc quan phục, trong ánh mắt nhìn về phía đám người này tràn ngập lệnh ý cùng khinh bỉ. Dương Khai chính là lễ bộ thượng thư, càng là đại nho đương đại, danh vọng của hắn không thua gì Tôn Chính Nam, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói, địa vị của Dương Khai so với Tôn Chính Nam còn cao hơn, cũng bởi vì hắn là lễ bộ thượng thư, mà lễ bộ chính là cơ quan trưởng quản tất cả người đọc sách trong lãnh thổ đại hạ. Theo Dương Khai lên tiếng, những người đọc sách này không dám tiếp tục la hét, ai nấy đều trở nên ngoan ngoãn. Đây là thánh xích phán đức, trong lòng các ngươi không có đức, sau khi thánh xích phán định, mới có thể tức đi tài hoa, chuyện vừa xảy ra, các ngươi liền cảm thấy đây là thế tử điện hạ làm ra, mới vừa rồi mắt các người đều ngủ rồi sao không thấy thánh xích cũng đi vào trong cơ thể thế tử điện hạ sao lấy đức ngưng khí một đám các người hầu như không ai có thể ngưng tụ tài hoa điều này chứng minh các người vô đức hôm nay tụ tập đến đây không phải bị người khác mê hoặc thì chính là tâm mang bất chính người đâu truyền lệnh của lão phu đem ba vạn người đọc sách này toàn bộ nhốt ở ngoài thành ghi lại thân phận của bọn họ không được tham gia khoa cử ba lần sương khai lên tiếng mới vừa rồi hắn cũng bị thánh xích nhập thể hơn nữa cũng bị tức bỏ một bộ phận tài hoa nhưng cũng không quá nhiều, ảnh hưởng không lớn. Mặc dù vậy, Dương Khai không trách tội cố Cẩm Niên, đây là vấn đề của chính hắn, không liên quan gì đến cố Cẩm Niên. Nhưng nghe được những người đọc sách này lại đang kêu to, chỉ trích cố Cẩm Niên, hắn liền không nhịn được nữa, trực tiếp leo lên cửa thành, giận dữ mắng vạn nho. Nghe Dương Khai nói, những người đọc sách này sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng cho dù cố Cẩm Niên định nghĩa nho đạo chi cảnh, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, lại không nghĩ tới chính là Trung Quy vẫn trúng một đao, thậm chí có thể nói tất cả người đọc sách ở kinh đô vô duyên vô cớ bị chém một đao cũng may chính là người đọc sách trong kinh đô cũng thật sự giữ lương tâm có chút người ít nhiều bị tước tài hoa nhưng ảnh hưởng không lớn nhưng đây cũng không phải là một chuyện xấu tài hoa bị tước là tài hoa không nên có được có sai nhưng có thể sửa chữa sau này ngưng tụ hạo nhiên chính khí đây mới là căn bản tương lai tiền đồ vô hạn đương nhiên dương khai sở dĩ xuất hiện còn có một nguyên nhân sợ cố cẩm niên chân chính nổi giận lại làm ra một ít việc không nên làm cho nên cố ý đi lên vì cố cẩm niên xuất ra khẩu khí này thế tử điện hạ vì người đọc sách thiên hạ một lần nữa định nghĩa lại nho đạo chi cảnh đây là công đức vô thượng từ nay về sau người vô đức không thể đạp nho vô luận là đối với dân chúng mà nói hay là đối với giang dân xã trâm mà nói thế tử điện hạ lại lập được công lao bất hủ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim xin nhận một lạy của lão phu lúc này dương khai hướng cố cẩm niên bái một cái thật sâu không phải là dối trá mà là thực sự từ nội tâm bái lại cố cẩm niên không bởi vì hành vi của những người này mà lung tung định nghĩa cảnh giới nho đạo ngược lại lấy đức ngưng khí hoàn mỹ phù hợp với đạo quân tử chỉ cần cách cục và lòng dạ như vậy điểm khiến cho hắn không thể không kính nể hơn nữa hắn cũng không nói lung tung bắt đầu từ ngày hôm nay tất cả những người đọc sách chưa ngưng khí sẽ phải một lần nữa tu hành lại bọn họ cần phải dưỡng đức có đức mới có thể ngưng khí chuyện này đối giang sơn xã tắc mà nói chính là một chuyện tốt sau này một người là tốt hay xấu rất dễ dàng phán xét ra cũng giống như trong kinh đô đại hạ có một số dân chúng bình thường đều ngưng tụ hạo nhiên chính khí tuy rằng không nhiều lắm chỉ là một đạo nhưng đại biểu cho người này có đức hạnh quân tử có việc làm có việc không làm có được đức hạnh chính là quân tử loại người này tất nhiên sẽ được dân chúng chung quanh kính trọng ngưng tụ danh vọng trở thành tấm gương mà đối với triều đình mà nói tuyển chọn quan viên có thể trực tiếp thông qua hạo nhiên chính khí để phán xét một quan viên nếu không có đức hạnh như vậy cũng không kham nổi trọng trách có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện thị phi dương đại nhân nói quá lời bản thế tử cũng chỉ là dựa vào tâm mà nói cố cẩm niên không đắc ý cũng không đắc chí thanh xích vào trong cơ thể hắn kỳ thật cũng tước đi một bộ phận nhỏ tài hoa hắn cũng có một số việc không làm tốt bất quá vấn đề này không lớn dù sao mình cũng không phải thánh nhân sau khi hiểu rõ tình huống cố cẩm niên cũng sẽ thay đổi dần dần học hỏi các vị thánh đây mới là nho đạo không ai là người hoàn hảo chẳng qua khi ánh mắt của cố cẩm niên rơi vào trên người đám người dưới thành thần sắc cũng vào giờ khắc này hoàn toàn lạnh xuống thánh xích ở đây bản thế tử hôm nay hỏi các ngươi ba câu người không dám trả lời tức tài hoa trở thành phế nhân người trái với lương tâm người vô đức bị thánh xích giới phạt cố cẩm niên lên tiếng chuyện này vẫn chưa kết thúc hắn một lần nữa định nghĩa lại nho đạo đệ nhất cảnh không chỉ bởi vì thời cơ chín muồi mà chủ yếu là hắn muốn nhân cơ hội này tiến hành một màn phản kích nếu không để cho đám người này tiếp tục nháo xuống trắng cũng thành đen miệng người đáng sợ miệng nhiều người sói chảy vàng đạo lý này cố cẩm niên hiểu được cho nên hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ ràng oanh theo cố cẩm niên dứt lời thánh xích lơ lửng ở ngoài thành đứng ở trên đỉnh đầu đám người đọc sách này, Và ra hào quang, nếu bọn họ cự tuyệt trả lời, trực tiếp tức tài hoa, nếu ai dám trái lương tâm, bị thánh xích giới phạt, giờ khác này, hơn ba vạn người đọc sách hai mặt nhìn nhau, bọn họ có chút cưỡi hổ khó xuống, vốn nghĩ người đông thế mạnh, đủ để làm cho cố cẩm niên kiêng kỵ, lại không nghĩ tới chính là, thời khắc mấu chốt, cố cẩm niên tế xuất thánh xích, lập tức làm cho thế cục triệt để thay đổi, thánh xích đại biểu thánh ý, đại biểu cho thiên ý, vô luận bọn họ nói như thế nào, tranh luận như thế nào, ở trước mặt thiên ý, đều không chịu nổi một kích câu hỏi thứ nhất các ngươi có phải vì tâm sinh đố kỵ nên tiến đến kinh đô hay không cố cẩm niên mở miệng câu hỏi cực kỳ sắc bén hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người làm cho đám người này mất hết thể diện cái gì mà người đọc sách với không đọc sách không cần dùng thủ đoạn như vậy sau này có phải chỉ cần phát sinh chút chuyện liền có thể tùy ý bịa đặt hay không lời này vừa nói ra trong lúc nhất thời đám người đọc sách trầm mặc không nói sắc mặt ai nấy đều khó coi nhưng cũng có người hít một hơi thật sâu đưa ra câu trả lời không ghen tị chỉ vì chính nghĩa có thanh âm vang lên, nhưng số lượng không nhiều lắm, lẻ loi giải rác, cũng chỉ có một hai trăm, tiến về phía trước ba mươi bước, cố cầm nhiên mở miệng, để cho những người này đi về phía trước, lập tức mọi người cũng không rong dài, trực tiếp đi về phía trước, trong lòng bọn họ không thẹn, cũng không sợ cố cầm nhiên nhớ kỹ bọn họ, gây khó dễ cho bọn họ, về phần những người khác, cũng yên lặng cho trả lời, phải, có chút ghen tị, có một bộ phận ghen tị, những câu trả lời này rất nhiều, giọng nói của họ, mặc dù nhỏ, nhưng không thể chịu đựng nhiều người cùng nói, dân chúng nhìn kỹ đợi đến sau khi nhận được câu trả lời này trong lúc nhất thời tiếng mắng chửi như sấm được quả nhiên là như vậy ghen tị với thế tử điện hạ chạy đến kinh đô quỷ kêu mấy ngày liền đám xúc sinh này còn có thể coi là người đọc sách sao sinh loại người này tổ tiên thật sự là bị chọc giận đến bốc khói cái này còn gọi là người đọc sách cái thứ đồ chơi mất mặt đáng xấu hổ từng đạo thanh âm vang lên dân chúng chửi ầm lên lúc trước bọn họ liền cảm thấy có vấn đề chỉ là không tiện tham dự lấy không ra chứng cứ a à, ông nói ông có lý bà nói bà có lý hiện tại có thánh thức gia trì trong lòng có ghen tị hay không chính mình thừa nhận sau khi thừa nhận tự nhiên là tiếng mắng chửi phô thiên cái địa nói lớn hơn một chút trên cửa thành phía bắc thanh âm của cố cẩm niên như sấm không phải vừa rồi nói đặc biệt lớn sao sao bây giờ lại một đám người câm nói đi kêu đi sao các người lại im lặng theo cố cẩm niên mở miệng lập tức từng đạo thanh âm vang lên trong lòng ta có lòng ghen tị ta có chút ghen tị mang theo một phần ghen tị từng đạo thanh âm vang lên mà thánh xích cũng trong nháy mắt chấn động ngưng tụ ra bốn năm ngàn đạo thánh xích quang mang tiến vào trong cơ thể một ít người trái với lương tâm. A, à, đau, 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 đau chết ta. Trong phút chốc, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, có người vẫn như trước nói lời trái với lương tâm, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phàm là người trái với lương tâm, thanh xích giới phạt, trực tiếp đánh lên linh hồn, so với thức xác đánh lên thân thể đau đớn gấp 10 lần. Hỏi các người lại một lần cuối cùng, có phải vì ghen tị mà đến hay không? Cố cẩm nhiên lại một lần nữa mở miệng, hắn chính là muốn hỏi đến cùng. Phải phải phải, xin thế tử điện hạ tha mạng. Đúng vậy, ta chính là bởi vì ghen tị, là ghen tị, là ghen tị, lúc này không ai dám làm loạn nữa, một đám ai nấy đều đau đến phát run, vội vàng trả lời, quả nhiên, sau khi ăn giáo huấn, đám người này liền thành thật, mà thánh xích quả thật phản ứng. Câu hỏi thứ hai, có phải biết rõ ta bị oan uổng, còn đến vụ oan giá họa, cố cẩm niên tiếp tục hỏi, chỉ là lần này hỏi, đại bộ phận người thật đúng là không có, bọn họ biết chuyện này khẳng định không đơn giản như bề ngoài, nhưng bọn họ chủ động xem nhẹ, chân tướng sự tình, bọn họ cũng không hoàn toàn hiểu rõ, tự nhiên mà vậy không phải là cố ý đến vụ oan giá họa thỉnh thế tử điện hạ minh giám chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ bởi vì ghen tị lúc này mới làm ra việc không nên làm đúng vậy đúng vậy thế tử điện hạ minh giám chúng ta cho dù thế nào đi nữa cũng không xấu xa đến mức như thế biết rõ thế tử điện hạ bị oan uổng còn tới vụ oan giá họa chúng ta làm không được không ít thanh âm vang lên điểm này bọn họ vẫn nắm chắc điểm mấu chốt chủ yếu là khó chịu cùng ghen tị những thứ khác thật sự không có nhưng đại bộ phận là như vậy cũng có một bộ phận người càng người phát run sắc mặt tái nhợt nhóm người này không dám nói lời nào nhưng thánh xích đã chấn động tùy thời kích hoạt người không trả lời tức tài hoa áp giải đến huyền đăng ti cố cẩm niên lạnh lùng mở miệng cuối cùng một số người không thể chịu được được nữa thỉnh thế tử điện hạ thứ tội là ta bị quỷ mê tâm khiếu là ta không làm người kính xin thế tử điện hạ thứ tội thanh âm đầu tiên vang lên là một trong mười người xuất hiện lúc đầu hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu cố cẩm niên thứ tội theo một người mở miệng rất nhanh từng đạo thanh âm vang lên số lượng thật đúng là không ít liếc mắt nhìn lại có bốn năm trăm người dân chúng nhìn rõ rõ ràng ràng đồng thời cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi không sợ người ngu xuẩn chỉ sợ người xấu loại người này tuy rằng số lượng không nhiều lắm nhưng chính là người mang tiết tấu nếu không có bọn họ chuyện này cũng sẽ không nháo đến trình độ này về phần đám người đọc sách này cũng có chút kinh ngạc theo sau đó bọn họ cũng nhao nhao mắng chửi cho rằng là đám người này dẫn đầu cố ý mượn lòng ghen tị của bọn họ làm chuyện xấu càng có người yêu cầu cố cầm niên nghiêm trị đám người này thành xích không có động tính rất hiển nhiên những người này đều chiêu câu hỏi thứ ba trong đám các ngươi có người nào bị khổng ra sai xứ không cố cẩm niên nói ra vấn đề thứ ba lời này vừa nói ra trong nháy mắt mọi người trầm mặc nhiều người đều giật mình không nói nên lời hai câu hỏi lúc trước cố cẩm niên hỏi còn tốt đơn giản là muốn một cái công đạo nhưng câu hỏi thứ ba liền ý vị sâu xa hơn ba vạn người đọc sách ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đại bộ phận đích đích xác xác thật sự không có tham dự nhưng đích đích xác xác có một bộ phận nhỏ người chuẩn xác một chút mà nói là rất ít người sắc mặt không dễ nhìn lắm. Ta không có, ta cũng không có, ta ngay cả người khổng ra cũng không biết, càng không có khả năng bị bọn họ sai khiến. Từng đạo thanh âm vang lên, nhưng có rất ít người không trả lời, số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có 10 người. Vì sao các ngươi không trả lời? Cố cẩm niên đứng ở trên cửa thành, nhìn bọn họ, ngữ khí lạnh như băng. Chúng ta, chúng ta từ chối trả lời. Cố cẩm niên, ngươi muốn giết muốn đánh liền tùy ngươi, chúng ta không phục, không muốn trả lời. Không sai, chúng ta chính là không phục, ngươi mượn thánh khí, chèn ép chúng ta, hỏi vấn đề gì chúng ta cũng không trả lời những người này mở miệng rất hiển nhiên so với đắc tội khổng gia cùng đắc tội cố cẩm niên trước mặt bọn họ không chút do dự lựa chọn cố cẩm niên chỉ có điều phát ngôn như vậy đã khiến không ít người hoài nghi nói cái gì mà không trả lời đơn giản là trong lòng có quỷ nhận được câu trả lời này cố cẩm niên trong lòng cũng có tính toán hơn nữa hắn cũng đoán được là kết quả này cho nên cũng không có phẫn nộ gì người đâu bắt hết những người này giam giữ ở huyền đăng ti bức hỏi người đứng sau màn về phần mấy trăm người này miễn tội về phần những người không phục ta không có lỗi nhưng tụ tập nháo sự chỉ giải quyết như vậy một lần thôi về sau không được tiếp diễn nữa cố cẩm niên mở miệng những người này không trả lời trực tiếp bắt đi đại hình hầu hạ coi như là giết gà dọa khỉ về phần những người đích xác chính là không phục mình cố cẩm niên cũng không trừng phạt không phục mình thì sẽ bị trừng phạt đây mới là bá đạo thực sự cố cẩm niên trong lòng biết rõ tiền bạc còn có người không thích huống chi một người đúng là đúng sai là sai nên phạt thì phạt ngay sau đó cố cẩm niên đem ánh mắt nhìn về phía đại bộ phận người đọc sách, nói chín phần chín là bởi vì ghen tị, cho nên theo gió mà đến gây sự. Về phần các ngươi về nhà, cấm túc 3 tháng, chép lại thánh nhân kinh văn ngàn lần. Khi nào có ngươi có lại đức hạnh, khi nào các ngươi lại có thể tham gia khoa cử, bản thế tử sẽ cho các ngươi một cơ hội để hối cải làm người mới. Nhưng nếu tái phạm, bản thế tử sẽ không dễ dãi như thế đâu. Pháp không trách chúng, hơn ba vạn người, cố cẩm niên cũng không có khả năng trừng phạt toàn bộ. Về phần dương khai nói hủy bỏ tư cách khoa cử ba lần, hình phạt này rất nặng sảng khoái thì sảng khoái nhưng cũng sẽ bị người ta ghi hận không cần thiết người có tâm ghen tị là bình thường nhưng trừng phạt cũng nên có mức độ nếu bọn họ có đức hạnh đó là chuyện tốt nếu bọn họ không có đức hạnh bọn họ không thể tham gia khoa cử cũng xem như trừng phạt chỉ là hành vi của cố cẩm niên lại làm cho rất nhiều người kinh ngạc thậm chí ngay cả bách quan cũng có chút kinh ngạc những người đọc sách thậm chí còn ngạc nhiên hơn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi đại nạn lại không nghĩ tới cố cẩm niên lại buông tha bọn họ trong lúc nhất thời trong lòng những người đọc sách này không khỏi sinh ra lòng hổ thẹn chúng ta hổ thẹn với thế tử kính xin thế tử yên tâm chuyện hôm nay chúng ta ghi nhớ trong lòng sau này tất lập đức lập tâm là chúng ta nổi lòng ghen tị gây chuyện thế tử điện hạ thật sự đại nghĩa kính nể lòng dạ thế tử giờ khác này bọn họ từ tâm mà nói nhao nhao mở miệng không chỉ bởi vì tránh được một kiếp mà chủ yếu chính là lòng dạ như vậy thật sự làm cho bọn họ không thể không kính nể khuất phục cho dù là trên tường thành lễ bộ thượng thư dương khai cũng có chút kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới cố cẩm nhiên lại như vậy ân uy song thi quả nhiên là thủ đoạn tốt trong lúc nhất thời dương khai không khỏi lần nữa bái lại cố cẩm niên thế tử điện hạ quả thật là lòng dạ rộng rãi hắn tán thưởng nói mà cố cẩm niên lắc đầu sau đó tiếp tục mở miệng để người của khúc phủ sau khi trở về nói cho khổng gia ta sẽ đi vạn dặm đường nương theo đạo thánh nhân tháng sau đi khổng gia tham gia gia yến khổng gia hết thảy ân oán nhất nhất quyết toán tại gia yến khổng gia trong khoảng thời gian này đừng đùa dưỡn âm mưu quỷ kế gì nữa nếu không bản thế tử không ngại lật đổ khổng gia cố cẩm niên lên tiếng hắn rất khí phách nói cho mọi người biết, kỳ thật cũng là một loại cách không đáp lại, khổng gia gia yến, hắn sẽ đi, chỉ là, hắn nhất định phải ngộ đạo, chi thánh lập ngôn, lại đến khổng gia, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không muốn bị quấy dày, cho nên hy vọng khổng gia thu lưỡng một phần, nếu lại tiếp tục bịa đặt sinh sự, lúc đến khổng gia, hắn tất nhiên sẽ không cho bọn họ một chút mặt mũi nào nữa. Một chiêu ân uy cùng thi này của cố cẩm niên cũng khiến cho không ít quan viên kinh đô đại hạ không khỏi khen ngợi, dù sao bọn họ cũng đã làm tốt hậu quả của việc cố cẩm niên nghiêm trị ba vạn người đọc sách này bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lại không nghĩ tới cố cẩm niên thả bọn họ một con ngựa vào thời khắc mấu chốt một chiêu này có thể nói là rất thỏa đáng vấn đề trước mắt không phải chỉ đơn giản là giải quyết ba vạn người đọc sách này là có thể chấm dứt mà là miệng thiên hạ du du nếu cố cẩm niên nghiêm trị ba vạn người đọc sách này hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng hơn nữa sẽ gia tăng mâu thuẫn hiện tại tốt hơn rất nhiều nên phạt thì phạt nên thả thì thả lấy đức phục người chẳng qua câu nói cuối cùng của cố cẩm niên lại có ý vị sâu xa hắn sẽ đi dự yến ai cũng biết gia yến khổng gia tất nhiên là một hồi hồng môn yến cố cẩm niên đi qua chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt tuy rằng hắn tài hoa vô song nhưng không chịu nổi các lộ đại nhân vật tụ tập nói sai một câu hoặc là làm sai một việc sẽ bị phóng đại đến vô hạn trên cửa thành dương khai nghe thấy cố cẩm niên muốn dự yến không khỏi lên tiếng thế tử điện hạ gia yến khổng gia lần này chỉ sợ có chút phiền toái văn cảnh tiên sinh đã nói qua sẽ thay người đi gia yến thế tử điện hạ an tâm ngộ đạo là được không cần phải chạy tới yến hội dương khai nhìn cố cẩm niên địa vị càng cao càng có thể biết được khổng gia đáng sợ cỡ nào cho nên hắn không hy vọng cố cẩm niên đến khổng gia miễn cho cố cẩm niên lại rước tới một ít phiền toái lần này dự yến tâm ý ta đã quyết ý tốt của dương đại nhân bản thế tử tâm lĩnh cố cẩm niên mở miệng chuyện đi khổng gia dự yến hắn đã nghĩ kỹ rồi đến để đưa ra một cái kết thúc nói xong lời này cố cẩm niên ngẩng đầu nhìn thánh phạt trên vòng trời một cái sau đó ngưng tụ thánh thước nhập vào trong thánh phạt lập tức mây đen tiêu tán bất quá làm như vậy cũng không phải là hóa giải thánh phạt mà là một loại áp chế đem dị tượng này áp chế xuống chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ có lúc giáng xuống làm thế nào để hóa giải không rõ ràng thánh phạt biến mất cố cẩm niên cũng rời khỏi tường thành trực tiếp rời khỏi kinh đô hơn ba vạn người đọc sách nhìn cố cẩm niên một đám trầm mặc không nói chỉ là đi một hồi cố cẩm niên bỗng nhiên dừng bước sau đó thở dài một hơi nhìn phía trước không biết chậm rãi lên tiếng ta đi tìm thanh phong tích niên hóa long quy hắn mở miệng nói ra tâm ý của mình ngay sau đó vận chuyển đạo pháp ngự phong mà đi cố cẩm niên muốn đi vạn dặm đường ngộ chi thánh lập ngôn chi đạo hắn không muốn có quá nhiều vướng bận cũng không muốn bị người giám thị mà đạo cường giả cho mình ba tấm lệnh bài nếu thật sự có nguy hiểm mà nói ba tấm lệnh bài này cũng đủ để mình hóa giải nguy cơ còn nữa chính mình nắm giữ thánh khí khổng ra cũng không hy vọng mình có nửa điểm tổn thương đối với phương diện an nguy cố cẩm niên không có một tia lo lắng gì mà sau khi cố cẩm niên rời đi kinh đô cũng dần bình tĩnh lại rất nhanh chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra ngoài so với ba vạn người đọc sách tụ tập ở kinh đô chuyện cố cẩm niên định nghĩa lại cảnh giới nho đạo mới là chuyện mà người đọc sách thiên hạ quan tâm lấy đức ngưng khí xem như là cái tát không tiếng động hung hăng đánh vào mặt người đọc sách thiên hạ cố cẩm niên dám dùng đức thiết lập đệ nhất cảnh nếu như hắn không có đức cũng không xứng đọc sách xem như tự hủy tiền đồ tuy rằng vẫn như trước có một bộ phận thanh âm tràn ngập không phục nhưng đại bộ phận thanh âm đích xác biến mất không biết có phải bởi vì cố cẩm niên đáp ứng dự yến hay không nhưng tiếng ồn ào quả thật ít đi rất nhiều ba ngày sau toàn bộ kinh đô đại hạ yên tĩnh lại vẫn có một số âm thanh nhưng không nhiều lắm mà càng nhiều người lại tò mò gia yến khổng gia người trong thiên hạ đều biết lần này cố cẩm niên đi đến gia yến khổng gia tất nhiên sẽ dẫn đến một hồi tranh đấu vì vậy tất cả mọi người đều mong đợi đương nhiên còn có một chuyện đó chính là cố cẩm niên ngộ đạo chi thánh lập ngôn đối với người đọc sách bình thường mà nói có lẽ không phải là đại sự gì nhưng cố cẩm niên chính là nho đạo thiên kiêu chi thánh lập ngôn của hắn có lẽ sẽ rất không tầm thường nhưng cụ thể như thế nào vẫn phải chờ cố cẩm niên chấm dứt ngộ đạo lúc này giữa một dãy núi một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện là thân ảnh của cố cẩm niên nơi này cách kinh đô một nghìn năm trăm dặm thời gian ba ngày cố cẩm niên đi tới nơi này ba ngày nay hắn dần dần cảm giác được thánh phạt sắp hạ xuống mặc dù bản thân hắn có linh lung thánh thức cũng khó có thể áp chế đối với thánh phạt này cố cẩm niên cũng không có sợ hãi bởi vì trong lòng không thẹn cũng không sợ loại thánh phạt này mà thời gian ba ngày này cố cẩm niên cũng hiểu được tác dụng của linh lung thánh thước sau khi mình định nghĩa lại nho đạo đệ nhất cảnh linh lung thánh thước cũng có thêm một loại năng lực có thể ngưng tụ đức thước thước đo đức hạnh nếu sau này lại gặp được người đọc sách có thể dùng đức thước tức tài hoa của đối phương đương nhiên nếu đối phương có đức hạnh tác dụng không lớn có thể đối phó với một số người tâm mang bất chính hơn nữa theo cảnh giới nho đạo của mình ngày càng mạnh lực ảnh hưởng cũng ngày càng lớn một lần nữa định nghĩa cảnh giới nho đạo đối với người đọc sách đời sau mà nói bọn họ muốn lấy đức ngưng khí mà đối với những người đọc sách đương đại mà nói bọn họ đã vượt qua cảnh giới này sẽ không bị ảnh hưởng nhưng nếu cố cẩm niên trở thành đại nho có thể triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ vương triều đại hạ đến lúc đó tất cả người đọc sách của vương triều đại hạ vô luận là đại nho hay là người đọc sách ngưng khí cảnh đều phải trùng tu lại đệ nhất cảnh nếu không trùng tu vậy đời này cũng đừng nghĩ có thể nâng lên một tầng cao hơn thậm chí còn có thể bị rớt xuống cảnh giới mà nếu mình trở thành bán thánh liền có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đông hoang nếu như mình trở thành thánh nhân toàn bộ thiên hạ đều bởi vậy mà bị ảnh hưởng bất quá những chuyện này cố cẩm niên cũng không quá đặc biệt quan tâm trước mắt chuyện hắn càng cần quan tâm chính là lập ngôn hắn cần cảm ngộ đạt được rất nhiều cảm ngộ mới có thể đi lập ngôn lập ngôn gì kỳ thật trong lòng cố cẩm niên đã có đáp án lập ngôn này hắn cần phải phát ra từ nội tâm được trời xanh cảm ứng nếu không chỉ là hô xuông vài câu khẩu hiệu không có bất kỳ tác dụng gì từ xưa đến nay có bao nhiêu người đọc sách bịa đặt vài câu nói trong bức còn không dễ dàng nhưng có thể được trời xanh tán thành sao cố cẩm niên lập ngôn lại là hoành cử tứ cú vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình lời này chấn cổ bộc kim có thể áp chế hết thảy khiến cho mình siêu thoát ở trên nhưng vấn đề chính là ở đây cái gì gọi là vì thiên địa lập tâm nếu như không làm được vì thiên địa lập tâm làm sao có thể làm đến ba câu sau hoành cử tứ cú cũng không phải là quan hệ song song mà là liên hoàn tiếp nối chỉ có vì thiên địa lập tâm mới có thể vì sinh dân lập mệnh Đại đi kế thừa thánh nhân chi đạo cuối cùng lợi dụng những học vấn này đi sáng tạo vạn thế thái bình thịnh cảnh nếu không chính là hô khẩu hiệu sâu mà thôi trên núi cao cố cẩm niên nhìn non xanh nước biếc trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc qua nửa canh giờ sau hắn mang theo những nghi hoặc này tiếp tục đi về phía trước giữ quang đồng trần hai ngày sau cố cẩm niên đi tới một huyện trong huyện có ba ngàn hộ dân cư không tính là nhiều phía bắc dựa vào dãy núi chỉ có một ít xe ngựa của tiểu thương qua lại lui tới số lượng không nhiều lắm có chút nghèo nàn đây là huyện hiếu cách kinh đô gần hai nghìn dặm cố cẩm niên mặc một bộ đồ trắng tuy không muốn quá mức cao điệu nhưng bởi vì dung mạo cùng khí chất vẫn hấp dẫn đến không ít ánh mắt đối mặt với ánh mắt của không ít người cố cẩm niên có vẻ bình tĩnh đi tới một cửa hàng gọi hai món ăn một bình rượu vàng tìm một vị trí ngồi xuống khách quan đây là rượu của ngài mời ngài thông thả dùng trưởng quầy bưng đồ ăn vặt cùng rượu vàng tới cố cẩm niên gật gật đầu sau đó rót cho mình một chén rượu uống một ngụm vị rượu chát đắng chỉ là rất nhanh có chút ngọt hậu chất lượng rất kém so với các rượu ngon ở kinh đô mà nói thật phần bình thường bất quá cố cẩm niên cũng rõ ràng không chỉ có kỹ thuật sản xuất rượu của vương triều đại hạ kém kỹ thuật sản xuất rượu ở hầu hết các nơi trong thiên hạ đều rất kém cỏi tất nhiên so sánh với một số loại rượu trên quý là khác nhau rượu ngon trong cung cùng các món ngon trong quý phủ của quyền quý vương gia trên cơ bản đều là rượu ngon thượng đẳng phu luận là vị hay là hương đều không thua kém kiếp trước nói trắng ra chính là đạo lý quý thì đắt chờ đến khi công bộ làm tốt công cụ tương ứng có thể ủ ra rượu ngon nhóm quyền quý hẳn là trứng mắt nhưng vừa vặn có thể cung cấp cho những dân chúng trung tầng cùng dân chúng tầng dưới chót cố cẩm niên lại nếm một ngụm rượu vàng trong lòng nghĩ như thế lần này đi ra ngộ đạo cố cẩm niên trong lòng rõ ràng sở dĩ càng nghĩ lập ngôn ngộ đạo ngược lại càng có khả năng nghĩ không ra nhất định phải dùng tâm bình thường coi như đi ra ngoài du lịch một phen không cần phải cưỡng cầu hai ngụm rượu vào cổ họng cố cẩm niên gắp một chút thức ăn tinh tế nhấm nháp cũng may vương triều đại hạ còn chưa tụt lại phía sau như vậy một bộ phận gia vị vẫn có các loại xì dầu tương ớt linh tinh tuy rằng cũng không phải là đặc biệt ngon nhưng cũng không đến mức khó có thể nốt xuống chỉ là ngay khi cố cẩm niên đang nhắm rượu một giọng nói the thé không khỏi vang lên lão già nhà ngươi cả ngày lẫn đêm đều ở bên ngoài đi dạo tuổi tác lớn như vậy cũng không biết liêm gì mau trở về nhà thanh âm vang lên khiến không ít người nhìn qua cố cẩm niên cũng nhìn qua trên đường phố cách đó không xa là một lão nhân đầu đầy tóc bạc thoạt nhìn đã bảy tám mươi tuổi tay chống gậy đi lại hơi chậm mà phía sau hắn đi theo một nông phụ hình thể có chút mập mạp vẻ mặt hung ác chỉ vào lão nhân lớn tiếng mắng chửi không để ý đến người xung quanh đang quan sát bên cạnh nông phụ còn có một đứa trẻ sáu bảy tuổi cầm một món đồ chơi bằng gỗ trắng trẻo mập mạp cũng đi theo hô to lão già kia mọi người nhìn qua nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt bên trong cửa hàng càng có người bất đắc dĩ nói lý gia này thật sự là quá xui xẻo cưới phải một người vợ như vậy lão lý thúc cũng khổ lúc còn trẻ kiếm được chút bạc mua chút ruộng đất vốn có thể an hưởng tuổi già không nghĩ tới tuổi già bị con bất hiếu thua sạch gia sản kết quả còn có một đứa con dâu như vậy đối với hắn hô to mà đến phung tay mà đi nghe nói vợ lão lý đều đã gần 80 mà vẫn thường xuyên bị con dâu nàng đánh, thật sự là quá đáng thương. Một số người mở miệng, nói ra nguyên nhân sự tình, còn có loại chuyện này, vậy hàng xóm láng giềng cũng không quản sao? Nghe nói như vậy, có vài người nhìn không vừa mắt, nhìn không được hỏi, quản chứ, sao lại không quản? Hàng xóm hắn đều đi báo quan rồi, người trong quan phủ cũng đã tới, nhưng như thế thì có thể như thế nào? Quan phủ cũng đã cảnh cáo bọn họ, nhưng người có biện pháp gì? Bắt hai đứa con bất hiếu này, ai sẽ tới chiếu cố hai lão nhân này đây? Thanh quan khó đoạn việc nhà, không có biện pháp người già chính là như vậy, gặp được hậu nhân hiếu thuận, vậy còn dễ nói, ít nhất khi già còn có chỗ dựa, nếu như gặp phải loại hậu duệ này, còn không bằng đập đều chết cho xong. Mấy người ngươi một lời ta một câu, bên trong cửa hàng, Cố Cẩm Niên nghe xong có chút trầm mặc, đám người này nói có lý, thanh quan khó đoạn việc nhà, hơn nữa bắt hai người này cũng vô dụng, vương triều đại hạ cũng không có viện dưỡng lão, những lão nhân này chỉ có thể nén giận, có biện pháp nào? Hàng xóm láng giềng nhiều nhất chỉ có thể nói hai câu, cũng không có khả năng đem lão nhân ra đưa đến nhà mình nuôi đi, hơn nữa, nếu hàng xóm láng giềng nói nhiều chỉ sợ đối phương sẽ ngược đãi lão nhân càng thêm trầm trọng loại chuyện này kỳ thật cũng không ít hơn nữa còn rất nhiều làm sao có người như ngươi vậy chứ từng ngụm từng ngụm lão già đây là trang ngươi cũng không phải nô lệ nhà ngươi tại thời điểm này có người ở xứ khác nhìn không vừa mắt tiến lên chỉ trích một câu nhưng không chỉ trích còn tốt vừa chỉ trích trong nháy mắt liền gây ra tranh cãi liên quan đến ngươi cái rắm nhàn rỗi không có việc gì làm sao ở đây ra vẻ người tốt cái gì ở đây có việc của ngươi sao đồ nhà quê nông phụ mở miệng vẻ mặt khinh thường, hơn nữa lời nói cũng đặc biệt khó nghe, giống như một thùng thuốc súng, đụng một cái liền nổ. Càng tuyệt chính là, hai đồng phía sau, cũng kêu lên theo, có vẻ hung thần, ác sát, ai nhìn thấy cũng ghét, có bệnh, các người làm như vây, sau này nhất định sẽ bị báo ứng. Người ở xứ khác đến cũng lười để ý tới, hắn cũng chỉ là nhìn không vừa mắt, nói một câu, nhưng để cho hắn ở chỗ này dây dưa với một phụ nhân, hắn vẫn không muốn. Người ở xứ khác đến đã rời đi, nhưng nông phụ này vẫn như trước, lải nhải bắng chửi, có lúc tức quá, càng là nhìn lão nhân phía trước, chửi như tắt nước lão già nhà ngươi, còn ở chỗ này chậm rãi đi như thế à, mau trở về, ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mắng chửi không ngừng, lão nhân trầm mà không nói gì, chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước, giờ này khắc này, cố cẩm niên trong cửa hàng ném một miếng bạc lên trên bàn, khoảng hai lạng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trường quỹ nhìn thấy bạc, lập tức đi tới, tựa hồ cũng biết cố cẩm niên muốn làm cái gì, khách quan, việc này ngài đừng quản, người nhà này chính là như vậy, hơn nữa cũng không chỉ có nhà này, ngài quản không được, nếu thật sự quản bị mắng một trận còn chưa tính quay đầu vợ chồng này không chừng trong lòng còn tức giận lấy lão nhân ra trước giận trưởng quỹ nhìn ra cố cẩm niên rõ ràng chính là nhìn không vừa mắt muốn đi qua nói hai câu có lòng tốt hắn có thể lý giải nhưng hắn càng hiểu rõ chính là việc này không phải là chuyện cố cẩm niên có thể quản nhưng mà cố cẩm niên chỉ lắc đầu hắn bước nhanh đi tới trực tiếp đi tới trước mặt nông phụ chát giơ tay lên chính một cái tát đánh qua một cái tát này lực rất lớn đánh cho đối phương không khỏi ngây ngốc sau một khắc cố cẩm niên hướng hài đồng ở một bên cũng giơ tay trong một cái bạt tai lực lượng cũng thu liễm bớt lại một chút dù sao cũng là hài tử nhưng cũng là một cái tát mạnh trong phút chốc đứa bé khóc to che mặt mình khóc giống không thôi ngươi đánh ta ngươi cư nhiên lại dám đánh ta ta muốn giết ngươi sau khi bị tát một cái nông phụ đau đớn không thôi chờ đến khi lấy lại tinh thần hai mắt nàng trong nháy mắt đỏ lên mất đi lý trí phanh lập tức cố cẩm niên một cước đá bay nông phụ trực tiếp đạp nông phụ lùi lại bốn năm bước ngã xuống đất giờ này khắc này người chung quanh không khỏi kinh ngạc ngay sau đó trong lòng hô to đã nghiền nhưng cũng không khỏi vì cố cẩm niên mà cảm thấy lo lắng dù sao giảng khoái thì giảng khoái nhưng hậu quả cũng rất phiền toái thân là con dâu bất kính trưởng bối miệng đầy bẩn thỉu tranh chua cay nhiệt ngươi vẫn là con người sao cố cẩm niên nhìn chăm chú vào đối phương loại chuyện này hắn không có khả năng ngồi yên mặc kệ về phần lời của mấy người trưởng quầy nói đây cũng là sự thật vì vậy hắn sẽ giải quyết sạch sẽ vấn đề này bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nông phụ nằm lăn lộn trên mặt đất đau đến rơi nước mắt nửa ngày không nói được một câu trường quầy cửa hàng lập tức tiến lên lôi kéo cố cẩm niên nói khách quan ngài đi nhanh đi đợi lát nữa quan binh tới rồi sẽ rất phiền toái người nhà này nổi danh khó chơi người đánh nàng nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ trường quầy hảo tâm nhắc nhở cố cẩm niên rời đi không chỉ như thế lão nhân lúc trước vẫn cúi đầu đi nhìn thấy việc này cũng không khỏi chậm rãi đi tới lôi kéo cố cẩm niên lên tiếng công tử mau đi đợi lát nữa ta sẽ giải thích cùng quan sai bằng không sẽ phiền toái lão nhân hiểu được cố cẩm niên vì hắn mà ra mặt cho nên hắn không hy vọng cố cẩm niên bởi vậy mà bị liên lụy nhưng mà cố cẩm niên lắc đầu không nói gì liền ở chỗ này cho quan binh đến đích xác tốc độ xử lý sự tình của quan phủ phương triều đại hạ vẫn rất nhanh không đến nửa khắc đồng hồ đã có một ít quan sai nhanh chóng đi tới cầm đầu là một gã bộ khoái còn lại đều là nha dịch không nhiều người chỉ bảy tám người chạy nhanh đến chuyện gì đã xảy ra chuyện gì đang xảy ra vậy ai đang đánh nhau ẩu đả những quan sai này ùa tới rầm rầm hô to quan lão già thứ trời đánh này khi dễ ta là một nữ tử yếu đuối mọi người đều nhìn là hắn đả thương ta còn làm con trai ta bị thương nông phụ lăn lộn nửa khắc đồng hồ thấy có quan sai tới nhất thời gào khóc chỉ vào cố cẩm niên nói như thế cũng vào lúc này trượng phu của nàng cũng nghe được việc này nhanh chóng chạy tới là một nam tử trung niên thoạt nhìn còn là người đọc sách mặc y bào dáng chó hình người nghe được vợ mình bị người đánh trong nháy mắt nổi trận lôi đình chờ sau khi nhìn thấy cố cẩm vẻ phẫn nộ trong mắt không khỏi ít đi một chút cũng không phải là quen biết cố cẩm niên mà là từ khí chất cùng diện bạo của cố cẩm niên trong lòng vẫn có chút ý thức vì sao ngươi lại đánh vợ ta nam tử này mở miệng có chút phẫn nộ nhìn về phía cố cẩm niên người làm con cái bất hiếu cũng nên đánh cố cẩm niên thản nhiên lên tiếng nhìn đối phương nói như thế cũng vào lúc này hơn 10 người xuất hiện đứng ở hai bên trái phải nam tử trong tay cầm một ít đòn gánh nặng hoặc xiên cào thóc rất hiển nhiên là bằng hữu của người này chạy tới đây làm chỗ dựa bất hiếu người có tư cách gì nói chúng ta bất hiếu cái này còn có phương pháp nữa hay không người ở trên đường tùy ý đánh người hôm nay người không cho chúng ta một cái công đạo thích cũng đừng nghĩ rời đi quan lão gia các ngươi không thể ngồi yên mặc kệ loại người này nhất định phải giam giữ đại lao nhìn thấy bằng ngữ của mình tụ tập nam tử trong nháy mắt tràn đầy tự tin cũng không e ngại cố cẩm niên nghe nói như vậy bộ khoái cầm đầu không khỏi nhíu mày bất quá sau khi nhìn thấy cố cẩm niên bộ khoái này cũng không dám kiêu ngạo các hạ người này là ngươi làm bị thương sao hắn dò hỏi để cho huyện lệnh lại đây cố cẩm niên không để ý tới trực tiếp lấy lệnh bài tần vương ra cũng lời nói nhảm nhìn thấy lệnh bài bộ khoái tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng sắc mặt vẫn lập tức biến đổi thỉnh đại nhân thứ tội thuộc hạ lập tức thông báo cho huyện lệnh tần vương lệnh đây cũng không phải là thứ nhỏ ở kinh đô đại hạ có khối lệnh bài này đủ để đi ngang như thế bộ khoái lập tức khởi hành mà dân chúng vây xem chung quanh ai nấy đều kinh ngạc không thôi bọn họ không nghĩ tới cố cẩm niên thật đúng là một đại nhân vật lần này có kịch hay để xem rồi về phần đôi vợ chồng này sau khi nhìn thấy tần vương lệnh cũng không khỏi biến sắc biết mình chọc phải đại nhân vật những người thân bằng hữu kia một đám đem vật dụng thu hồi có chút không dám nhúc nhích nửa phút sau huyện lệnh xuất hiện vội vàng chạy tới huyện lệnh hiếu huyện hơn 50 tuổi quần áo cũng chưa kịp sửa sang lại liền vội vàng chạy tới sau khi đi tới trước mặt cố cẩm niên huyện lệnh này lập tức bái lại hạ quan huyện lệnh hiếu huyện gặp qua đại nhân không biết đại nhân là ai hạ quan không thể từ xa nghênh đón huyện lệnh mở miệng hắn cũng không biết cố cẩm niên chỉ có thể hỏi như vậy đây là tần vương lệnh ta là ai người không cần quản ta muốn hỏi một câu nơi này tên là hiếu huyện nhưng lại có người bất hiếu như thế người thân là quan phụ mẫu lại mặc kệ không hỏi phải bị tội gì cố cầm niên lần thứ hai lấy tần vương lệnh ra sau đó liếc mắt nhìn đối phương một cái hỏi như thế hồi đại nhân cũng không phải là hạ quan mặc kệ mà là vợ chồng hai người bọn họ tính tình kém cỏi ngoan cố bất linh trong huyện nha cũng nhiều lần cảnh cáo nhưng thanh quan khó đoạn việc nhà hai người bọn họ dậy mãi mà không sửa có đôi khi trực tiếp đem phụ lão trong nhà đưa vào huyện nhà, muốn cho huyện nhà đứng ra phụng dưỡng, hạ quan cũng là bất đắc dĩ, huyện lệnh vẻ mặt buồn bã, nói như thế, lời này vừa nói ra, hai vợ chồng này trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, muốn ngụy biện, nhưng thanh âm cố cẩm niên đã vang lên, nếu đã nhiều lần dậy không sửa, vậy thì không cần hai người bọn họ đi sửa, trực tiếp bắt giữ, lập hồ sơ giao cho hình bộ, lấy tội lớn bất hiếu, phán tội hai người các người chạm lập quyết, ta sẽ thông báo cho hình bộ một tiếng, trực tiếp phê duyệt, cố cẩm niên mở miệng, hắn có quyền lực này, đương nhiên đây cũng chỉ là hù dọa hai người bọn họ quả nhiên lời này vừa nói hai người trong nháy mắt chóng váng chỉ bởi vì loại chuyện này phán trảm lập quyết hai người làm sao không hoảng hốt hai người này lập tức quỳ trên mặt đất hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước đại nhân tha mạng đại nhân chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ thỉnh đại nhân tha mạng dân phụ chỉ là nhất thời tức giận mới có thể như thế thỉnh đại nhân yên tâm từ nay về sau dân phụ tuyệt đối không dám hai người quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu mà trong ánh mắt cố cẩm niên tràn đầy lạnh ý bọn họ như vậy cũng không phải là hối cải mà là sợ hãi sinh ra làm con không kính trọng phụ bối bất hiếu thuận cha mẹ loại người như các ngươi đáng chết cố cầm niên một cước đá vào người nam tử này trong ánh mắt tràn đầy chán ghét đời này y thống hận nhất chính là loại người bất hiếu này người gả làm người phụ nữ lại không tôn trọng nhị lão há mồm ngậm miệng không có chút kính ngữ nào dưới lời đồn thân giáo chính người xem con trai ngươi là như thế nào cố cẩm niên lạnh lùng nói ra hai người vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc không thôi mà phụ thân bọn họ lại đi tới trước mặt cố cẩm niên cũng đau khổ cầu xin để cố cẩm niên vòng quanh bọn họ một mạng đại nhân hai người con này của ta mặc dù có chút bất hiếu nhưng trung quy vẫn còn phụng dưỡng lão già kính xin đại nhân tha cho bọn họ một mạng lão nhân quỳ trên mặt đất khẩn cầu cố cẩm niên thứ tội đối mặt với cảnh này cố cẩm niên thở dài hắn kỳ thật cũng không nhất định phải giết hai người này chỉ là hù dọa một chút hiện giờ lão già cấp cho hắn một bậc thang cố cẩm niên cũng liền thuận thế mở miệng nể mặt phụ thân hai người các ngươi liền tha cho hai người các người tội chết chỉ là tội chết có thể tha thứ tội sống khó tránh khỏi từ nay về sau nếu hai người các ngươi không đối xử tử tế với nhị lão sẽ tính sổ lại một lượt mà phạt trực tiếp chém đầu thị chúng hàng xóm láng giềng đều có thể báo cáo với huyện nha do huyện nha xem xét nếu như phát hiện thật sự không hối cải xử lý theo pháp luật cố cầm nhiên mở miệng đồng thời nhìn huyện lệnh này tiếp tục mở miệng nói còn có ngươi thanh quan khó đoạn việc nhà không sai nhưng nếu mặc kệ chính là giúp người xấu làm điều ác qua vài ngày nữa ta còn có thể trở lại đến lúc đó nếu để cho ta phát hiện trong huyện này còn có chuyện như vậy phát sinh cởi mũ quan của ngươi ngươi cũng đừng làm huyện lệnh nữa cố cẩm niên lên tiếng thủ đoạn này không thể nói nhất định có tác dụng nhưng có thể đạt được hiệu quả uy hiếp nhất định thỉnh đại nhân yên tâm hạ quan nhất định ghi nhớ trong tâm khảm huyện lệnh mở miệng cũng không dám nói thêm gì đây chỉ là một khúc nhạc đệm cố cẩm niên gật gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía những người thân bằng hữu này thần sắc hờ hững đám người cầm nông cụ trong tay cũng là một đám người tranh cường hiếu đấu tự mình đi đến nhà lao ăn năn hối lỗi đi cố cẩm niên lên tiếng đợi sau khi giải quyết xong chuyện này hắn cũng không lưu lại chỉ là nhiều lần nhắc lại hắn còn có thể trở lại nếu như trở lại phát hiện có vấn đề gì tuyệt đối sẽ không tha thứ như thế cố cẩm niên rời đi mà dân chúng hiếu huyện lại nhao nhao bắt đầu suy đoán cố cẩm niên là ai bọn họ đoán không ra nhưng trong lòng là rõ ràng đây nhất định là một vị đại nhân vật bảy ngày sau cố cẩm niên đi về phía khúc phủ dọc theo đường đi cố cẩm niên gặp được rất nhiều chuyện hắn thấy có học sinh học tập chăm chỉ cũng thấy có học sinh ham mê hưởng lạc hắn thấy dân chúng mỗi ngày vất vả chỉ vì vài chục đồng tiền cũng thấy có phú thương ở giữa từ lâu vung tiền như rác người có bi hoan ly hợp chăng có âm tình tròn khuyết hầu hết đều là bi thương người hưởng lạc trung quy vẫn là số ít lần lịch lãm này không chỉ là vì ngộ đạo mà còn muốn điều tra tình huống của đại hạ một chút dân gian đau khổ nhưng rốt cuộc có bao nhiêu khổ cố cẩm niên chưa từng thấy qua lần này đi ra cố cẩm niên đã nhìn thấy rất nhiều đau khổ dân gian có một thôn trang không nuôi nổi lão nhân, cho nên chỉ cần đủ 70 tuổi, liền bị con cái đưa lên núi, bắt đầu xây mộ người chết, mỗi ngày thêm một viên gạch, cho đến 70 ngày sau, đem mộ chặn lại, sau đó mặc kệ, hành động này tương đối cực đoan, nhưng thật sự tồn tại, đại đa số bị vây ở vạch tuyến ấm no, ngân lượng kiếm được mỗi tháng, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới ấm no, cái gì mà tiền dư, căn bản là chuyện không có khả năng, trong một tháng, nhiều nhất chỉ có hai ba cơm có chứa thức ăn mặn, lần lịch lãm này, trong lòng cố cẩm niên cũng đại khái hiểu được trình độ phân chia giai cấp của vương triều đại hạ chỉ có hai giai cấp người nghèo và giai cấp người giàu giai cấp trung lưu hầu như không có hơn nữa người ở giai cấp giàu có đều có một điểm chung người đọc sách đúng vậy người đọc sách ở các nơi huyện phủ chỉ cần có được công danh liền có thể miễn trừ thuế lương thực cứ như vậy liền dễ dàng tập trung tài phú thậm chí có một số tá điền vì tiết kiệm số ngân thuế này đem ruộng đồng đạt dưới danh những người đọc sách người đọc sách chỉ cần lấy lợi tức là được bao gồm ruộng tốt quan viên hưởng dụng cũng như một ít quyền quý những thứ này hoặc phong thường hoặc mua bán, nói tóm lại, không phải trả thuế, điều này coi như tốt, ít nhất hai chữ ấm no, đối với một vương triều phong kiến mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, ba bữa một ngày, ít nhất có thể ấm no, đây là điều mà rất nhiều quốc gia đều không thể làm được, hơn nữa địa phương cố cẩm niên đang ở, cách kinh đô cũng gần năm ngàn dặm, xem như là địa phương tương đối xa xôi, bất quá dựa theo tình huống này mà xem, trong vòng 100 năm, vương triều đại hạ sẽ gặp phải uy hiếp cực lớn, hiệu ứng mà thiêu những người giàu ngày càng giàu hơn, còn những người nghèo lại ngày càng nghèo đi, thậm chí cũng không cần 100 năm, khi vương triều Đại Hạ khai quốc, phong không ít quyền quý, về sau khi trải qua kiến đức nan, vĩnh thịnh đại đế cũng không ít lần ban thưởng phân phong, những quý tộc này không có việc gì làm, chính là tạo em bé, cộng với những người đọc sách được ban ân, rất có thể, chỉ 50 đến 60 năm sau, hiệu ứng ma thiu sẽ hoàn toàn bùng nổ, khi đó, đừng nói một ngày ba bữa, một ngày một bữa coi như là hay lắm rồi, nguyên nhân căn bản chính là hai chuyện, trình độ nông nghiệp của vương triều Đại Hạ quá kém cỏi, thế lực quyền quý rắc rối phức tạp hơn nữa sau khi đại hạ khai quốc cũng đã trải qua mấy trận chiến loạn mà bây giờ vương triều đại hạ lại muốn chinh chiến bắc phạt trước mắt còn chưa hạ lệnh tăng thuế để chinh chiến bất quá đây là chuyện sớm muộn chỉ cần đánh giặc tất nhiên phải tăng thuế đến lúc đó lại là một mảnh đau khổ phải nhập quan sớm một chút a à. đến cuối cùng cố cẩm niên trong lòng không khỏi cảm khái sau khi thức dậy cố cẩm niên tiếp tục đi về phía trước mà khoảng cách đến ra yến khổng ra chỉ còn có 10 ngày cuối cùng chỗ cố cẩm niên cách khúc phủ ước chừng còn lại không đến hai ngàn dặm đường với tốc độ của cố cầm niên hoàn toàn có thể đuổi kịp lúc này trong khúc phủ đã sớm có vẻ náo nhiệt cả khúc phủ đều răng đèn kết hoa khổng gia gia yến ba năm một tiểu yến bảy năm một đại yến năm nay cũng không phải là đại yến nhưng bởi vì tình huống năm nay bất đồng gia yên lần này vạn người chú ý tất cả mọi người đều biết khổng gia muốn đạt được thánh khí nhưng thế nhân càng biết chính là cố cầm niên cũng không phải là quả hồng mềm mà người nán bóp cho nên khổng gia gia yến rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì bọn họ tràn đầy chờ mong trong khoảng thời gian này khúc phủ xe ngựa lui tới ùn ùn thật là náo nhiệt đại nho tuấn kia tài tử từ các nơi đồng loạt đến dự yến còn có một đám thương nhân không ngại vất vả từ ngoài ngàn dặm chạy tới mang theo rất nhiều vàng bạc tài bảo coi như lễ vật có thể nói mỗi một lần khổng gia tổ chức gia yến chỉ riêng lễ vật đều có giá trị liên thành mà bên trong khổng gia từng vị nho sinh của khổng gia đi ra nghênh đón hảo hữu còn chưa đến ngày tổ chức gia yến khổng gia liền đã có vẻ vô cùng náo nhiệt tại cửa chính rộng rãi là một đám đại nho đức cao vọng trọng sau khi bọn họ đi tới khổng gia liền có người chuyên môn tiếp đãi mà hai bên cửa phụ lại là một ít người có địa vị thứ cấp đến tặng lễ cửa bên trái là thương nhân nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài cửa bên phải là người đọc sách có chức danh vọng ở khắp nơi cũng là đến tặng lễ vật phần chia đẳng cấp thập phần xâm nghiêm bên trong khổng gia tại một gian mật các mấy đạo thân ảnh tụ tập ở đây trong đó thân ảnh khổng tâm ở giữa khổng tâm trưởng lão có khi nào cố cẩm niên không đến ra yến khổng gia lần này hay không có thanh âm vang lên người này mặc mãng phục đây là một vị vương gia, nhưng cũng không phải là vương gia đại hạ. Sẽ không, nếu hắn đã nói, nhất định sẽ đến. Khổng tâm có vẻ vô cùng bình tĩnh, sau đó tiếp tục mở miệng. Chư vị, lần này cố cẩm năm trước tới, mong chư vị ra sức tương trợ, vô nhai trưởng lão đã đáp ứng. Chỉ cần khổng gia đạt được thánh khí, tất sẽ ở trong cổ kim quyền. Sau khi chư vị qua đời viết một bút, để thăng quốc vận, cùng nguyện mưa thuận gió hòa, khổng tâm mở miệng, nói với mọi người như thế. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng vui sướng, liên tục mở miệng nói thỉnh vô nhai trưởng lão yên tâm hôm nay chúng ta đến đây chính là vì thảo phạt cố cẩm niên đúng vậy hành vi của cố cẩm niên làm gì khiến người ta tức giận chúng ta cũng là nhìn không vừa mắt nếu hắn đến dự yến chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mọi người nhao nhao mở miệng nghe được có thể lưu danh trong sách cổ kim ai nấy đều hưng phấn không thôi đây chính là một chuyện tốt lưu danh sách cổ kim có thể đề thăng quốc vận về phần chỉ trích cố cẩm niên đối với bọn họ mà nói tính là cái gì quản cố cẩm niên hắn có sai hay không liên quan đến lợi ích của mọi người đó chính là có sai vậy thì đa tạ chư vị khổng tâm mỉm cười chuyện thánh khí lớn hơn hết thảy tuy rằng thủ đoạn có chút sơ bẩn nhưng đây chính là sự thật dù sao cũng là thánh khí cũng không phải là một món đồ chơi tầm thường như thế trong nháy mắt lại là ba ngày khoảng cách đến gia yến khổng gia chỉ còn có bảy ngày cuối cùng trương phủ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim trên quan đạo cố cẩm niên đi bộ mà đi hơn hai mươi ngày du lịch làm cho cố cẩm niên thấy được rất nhiều chuyện so với kinh đô phồn hoa địa phương càng xa xôi tranh lệch giàu nghèo lại càng lớn một phủ mấy thế gia mấy quyển quý liền chiếm cứ chín thành tài phú dân chúng ở hạ tầng nghèo khổ đến cực điểm phú hào ở thượng tầng giống như côn trùng hút máu vững vàng hấp thu trên người dân chúng lần lịch lãm này bộ đạo hay không ngộ đạo đã không phải là chuyện chủ yếu mắt thấy dân gian đau khổ trong lòng cố cẩm niên càng biết mình muốn làm cái gì trên quan đạo dân chúng đi ở hai bên dân chúng lưu lạc mang theo con cái ăn mặc đơn bạc phá trên người so với một người nhiều hơn một người mấy ngày này cũng nhìn thấy muôn hình vạn trạng các loại thị phi có con bất hiếu có mưu tài hại mệnh có quan lại bao che cho nhau có ức hiếp dân chúng thậm chí vì một chút chuyện nhỏ bị đồng liêu hạ độc hết thảy hết thảy đều là bởi vì nghèo khó dẫn đến cũng bởi vì ghen tị trong lòng người đi ở trên đường cắt vàng cuồn cuộn cố cẩm niên chăm chú nhìn tất cả ngày hôm sau cố cẩm niên đi ra khỏi phạm vi trương phủ chính thức bước vào lãnh thổ khúc phủ bước vào khúc phủ một loại cảm giác khó nói nên lời đánh úp tới ngừng đầu nhìn lại mây tía từ phía đông nam bay lên tuy rằng cách nhau mấy trăm dặm nhưng ngẩng đầu nhìn lại lại có thể nhìn thấy mây tía phi phàm vô cùng kia nơi đó là khổng phủ thánh nhân chi địa khu vực này cũng là nơi khổng thánh chứng đạo đạp lên đường phố khúc phủ cố cẩm nhiên không khỏi hít sâu một hơi sắc mặt hắn không thay đổi một đường đi về phía trước mà sau khi đi bước vào khúc phủ người qua lại ngày càng nhiều từng chiếc xe ngựa chạy về phía khúc phủ trên xe ngựa đều là chân phẩm từng cái dương lớn chất đống như núi không cần đoán cũng có thể biết không phải vàng thì chính là bạc liếc mắt nhìn lại một cái ít nhất có mấy trăm thương đội đang chạy tới khúc phủ nhất là trên xe ngựa đều bột dây đỏ phòng trừng đều là tham gia gia yến khổng phủ nếu không phải đã đi vạn dặm đường suốt 20 ngày qua cố cẩm niên cũng sẽ không cảm thấy gì nhưng hôm nay vừa nhìn trương phủ đều có dân chúng ăn không đủ no nhưng một cái gia yến của khổng gia liền có nhiều người đến tặng lễ như vậy tốt cho một thánh nhân thế gia cố cẩm niên không khỏi tâm sinh lãnh ý hắn cũng không phải là cảm thấy khổng gia làm sai một gia tộc muốn phát triển hắn có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận nhưng một mặt gia vẻ đạo mạo tự cho mình là thiên hạ thánh nhân, nhưng một mặt lại trắng trợn bốn phía vơ vét của cải, một gia yến đều có thể vơ vét nhiều của cải như vậy, lại không lấy ra tạo phúc cho dân chúng, quả nhiên là buồn cười. Một đường đi về phía trước, Cố Cẩm Niên nghe được rất nhiều thanh âm, toàn bộ khúc phủ, kỳ thật hoàn toàn có thể đổi tên thành Khổng phủ, bởi vì, trong lãnh thổ khúc phủ, một phần ba ruộng tốt trực tiếp thuộc về Khổng gia, một phần ba ruộng tốt là dân chúng đặt dưới tên Khổng gia, một phần ba ruộng tốt còn lại là của những người đọc sách khác cùng một số quan viên, nói cách khác, hàng năm số tiền khúc phủ nộp thuế gần như bằng không điều này cùng với phong vương không có gì khác nhau không ít nhất vương khác họ hàng năm cũng phải nộp một phần lương thuế nhưng khúc phủ không cần hơn nữa cũng không có ai đến điều tra bởi vì không ai dám đắc tội khổng gia mà đây vẻn vẹn chỉ là một phần của khổng gia toàn bộ thần châu đại lục khổng gia có không ít phân phủ ngày hôm sau cố cẩm niên đã đi tới ngoài khúc phủ hai mươi dặm đứng ở một đỉnh núi liền có thể nhìn thấy tường thành khúc phủ chỉ là cố cẩm niên không tiếp tục đi về phía trước mà là ở bên ngoài khúc phủ tính tâm ngộ đạo cố cẩm niên đem tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe được dọc theo đường đi, toàn bộ một lần nữa tự hỏi một phen như vậy. trong nháy mắt, thời gian sáu ngày đã trôi qua. sáu ngày này, cố cẩm niên ở giữa núi rừng suy tư đạo thánh nhân, căn nguyên khiến dân gian đau khổ, hết thầy đều liên quan đến vương triều, liên quan đến người đọc sách. hắn hiểu được một chân lý nhất định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. chỉ là gia yến khổng gia sắp bắt đầu, cố cẩm niên từ trong ngộ đạo tỉnh lại. lúc này đây đi thẳng đến khổng gia, hai mươi dặm đường, cố cẩm niên đi một canh giờ khi hắn đi đến bên ngoài khúc phủ đã có người chú ý đến hắn bên ngoài khúc phủ sớm đã đông nghìn nghịt thậm chí còn có không ít người đọc sách ở các nơi bọn họ tụ tập ở đây mặc dù biết mình không thể tham gia gia yến khủng phủ nhưng cũng nguyện ý đến khúc phủ một chuyến nhìn một màn thịnh yến này chỉ là sau khi cố cẩm niên xuất hiện trong nháy mắt thu hút sự chú ý của không ít người dám hỏi các hạ chính là thế tử điện hạ có người đọc sách tiến lên nhìn cố cẩm niên cung kính cúi đầu thấy có người tiến lên cố cẩm niên gật gật đầu cũng không phủ nhận sau khi nhận được câu trả lời trong lúc nhất thời mọi người kinh hô gặp qua thế tử điện hạ tại hạ nhân sĩ lỗ đông ngưỡng mộ đại danh thế tử điện hạ đã lâu hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền người tới cung kính bái lại trong ánh mắt có vẻ kích động không chỉ một mình hắn sau khi tin tức truyền ra từng đạo thân ảnh xuất hiện hướng về phía cố cẩm niên cúi đầu thật sâu mặc kệ như thế nào danh vọng của cố cẩm niên cũng coi như là tồn tại hàng đầu ở vương triều đại hạ vì dân giải oan điểm này chính là điều vô số người đọc sách đều muốn làm thế nên cũng tự nhiên tràn đầy tôn trọng với cố cẩm niên đương nhiên cũng có một bộ phận người đọc sách sau khi nghe được cố cẩm niên đến cũng chỉ là quan sát không hề tiến lên nửa khen nửa chê chính là hình dung tốt nhất trừ vị khách khí rồi đối mặt với những người đọc sách này cố cẩm niên cũng đáp lễ lại mà lúc này từ trong cửa thành đi tới mấy trăm người mặc nho bào cầm đầu chính là một nho sinh khổng gia chúng ta gặp qua thế tử thế tử không ngại ngàn dặm từ xa mà đến làm cho khổng phủ ta vô cùng vinh dự nho sinh khổng gia xuất hiện cầm đầu là một vị lão nho hắn đối mặt với cố cẩm niên cung kính cúi đầu nhìn thấy người khổng gia cố cẩm niên không nói thêm gì chỉ gật gật đầu ngay sau đó lão nho của khổng gia liền ở phía trước dẫn đường hộ tống cố cẩm niên vào thành dọc theo đường đi rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cố cẩm niên có ánh mắt kính nể cũng có ánh mắt kinh ngạc nhưng phần lớn mang theo một chút lạnh ý hoặc là khinh thường trong tháng này mặc dù thanh âm công kích đã ít đi rất nhiều nhưng ít nhiều cũng có một ít chỉ là bị người đè xuống hôm nay nhìn thấy cố cẩm niên tự nhiên không có sắc mặt tốt gì đối mặt với những thứ này cố cẩm niên có vẻ vô cùng bình tĩnh và khúc phủ đi theo người đi trước đi vào nơi cư trú đồng thời cũng thông báo cho cố cẩm niên ra yến khổng gia là ngày mai mà đêm nay dự vương tổ chức yến tiệc mừng lâu mới mời cố cẩm niên cùng đi dự tiệc dự vương là con thứ 9 của thái tổ cùng vĩnh thịnh đại đế có quan hệ không tệ đất phong cũng là khu vực dự trương nghe được lời mời cố cẩm niên cũng gật đầu đáp ứng nếu đã tới cũng liền không sợ hết thảy chỗ ở khổng gia an bài cũng không kém là trong một trạch viện coi như là long trọng đợi đến sau khi vào ở cố cẩm niên đang định nghỉ ngơi một chút liền có hạ nhân chạy tới báo cho cố cẩm niên có khách đến thăm bất quá vị khách này không phải người của khổng gia mà là một ít tuấn kiệt khắp nơi muốn tới bái phòng cố cẩm niên điều này làm cho cố cẩm niên có chút tò mò khúc phủ bên trong phủ trạch phân viện của khổng gia lúc nghe thấy có người đến bái phòng mình cố cẩm niên có chút hiếu kỳ nhưng chỉ suy nghĩ một chút cố cẩm niên vẫn đồng ý một lát sau ước chừng khoảng 10 người đi vào bên trong phủ trạch những người này tướng mạo anh tuấn từng người đều có phong thần tuấn lãng còn có ba nữ tử đều duyên dáng yêu kiều tướng mạo xuất chúng quần áo mặc trên người cũng vô cùng không tầm thường chúng ta là học sinh thư viện hoài nam gặp qua thế tử điện hạ mọi người đều đi đến trước mặt cố cẩm niên hướng về phía cố cẩm niên cúi đầu thật sâu thư viện hoài nam sao cố cẩm niên nhẹ gật đầu hắn biết cái thư viện này đó là một trong tám đại thư viện lớn ở đại hạ là thư viện đứng đầu chỉ là không biết bọn họ vì sao lại đến đây gặp mình cố mỗ gặp qua chư vị chư vị tìm cố mỗ có gì muốn làm cố cẩm niên cũng chắp tay làm lễ lúc này mọi người đưa mắt nhìn về phía cố cẩm niên trong ánh mắt tràn đầy kính nể nhận ra được đây không phải là làm bộ tại hạ hứa đông mộc nhân sĩ hoài nam sư phụ là lý tuyết tiên sinh chúng ta kính đại danh của ngài đã lâu hôm nay mạo muội quấy dày chỉ muốn gặp thế tử điện hạ đồng thời cũng muốn lắng nghe thế tử điện hạ dạy bảo một chút hứa đông mộc nói ra thân phận và bối cảnh của mình lý tuyết sao văn cảnh tiên sinh đã từng đề cập đến lý tuyết tiên sinh là bạn tốt của ông ấy ngay từ đầu cố cẩm niên có chút hiếu kỳ sau một hồi suy nghĩ liền hiểu rõ lý tuyết này là ai hồi thế tử điện hạ gia sư chính xác là bạn tốt của văn cảnh tiên sinh cho nên lần này đến đây chính là muốn xin gặp thế tử điện hạ một chút đối phương cười nói nhận được câu trả lời này trên mặt của cố cẩm niên tràn đầy nụ cười thì ra là thế chư vị mời ngồi biết mục đích của đối phương đến đây làm gì trên mặt cố cẩm niên cũng hiện lên vui sướng mời mọi người đi vào ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng có người nào đến tìm hắn gây phiền phức nhưng không ngờ lại là một đám người hâm mộ sau khi mời mọi người vào sảnh đường cố cẩm niên vô cùng khách khí để hạ nhân châm trà cho mọi người mà mọi người cũng có chút thụ sùng nhập kinh, đồng thời cũng từng người tự từ giới thiệu, tất cả có 12 người, đều là học sinh của thư viện Hoài Nam, mà đa số đều là môn đệ xuất sinh thư hương, còn có mấy người là con cháu thế gia. Nói tóm lại không phú thì quý, thế tử điện hạ, chúng ta kính đại danh ngài đã lâu, hôm nay gặp mặt vẫn có chút kích động, nghe Hứa Đông Mộc nói, mấy người còn lại cũng gật nhẹ đầu theo, nói quá lời, chỉ là hư danh thôi, Cố cầm Niên mỉm cười, đây là điều rất khó có được, thế tử điện hạ, lời này của ngài mới gọi là quá lời, hiện tại toàn bộ vương triều đại hạ không toàn bộ thiên hạ này ai không biết đến cố cẩm nhiên đúng thế tử điện hạ chuyện thủy tai của quận giang ninh ngài vì dân chúng giải oan một câu hưng dân chúng khổ vong dân chúng cũng khổ đã khiến chúng ta đều rơi nước mắt đọc văn chương này chúng ta ai nái không thôi ngài chính là người đọc sách mẫu mực đương đại năm nào nếu ta là thanh đế sẽ khiến hoa cúc và hoa đào nở cùng một lúc càng ở à viết đến tận tâm khảm chúng ta nói thật học sinh thư viện hoài nam chúng ta không có ai không kính trọng thế tử điện hạ mỗi người nói một câu đều là lời nói từ tâm gan tán thưởng cố cẩm nhiên chỉ là nói đến đây hứa đông mộc không khỏi năm chặt nắm đấm lạnh giọng nói bây giờ thế tử điện hạ đạt được thánh khí lại bị một vài tên tiểu nhân sòm ngó quả nhiên là đáng hận những ngày này các loại tiếng mắng ở vương triều đại hạ không ngừng hứa mũ không thể làm gì giúp cho thế tử điện hạ xin ngài thứ lỗi hứa đông mộc đem chủ đề nói đến đây dẫn đến mọi người thi nhau bất bình tức giận đúng vậy thế tử điện hạ ngài không biết đâu trong khoảng thời gian này hứa huynh đã viết không ít văn chương công kích lũ tiểu nhân này bởi vậy đã đắc tội không ít người hai nói cho cùng là những người này ghen ghét thế tử điện hạ trước mắt chúng ta chỉ là học sinh không có chức quan cũng không có công danh nếu không nhất định sẽ không im lặng bọn họ bàn luận nhắc đến chuyện gần đây đều vô cùng tức giận loại chuyện này không tính là gì tranh đấu miệng lưỡi thôi cố cẩm niên khoát tay áo cũng không thèm để ý cái gì thế tử điện hạ lòng dạ rộng lượng hai thế tử điện hạ không hổ danh là người thứ nhất văn đàn đương đại lòng dạ như thế đáng giá cho chúng ta học tập mọi người tiếp tục tán dương không nói những cái khác đối với loại khen ngợi này cố cẩm niên không cảm thấy gì nhưng trong lòng vẫn rất thoải mái hơn nữa nhìn mọi người cũng vô cùng thuận mắt, dù sao không có ai có thể kháng cự người biết thưởng thức ngươi, làm phiền mấy vị lui ra trước, chúng ta còn có một số chuyện phong nhã cần bàn, cũng đúng lúc này, Hứa Đông Mộc nhìn về mấy thị nữ, người hầu trong hành lang nói như thế, vừa dứt lời, những người hầu này cũng liếc nhìn nhau nhưng suy nghĩ một chút cũng lui ra, không dám quấy dày hào hứng của mọi người, sau khi bọn họ đi, lúc này Hứa Đông Mộc mới lên tiếng, thần sắc có vẻ hơi nghiêm trọng, thế tử điện hạ, lần này ra yến của Khổng gia ngài đã đến nhầm rồi, cậu ta vừa nói câu đầu tiên đã lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc chăm chú. Ồ, ý gì? Nghe nói như thế, cố cẩm niên nhấp một ngụm trà, hiếu kỳ hỏi thăm. Khúc phủ này là địa bàn của khổng gia, trong khoảng thời gian này, bên ngoài chúng ta đều tham dự chuyện của thế tử điện hạ, phát hiện có người rõ ràng đang âm thầm ăn nói lung tung, cố ý tìm ngài gây phiền phức. Thế tử điện hạ, ngài xem, hứa đông mộc nói xong, nhìn thoáng qua năm từ bên cạnh, mấy người đó lập tức lấy quyển trục từ trong ống tay áo ra, sau đó trải rộng trước mặt cố cẩm niên. Thế tử điện hạ, đây là danh sách, từ sau khi thế tử điện hạ dương danh chúng ta lợi dụng việc lấy thế tử điện hạ làm gương muốn học tập thế tử điện hạ lần này biết được ngài bị người khác vu hãm cho nên chúng ta phát động người có cùng chí hướng đặc biệt sưu tầm một vài thứ bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim xin thế tử điện hạ quan sát một chút Hờ đông mộc không đem chuyện nói rõ ràng cố cẩm niên đưa mắt nhìn về phía quyển trục rất nhanh nội dung của quyển trục xuất hiện phía trên ghi lại từng nhân vật từng thư viện lớn phía dưới ghi lại trận doanh của bọn họ trận doanh chính là những người mắng mình hoặc không mắng mình số lượng rất nhiều, một quyển trục là một quận, trước mắt mọi người đã lấy ra 13 quyển, đại biểu cho 13 quận địa. Tê, trong lòng Cố Cẩm niên thầm giật mình, hắn không ngờ là Hứa Đông Mộc này lại là thiên tài tình báo, đem toàn bộ người đắc tội mình toàn bộ ghi nhớ lại, mặc dù Cố Cẩm niên sẽ không căn cứ vào loại tình báo này đi tìm từng người gây phiền phức, nhưng tình báo này có tác dụng rất lớn, ví dụ như ai đã nói giúp mình, ai không giúp mình, còn cả những ai vừa không giúp mình vừa dẫm cho mình một cước, sau khi hiểu rõ cái này về sau có thể cân nhắc chuyện thiết lập một chút dù sao mình cũng không phải thánh nhân nếu như đối phương đã giúp mình thì mình cũng dùng lễ tiếp đón nếu như đối phương đã không giúp mình thì đối xử bình thường làm như thế nào thì mình làm như thế đấy nếu gặp được loại người đơn thuần chỉ vì lợi ích hoặc đơn giản là muốn nhìn thấy mình khó chịu vậy hoàn toàn có thể không cần phản ứng hứa đông mục này rất không tệ những thứ này đều là chư vị làm ra sao cố cẩm niên nhìn mọi người hỏi như thế hồi thế từ điện hạ đây là tất cả học sinh của thư viện hoài nam làm ra chỉ hy vọng thứ từ điện hạ có thể rời xa từ nhân hứa đông mục trả lời như vậy nghe được câu trả lời này cố cẩm niên không khỏi đứng dậy hướng phía mọi người cúi đầu khó có thể tưởng tượng cố mũ lại có mặt mũi như vậy đa tạ chư vị cố cẩm niên thật sự có chút cảm động cũng có chút vui mừng nói thật hắn đã coi là trên thế giới này chỉ có người xấu mặc dù biết rất nhiều người là bởi vì nguyên nhân lợi ích bởi vì trận doanh mà công kích mình nhưng đối mặt với công kích vô cùng vô tận trong lòng cố cẩm niên cũng rất khó chịu nhưng hôm nay tất cả đã tiêu tan thế tử điện hạ nói quá lời thế tử điện hạ chủ yếu là vì hứa huynh bênh vực lễ phải chúng ta cũng chỉ phối hợp với hứa huynh thôi mọi người cùng nhau đứng dậy hướng phía cố cẩm niên cúi đầu thế tử điện hạ hành vi lần này của chúng ta có ba mục đích đầu tiên là chúng ta kính trọng cách làm người của thế tử điện hạ vì dân chúng giải oan rõ ràng mình là quyền quý lại có thể đứng ở góc độ của dân chúng đây là nguyên nhân chúng ta kính trọng ngài thứ hai hành động của thế tử điện hạ đều có lý mà theo thiện ác rõ ràng chính là người đọc sách mẫu mực đương đại thứ ba chúng ta cũng là do chúng ta có chức lòng riêng chúng ta nguyện đi theo thế tử điện hạ nhưng lại sợ thế tử điện hạ ghét bỏ chúng ta gặp tình cảnh này hứa đông mộc nói thẳng tiếng lòng của mọi người bọn họ đều là tuấn kiệt các nơi ngày thường không phục nhiều thứ nhưng hành động của cố cẩm niên khiến cho bọn họ sinh ra hảo cảm kính trọng không thôi dần dần mới có ý nghĩ muốn kết bạn sau này cố cẩm niên càng làm nhiều chuyện càng khiến bọn họ kính trọng hơn bọn họ không phải là muốn kết bạn mà là muốn đi theo đi theo cố cẩm niên trước mắt trông thấy cố cẩm niên bị người khác công kích bọn họ tất nhiên ra mặt đầu tiên vì cố cẩm niên đòi một công đạo đồng thời âm thầm đem lời nói của một số người ghi chép lại lời nói của người trong thiên hạ bọn họ nhất định không thể ghi chép hết nhưng người đọc sách trong hội thì dễ hơn nhiều nghe được lời của mọi người thật ra cố cẩm niên cũng đoán được một chút bây giờ hứa đông mộc nói ra cố cẩm niên thoáng trầm tư một chút sau đó nói chư vị ở trong kinh đô cố mỗ có thiết lập một nơi gọi là kỳ lân các vốn là ông hy vọng giúp đỡ lẫn nhau là chủ yếu nếu chư vị đã nể mặt như thế thì cố mỗ cũng không muốn nói nhiều chờ sau khi kết thúc gia yến của khổng gia cố mỗ sẽ sắp xếp người tiến về thư viện hoài nam tìm chư vị một lần hứa huynh nếu như không chê thì chủ dự phân các kỳ lân các phân khu hoài nam sẽ do người đảm nhiệm về sau cùng nâng đỡ lẫn nhau vì giang sơn xã tắc vì tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ như thế nào hứa đông mộc này là một nhân tài chỉ riêng năng lực thu thập tình báo này đã rất không tệ cậu ta đi theo mình khẳng định cũng là vì nhớ đến thân phận của mình nhưng mà cái này không quan trọng không vì lợi ích ngược lại cũng không phải một chuyện tốt quả nhiên sau khi nghe vậy hứa đông mộc lập tức vui mừng lớn hướng về phía cố cẩm niên cúi đầu thật sâu đa tạ thế từ điện hạ cậu ta hướng về phía cố cẩm niên cúi đầu thật sâu những người còn lại cũng vui vẻ không thôi bọn họ là người đọc sách ở hoài nam về sau là môn đệ thư hương cộng thêm có chút người thế gia nhưng cuối cùng thì lực lượng cũng nhỏ yếu nếu như bây giờ dựa vào cố cẩm niên vậy thì tương lai về sau chính là địa vị quyền lực nếu chỉ có danh tiếng thì chỉ vèn vẹn là người có quyền bọn họ không muốn như vậy nếu không sẽ bị người khác châm chọc dưới quyền lực và tiền tài nhưng thần phục cố cẩm niên thì khác biệt hy vọng của cố cẩm niên cực cao mặc dù bây giờ bị hãm sâu bên trong tranh luận nhưng đây là tranh cãi cũng không phải nói cố cẩm niên làm ra chuyện đáng chết gì có tranh luận thì không có vấn đề chỉ sợ không có tranh luận cất kỹ quyển trục cố cẩm niên dự định mang về để cho người mình âm thầm điều tra một chút ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một vài người là được cũng không phải vì cái gì nhưng dù sao dính đến loại chuyện này vẫn cần chú trọng điều tra Nhỡ đâu bọn viết lung tung để cho mình sinh ra ý nghĩ chủ quan thì không được tốt cho lắm nhưng mà cố cẩm niên cũng cầm lấy một quyền xem lướt qua những cái tên ở phía trên một vài cái tên quen thuộc xuất hiện diêm công mạnh học sĩ và một số người có người nói lời hữu ích có người im lặng không nói nhưng đa số là người nhắm vào mình sau khi nhìn qua tổng thể cố cẩm niên không nói gì thêm lúc này một giọng nói vang lên bên ngoài thế từ điện hạ dự vương sai người đến đây bái phòng theo giọng nói của thị nữ vang lên cố cẩm niên đứng dậy để cho mọi người an tâm không phải vội sau khi đi ra cửa phòng rất nhanh có mấy bóng người đi đến dẫn đầu là một nam từ trung niên là quản gia của dự vương gặp qua thế từ điện hạ quản gia của dự vương hướng phía cố cẩm niên cúi đầu gửi tới nói khách khí cố cẩm nhiên chắp tay người kia cũng ngay lập tức xuất ra thiếp mới nói thế tử điện hạ sau khi dự vương biết được ngài đến đã cố ý để thuộc hạ điều thiếp mời đến tại vương phủ thiết yến tân lâu xin thế tử điện hạ nề mặt ông ấy xuất ra thiếp mời thông báo với cố cẩm nhiên chuyện này được cố cẩm nhiên nhận thiết mời mặc dù không biết dự vương đứng ở phe nào nhưng mặt mũi không thể không cho buổi trưa hôm nay xin chờ thế tử điện hạ đến đối phương cười nói yến hội bắt đầu vào buổi trưa kết thúc vào giờ hợi hiện tại đã là giới tị còn khoảng một canh giờ nữa là sẽ đến yến hội khách khí cố cẩm niên cười nói sau khi đưa mắt nhìn đối phương rời đi liền trở lại phòng sau khi quay về phòng cố cẩm niên đặt thiếp mời lên bàn quả nhiên là thiếp mời của dự vương có người dường như đoán được nói dự vương là người phương nào cố cẩm niên nhìn hứa đông mộc hỏi hắn có chút hiếu kỳ đối với dự vương này cố cẩm niên chỉ biết ông ta là con trai thứ chín của thái tổ những chuyện khác cũng không rõ hồi thế từ điện hạ dự vương chính là con trai thứ chín của thái tổ coi như là ngài cũng phải gọi một tiếng cựu cữu dự vương là người hiền lành lại nghe người ta nói chuyên chiêu hiền đại sĩ vô cùng kính nể người đọc sách cùng khổng gia có quan hệ không tệ nhưng cũng không tính là quá thần vật tranh luận lần này dự vương cũng không ra mặt nói gì hứa đông màu thông báo mọi chuyện cho cố cẩm niên nhận được câu trả lời này cố cẩm niên gật nhẹ đầu đều đã ở cấp bậc vương gia này thì không thể tùy tiện chọn phe để đứng cho dù là quan hệ tốt cũng không thể làm loạn sau khi biết được tính cách của dự vương trong lòng cố cẩm niên cũng nhẹ nhõm hắn không sợ loại người đứng quan sát này mà chỉ sợ người đã chọn phe đứng được vậy chút nữa chúng ta cùng nhau đi đi cố cẩm niên lên tiếng mời mọi người cùng nhau đến a à, dự vương cũng không mời chúng ta đúng vậy thế từ điện hạ thân phận của chúng ta còn không đủ đâu mọi người đều nói rằng việc này không tốt lắm ta mang mọi người đi không cần thiết mời chư vị cũng coi như là bạn bè tốt của cố mỗ đừng nói là thịnh yến của dự vương gia yến ngày mai của khổng gia chư vị cũng có thể theo ta cùng nhau đi cố cẩm niên nói hắn lộ ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lời nói lại tràn đầy bà khí hoàn toàn chính xác lấy thân phận và địa vị của hắn bây giờ đừng nói là thịnh yến của dự vương coi như là gia yến của khổng gia hắn thích mời là mời ai có thể nói gì vừa dứt lời mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng lần này bọn họ đến mục đích là tìm cố cẩm niên sau đó chính là nhìn cái thịnh yến này một chút đương nhiên là ở bên ngoài nhìn một chút bây giờ cố cẩm niên cho bọn họ trực tiếp tham gia thịnh yến này tất nhiên khiến bọn họ vô cùng vui sướng dù sao đây cũng là một trong những lỗ hồng chúng ta đa tạ thế từ điện hạ lúc này trong lòng bọn họ rất thoải mái có một loại cảm giác có chỗ dựa mà cố cẩm niên cũng cùng mọi người nói chuyện phía một lúc ước trùng sau nửa canh giờ tất cả xuất phát tiến về tân lâu của dự vương cùng lúc đó bên trong khổng gia thiên văn chương này không tệ hôm nay ở trên thịnh yến tuyệt đối có thể biểu lộ tài năng khổng bình nhìn qua văn chương trước mặt tràn đầy vui vẻ cùng tán thưởng mà khổng vũ đứng trước mặt hắn ta cũng lộ ra nụ cười nhưng rất nhanh lại bày ra vẻ mặt đau khổ nói thúc người nói lần này cố cẩm niên cũng đến tham gia có thể lâm thời viết một thiên văn chương che đi danh tiếng của chất nhi không đối mặt với thúc của mình khổng vũ cũng không che giấu nói thẳng ra suy nghĩ trong nội tâm yên tâm lần này là thi từ vì tân lâu cần viết một thiên văn chương mà không phải là một bài thi từ cố cẩm Niên cho dù có tài hoa đi nữa cũng cần thời gian cấu tứ bên trên thịnh hội không thể cho hắn quá nhiều thời gian bây giờ ngươi không phải lo lắng vì hắn mà là ở đó có không ít người con rể của dự vương chỉ sợ cũng có chuẩn bị còn có danh lưu các nơi đã sớm biết tin tức nhưng mà lão phu cảm thấy thiên văn chương này của ngươi rất không tệ là tác phẩm xuất sắc mỗi chữ đáng ngàn vàng nhưng có nhiều chỗ thúc sẽ giúp ngươi làm trơn thu hơn tranh thủ lúc phú tử có thể làm ra chút dị tượng như vậy dự vương sẽ phải lau mắt nhìn ngươi không bình lên tiếng hắn ta tán thành tài hoa của cố cẩm niên nhưng chỉ là tán thành thi từ cố cẩm niên thật sự không có gì để nói nhưng ngay lập tức trong thời gian ngắn ngủi để vết ra văn chương thì hắn ta không cho rằng cố cẩm niên có bản lĩnh này ít nhất cũng phải mất chút thời gian đúng không mà trên thịnh hội còn có người đi quấy nhiễu cố cẩm niên muốn làm thi từ cũng có chút khó khăn được đa tạ thúc thúc khổng vũ lộ ra nụ cười thiên văn chương này đúng thật là mình đã phải cấu tứ rất lâu mới ra hắn ta cũng có tự tin dựa vào thiên văn chương nào lần nữa chứng minh chính mình giống như vậy chờ sau khi khổng bình sửa chữa xong mấy người họ cũng xuất phát đi về tân lâu của dự vương trên thực tế tân lâu của dự vương kiến thiết đã là chuyện mà mọi người sớm biết không ít danh lưu cũng đã có chuẩn bị dù sao nếu có thể là một bài văn lưu lại một cái danh tiếng tốt còn có thể được dự vương ưu ái đây thật sự là một chuyện tốt lúc này tân lâu của dự vương bạn bè và quan khách đã sớm ngồi đây lâu vũ to lớn khoảng chừng 7 tầng nhìn qua phải cao khoảng bốn năm mươi trượng nhìn to lớn trắng lệ đây là tân lâu của dự vương trông vô cùng tráng lệ mà dưới lầu đã tụ tập không ít người cố cẩm niên mang theo mười mấy người đi đến từ xa hạ nhân trong phủ dự vương đã sớm nhìn thấy lập tức tiến đến nhanh đón gặp qua thế từ điện hạ người hầu chạy đến hướng phía cố cẩm niên cúi đầu cố cẩm niên không nói nhiều giao thiệp mời cho đối phương người kiên nhận thiệp mời hơi gật đầu đồng thời nhìn phía sau lưng cố cẩm niên nói thế từ điện hạ trên thiệp mời chỉ mời mình ngài những bạn bè này của ngài gã ta nói đến đây bèn dừng lại ý tứ tư tương đối đơn giản dù sao người có thể vào đều là quan to hiển quý những người sau lưng cố cẩm niên còn chưa đủ tư cách vậy ngươi đi thông báo cho cố cẩm niên một tiếng đây đều là bạn tốt của ta cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt nói nếu như không để cho mình mang người vào thì cố cẩm niên cũng không muốn tham gia thịnh yến này vừa dứt lời người kia gật đầu định đi thông báo thì quản gia của dự vương đã đi đến cút sang một bên quản gia đi tới giận dữ mắng mỏ tên kia một câu vừa rồi ông ấy đang tiếp đãi các khách quý khác bây giờ nhìn thấy cố cẩm niên đến lập tức bỏ các chuyện đang làm dở xuống nhanh đi đến nghe được cuộc đối thoại của hai người quản gia của dự vương không khỏi tức giận người trước mặt này chính là cháu của trấn quốc công hầu ra tương lai thiên kiêu nho đạo là do dự vương cố ý mời cố cẩm niên đến có mang vài người thì sao đừng nói chỉ mang vài người này coi như mang theo mười mấy hai mươi người thì còn sợ không có chỗ sao xin thế tử điện hạ thứ tội tên này không hiểu chuyện đã quấy rầy thế tử điện hạ rồi quản gia của dự vương lên tiếng sau đó mang theo cố cẩm niên tiến vào đám người hứa đông mộc âm thầm thở phào cũng cảm khái mặt mũi cố cẩm niên thật lớn rất nhanh một đoàn người đi vào trong tân lâu của dự vương lui đến đều là tân khách sau khi vào đại điện vàng sao lộng lẫy có bảy ngọc thạch đồ cổ cũng có vài bức thư họa trần quý khảm nạm treo trên tường bọn người hứa đông mộc nhìn hoa mắt trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng xa xỉ cứ vậy một đường đi theo quản gia thẳng lên tầng thứ bảy thịnh yến lần này từ tầng thứ ba bắt đầu thiết yến thân phận càng cao thì vị trí cũng càng tôn quý đến tầng thứ bảy trên yến hội bày từng chiếc bàn ngọc phía trên vị trí chủ yến dự vương vẫn chưa đến cố cẩm niên được sắp xếp ở vị trí thứ ba bên trái về phần mấy người hứa đông mộc thì ngồi ở phía sau bạn đang xem đại hạ văn thánh được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim vừa ngồi xuống lão già bên cạnh không khỏi nhìn về phía cố cẩm niên tiểu hữu có phải là thế tử điện hạ không lão già mặc áo xanh nhìn cố cẩm niên hiếu kỳ hỏi đúng vậy không biết tiền bối là ai cố cẩm niên hơi gật đầu đồng thời hỏi thăm thân phận của đối phương ha 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 quả nhiên là thế tử điện hạ lão phu là diêm tuần gặp qua thế tử điện hạ rồi diêm tuần biết được đúng là cố cẩm niên không khỏi đứng dậy làm chút lễ hóa ra là diêm công vãn bối hữu lễ cố cẩm niên cũng đứng dậy đáp lại một lễ diêm tuần này chính là đại nho đương đại danh vọng cực cao được người đời gọi là diêm công mà trong danh sách của hứa đông mộc diêm công vậy mà đã giúp mình nói chuyện tất nhiên cố cẩm niên có chút kính trọng nói quá lời nói quá lời lão phu đã nghe nói về thế tử điện hạ đối với thế tử điện hạ kính nể không thôi chuyện thế tử đã làm khiến cho chúng ta hổ thẹn không thôi cũng khiến cho ta xấu hổ không thôi không ngờ có thể gặp thế tử điện hạ ở chỗ này lão phu cảm thấy vinh hạnh sâu sắc diêm công tràn đầy kính trọng nói thế hệ người đọc sách trước đây vẫn có chút nội tình cùng tu dưỡng cố cẩm niên cũng lập tức lên tiếng từ từ gửi lời cảm ơn là thế tử điện hạ kính đã lâu kính đã lâu rất nhanh một số người xung quanh thi nhau đứng dậy bọn họ đều rất có hảo cảm với cố cẩm niên nhất là những lão già có tuổi tác tương đương với diêm công càng bưng chén rượu đi đến hướng cố cẩm niên mời rượu trong lời nói đều là tán thưởng đẹp đẽ phát ra từ tâm gan thế tử điện hạ chính là người đọc sách mẫu mực của thanh niên trong thời đại mới người vì dân chính là quân tử mạnh mộ đã kính nể cũng là sùng bài kính nể đây là mạnh học sĩ trước đây là tả thị lang lễ bộ ở triều đình về sau tuổi tác cao nên đã về hưu ở nhà dưỡng lao cũng là người có danh vọng không ít người đến mời rượu tán thưởng khiến cho cố cẩm niên cực khổ không thôi nhưng đúng vào lúc này một tiếng hử lạnh vang lên thật là suối quẩy không ngờ trên thịnh yến này mà lại mời đến một tên ngụy quân tử giọng nói vang lên là một người trẻ tuổi ngồi ở đối diện phía sau giọng nói của hắn ta không lớn nhưng lại phá vỡ thịnh yến náo nhiệt này nhất thời có không ít người đưa mắt nhìn lại nghe được giọng nói này cố cẩm niên cũng có vẻ bình tĩnh lần này hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng về phần nói thịnh yến lớn như thế sẽ không có người ngu xuẩn trực tiếp mắng chửi đây hoàn toàn là tưởng tượng không nên đem người mơ mộng hão huyền quá cũng không cần đem người nghĩ quá phức tạp trên cơ bản tất cả mọi người đều giống nhau trừ bỏ một chút bên ngoài không giống bình thường thì phần lớn người chỉ khác nhau ở phẩm hạnh tốt hay xấu thịnh yến của dự vương mà công kích mình sẽ chọc cho người chán ghét nhưng trên thực tế thì sao trên thực tế một số người bất mãn không đổi với cố cẩm nhiên sẽ thưởng thức hắn ta ví dụ như khổng gia người nhà họ khổng sẽ cảm thấy tên này đang bênh vực lại phải mặc dù nói chuyện có chút quá lên nhưng vấn đề là hắn ta nói không sai đơn giản là dùng vào chỗ nào có thể hơi giáo điều quay đầu sẽ được người nhà họ khổng thưởng thức có thể đạt được chỗ tốt hay không cho dù khổng gia không thưởng thức thì tên này mắng hai câu cố cẩm niên còn có thể đánh hắn hay sao đánh thì cố cẩm niên sẽ bị mất thân phận không đánh thì người ta sẽ nói khoác khắp nơi là cố cẩm niên này có là gì trên thịnh yến của dự vương ta đã trực tiếp mắng hắn mà hắn không dám nói một câu người ta thắng được thanh danh bởi vì luôn có người xem thường cố cẩm niên cũng có người chỉ cần nhìn cố cẩm niên là khó chịu vĩnh thịnh đại đế lợi hại không hoàng đế đại hạ nhưng người mắng vĩnh thịnh đại đế ít không đáp án là không ít thái tử gia có nhân từ không không phải vẫn có người công kích hắn sao tần vương điện hạ có chiến công hiển hách không kết quả thì sao cả đám thượng thư lễ bộ đều cảm thấy hắn trời sinh tính tình hung mãnh không thích hợp làm hoàng đế thánh nhân có lợi hại không cũng không phải không có ai công kích thánh nhân lại nói một câu cực đoan hơn ông trời cũng có thể bị người mắng thì ngươi có thể nói cái gì cho nên loại hành vi này nhìn như ngu xuẩn không thể xảy ra nhưng hiện thực nhất định sẽ xảy ra thật giống như đã từng có người đặt câu hỏi vì sao chiến tranh niên đại đều sẽ sinh ra đại tướng quân cực kỳ nổi danh nhưng trên thực tế có rất nhiều đại tướng quân xuất sắc không cẩn thận bị chết bởi tên bay loạn tráng niên mất sớm không đến phiên hắn dương danh thường ngộ xuân có lợi hại không mãnh tướng khai quốc đầu tiên cũng bởi vì xông pha trận mạc rồi cởi áo giáp xuống cho mát mẻ kết quả không ai nhận ra chính là đạo lý này chỉ là không đợi cố cẩm niên nói một giọng nói lập tức vang lên có phải ngụy quân tử hay không ngược lại ta không thấy nhưng mà tú tài chua lại thấy được không ít mọi người thấy sao là giọng nói của hứa đông mộc cậu ta đáp trả đầu tiên không sai không chỉ là một tú tài chua mà còn mấy tú tài chua nữa một mùi vị chua không biết còn tưởng rằng ai đó làm đồ bình giấm bây giờ nhìn lại thế tử điện hạ định nghĩa cảnh giới nho đạo mới thật sự vô cùng tốt lấy đức ngưng khí đầu năm nay có quá nhiều người đọc sách không có đức hạnh mấy giọng nói lập tức vang lên là đám người hứa đông mộc dẫn bọn họ đến chỗ này tốt lắm loại đấu võ mồm này không cần mình ra mặt quả nhiên khi tiếng nói của bọn người hứa đông mộc vừa ra sắc mặt đám người này lập tức trở nên khó coi bọn họ hy vọng chọc giận cố cẩm niên để cố cẩm niên cùng bọn họ cãi lộn một chút nếu như cố cẩm niên cãi vã cùng bọn họ cho dù chỉ là mắng vài câu không dễ nghe sau đó phất áo rời đi mặc dù bỏ thịnh yến nhưng danh tiếng lại vang xa chỉ là không ngờ bọn người hứa đông mục lại đứng ra nói chuyện khiến cho bọn họ vốn đã khó chịu lại càng khó chịu ai không phải nói là thịnh yến của dự vương mời đến đều là những người có chút danh vọng sao lại mời đến mấy tên thư sinh này học sinh của thư viện hoài nam sao các ngươi không kiến công lập nghiệp cũng không có công danh trên thân sao có thể được mời loại địa phương này là nơi các ngươi có thể đến sao lời ấy không thể nói người ta đi theo nhân vật lớn có người làm chỗ dựa cho nên mới không kiêng kỵ gì như vậy quả thực là rất ồn ào líu díu thịnh yến này hoàn toàn giống như chợ thức ăn cũng đừng nói nói nữa người ta gọi nhân vật lớn ra mặt công kích các người nháy mắt giọng nói đó lại lần nữa vang lên thịnh yến còn chưa bắt đầu đám người này đã bắt đầu hành động thật đúng là có chút chờ không kịp sắc mặt đám người hứa đông mộc trầm xuống đang chuẩn bị nói thì cố cẩm niên vươn tay ngăn bọn họ tiếp tục hắn không nói gì mà hướng phía hai đại nhau ngồi bên trái phải làm lễ sau đó chậm rãi đi đến đứng trước mặt đám người này cha đây không phải thế tử điện hạ sao sao thế tử điện hạ cũng đến chẳng lẽ câu nói kia đã đắc tội thế tử điện hạ sao mấy người còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vẫn mở miệng châm chọc bành sau một khắc cố cẩm niên giơ chân lên trực tiếp đạp bay tên dẫn đầu châm chọc đụng đổ bảy tám cái bàn rước lấy ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người ai cũng không ngờ cố cẩm niên lại bá đạo như vậy đi lên chính là một cước không nói một lời rầm 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 rất nhanh còn chưa đợi đám người kịp thời phản ứng những người vừa tham gia châm chọc vừa rồi để chịu một cước rắn chắc đau đến phát run chân cố cẩm niên cũng không chút lưu tình một cước này đạp cho bọn họ gãy mấy chiếc xương sườn khiến cho tràng diện vô cùng loạn cố cẩm niên ngươi đang làm cái gì nơi này là thịnh yến của dự vương ngươi muốn làm cái gì đây sao ngươi có thể động thủ đánh người lập tức có bảy tám người đứng dậy đều là người có thân phận có danh vọng bọn họ đứng dậy chỉ trích hành vi thua bỉ của cố cẩm niên mà diêm công mạnh học sĩ lập tức đi đến kéo cố cẩm niên lại thế tử điện hạ không được như thế thế tử điện hạ những người này chính là như vậy dù sao cũng là thịnh yến của dự vương vẫn phải cho dự vương chút mặt mũi mấy người đều lên tiếng thuyết phục cố cẩm niên hai vị không cần cầu tình cho bọn họ sắc mặt của cố cẩm niên ôn hòa nói ngay sau đó nhìn qua đám người này sắc mặt băng lãnh nói thịnh yến của dự vương mời bản thế tử đến đây mà các ngươi lại ở chỗ này líu díu nói lời châm chọc quấy rầy nhã hứng của bản thế tử người đâu đem bọn họ xuống cho ta còn nữa cha một chút là ai để bọn họ vào ra thế ra sao cố cẩm niên lên tiếng chó cắn mình chắc chắn cố cẩm niên sẽ không cắn lại nhưng nhất định sẽ đánh lại lúc này hứa đông một đi đến nhìn qua những người này chăm chú một chút sau đó ghé vào tai cố cẩm niên nói thế tử điện hạ người cầm đầu này có chút quan hệ với khổng vũ phụ thân của hắn ta chính là phủ quân của trần châu phủ mấy người này là liễu gia ở minh châu cùng lý gia của xuyên phủ hứa đông mộng nhận biết một chút rồi thông báo thân phận của bọn họ cho cố cẩm niên phủ quân của trần châu phủ sao hứa huynh thay ta viết một phần tấu chương phủ quân trần châu phủ quản giáo không nghiêm con ông ta là thiếu gia ăn chơi trời sinh tính ương ngạnh con không dạy là lỗi của cha bản chỉ huy sứ hoài nghi phụ thân hắn làm quan vô cùng càn rỡ đem tấu chương này mang đến lại bộ cùng hình bộ đại hạ để cho người của lại bộ và hình bộ tra xét kỹ càng xem phủ quân trần châu phủ này có sạch sẽ hay không nếu như phát hiện có bất kỳ chuyện làm sàng làm bệnh nào thì lập tức bắt đầu điều tra lại viết thêm một phần tấu chương nữa để lễ bộ cha một chút xem mấy thế gia này có làm gì liên quan đến nhân mạng chiếm đất đai của dân chúng hay không nói cho hình bộ phải tra rõ đến cùng cho phép dân chúng tố giác nếu không có thì không sao nhưng nếu như có một tội nào thì nghiêm ngặt điều tra đây là con dấu chỉ huy sứ của bản thế tử làm phiền hứa huynh cố cẩm niên cũng rất thẳng thắn sau khi biết rõ lai lịch của đối phương hắn cũng mặc kệ mọi chuyện trực tiếp viết tấu chương hắn là ai đốc trà chỉ huy sứ đại hạ có quyền tấu lên trên hắn là quan viên quan viên tứ phẩm mặc dù chức đốc trà chỉ huy sứ này là một chức vị hoàng đế mở ra ngoài định mức trước đây cũng không có nhưng được hoàng đế cho quyền lực thì chính là có quyền lực cố cẩm niên không cùng đám người này là cãi cọ qua lại để người của triều đình đi thăm dò là được phủ quân một phủ cố cẩm niên cũng không tin là ông ta thật sự thanh liêm như thánh nhân còn những thế gia này thì thủ đoạn am hiểu nhất chẳng phải là ức hiếp dân chúng sao chỉ cần cho phép dân chúng tố giác sẽ không sợ không tìm ra chuyện có thể nói nếu như lại bộ hình bộ và lễ bộ thật sự đi điều tra bọn họ thì không thể không tra ra cái gì cũng có nghĩa là mấy trưởng bối kia sẽ gặp phải xui xẻo quả nhiên vừa dứt lời không ít người kinh hãi bọn họ thật sự quên mất cái thân phận này của cố cẩm niên đốc tra chỉ huy sứ đại hạ dù sao đây cũng là chức nghiệp mới cộng thêm trong mắt mọi người cố cẩm niên chính là người đọc sách quyền quý chỗ nào muốn lấy được cố cẩm niên còn có một tay như thế đám người bị đạp bay trên mặt đất sắc mặt đều trắng bệch bọn họ hối hận, nháy mắt đã hối hận, vốn dĩ muốn đến chửi mang cố cẩm niên, thứ nhất có thể khiến nhiều người để mắt, thứ hai có thể tăng danh khí, lại không để ý đến một điểm chí mạng, đó chính là cố cẩm niên muốn bóp chết bọn họ, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. thế từ điện hạ, thứ tội, thứ tội, lúc này quản gia của dự vương nghe thấy việc này vội vàng đi đến, liên tục hướng cố cẩm niên tạ lỗi, đồng thời cũng để người dưới đem những người này đi, thuận tiện sửa sang lại một chút, mang xuống, không phải là đỡ xuống, cố cẩm niên nhàn nhạt, nhạt nói hiển thị rõ bá khí lập tức quản gia của dự vương nháy mắt ra hiệu cho người dưới người kia nhanh chóng kéo đám người rời đi quả nhiên là uy phong thật lớn nhìn thấy cố cẩm niên như vậy có một vị lão nho không phục nhưng ông ta cũng không nói gì thêm chỉ hử lạnh một tiếng không nhìn quen liền cút cố cẩm niên mạnh mẽ đáp lại hắn cũng không nôn chiều vì sao người đọc sách trong thiên hạ đều công kích mình chỉ đơn giản một điều trước đây mình hành sự luôn kiểu cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cũng bởi vì vấn đề tính cách không muốn tranh đấu gì nhưng trong khoảng thời gian ngộ đạo này đã khiến cố cẩm niên hiểu rõ nếu như mình một mực đi theo con đường của thánh nhân thì nhất định sẽ phạm sai lầm, mình phải có một bộ tư tưởng thích hợp với bản thân, phụ tá cho chính mình, mà suy nghĩ này đã nảy ra từ mấy ngày trước, bên trong là thánh nhân, bên ngoài là vương, trong lòng có chính khí, làm việc có thủ đoạn, đơn giản mà nói chính là không quen, người khách khí với ta thì ta cũng khách khí với người, người không khách khí với ta thì cũng đừng trách ta không khách khí với người, người, người kia trợn mắt nhìn, đang định giáo huấn cố cẩm nhiên một chút, đúng lúc này một giọng nói vang lên, sự vương giá lâm, theo giọng nói này vang lên, người kia khẽ nhíu mày sau đó không nói lời nào mà cố cẩm niên cũng trở về chỗ ngồi nhưng không thể không nói chính hành động của cố cẩm niên thật sự khiến một số người phản cảm dù sao theo bọn họ nghĩ thì người đọc sách cần tu thân dưỡng tính mắng chửi vài câu mà thôi không cần thiết phải động thủ đây là tiềm thức con người dù sao đau cũng không cắm trên người mình ai sẽ cảm thấy đau nhức rất nhanh âm nhạc bắt đầu vang lên một bóng người từ phía sau đi ra là một nam tử trung niên dáng người khôi ngô đầu đội vương miện người mặc mãng bào mà bên cạnh ông ấy là một vài quan viên đi theo dự vương giá lâm để cho đám người thi nhau đứng dậy hướng phía dự vương làm lễ tham kiến dự vương đám người cùng nhau hô to chư vị không ngại ngàn dặm xa xôi đến đây là vinh hạnh của bản vương quả thật khách khí đi đến trước mặt mọi người dự vương cười ha ha lộ ra vẻ khoái hoạt vô cùng nhưng ánh mắt lại nhìn lướt qua phần rối loạn bên phải là chỗ mà cố cẩm niên mới gây chuyện nhưng ông ấy cũng không nói gì thêm mà đưa mắt nhìn về phía cố cẩm niên trước cháu trai cẩm niên chúng ta đã mười mấy năm không gặp dự vương nhìn về phía cố cẩm niên cười tươi như hoa nói ông ấy là huynh đệ cùng cha khác mẹ của vĩnh thịnh đại đế cũng coi như là cựu cữu của cố cẩm niên cháu trai gặp qua cựu cữu cố cẩm niên lên tiếng sắc mặt ôn hòa cười nói tốt lý ra chúng ta có thể xuất hiện một thiên tài nho đạo quả nhiên là một chuyện vui lớn cựu cữu ta xa cuối trời cũng nghe được sự tích của ngươi rất không tệ rất không tệ đã tranh giành mặt mũi cực lớn cho lý ra chúng ta dường như dự vương có chút hảo cảm đối với cố cẩm niên nên dùng lời lẽ tán thưởng đẹp đẽ cựu cữu khen ngợi quá lời cháu trai cũng chỉ thoáng hơn người chút điểm văn chương thôi cố cẩm niên cũng khiêm tốn nhưng trong lời nói cũng mang theo ý tứ khác dự vương nghe thấy rõ ràng nhưng cũng không đáp lời mà để cho đám người ngồi xuống chỉ là vừa ngồi xuống đá có một giọng nói vang lên đại nho khổng gia khổng bình mang theo thánh tôn đến đây dự tiệc theo tiếng nói này vang lên nhất thời không ít người đứng dậy nhanh đón cho dù là dự vương cũng không khỏi thoáng đứng dậy coi như là tôn trọng đây chính là địa vị của khổng gia cũng là mặt mũi của khổng gia rõ ràng dự vương mới là chủ nhân nhưng khổng gia vô trương và mặt mũi đều lớn hơn so với ông ấy dự vương đã đến mà khổng gia lúc này mới khoan thai chậm rãi đến không bao lâu khổng bình cùng khổng vũ đi vào trong điện mà cố cẩm niên vẫn bình chân như vậy ngồi ở trên ghế ngọc lộ ra vẻ bình tĩnh vô cùng lần nữa gặp nhau đầu tiên khổng vũ thoáng nước mắt nhìn qua cố cẩm niên hai người liếc nhau ánh mắt cố cẩm niên bình tĩnh nhưng trong mắt khổng vũ lại mang theo một chút tâm tình phức tạp hắn ta thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi rồi đứng sau lưng khổng bình hướng phía dự vương thoáng làm lễ đại nho khổng bình đến đây làm thịnh yến bồng tất sinh huy người đâu ban thưởng chủ bàn dự vương trực tiếp ban thưởng ghế ngồi hai người cũng không nói thêm gì mà trực tiếp ngồi vị trí chủ vị hiển thị rõ đại vị của khổng gia, như thế, nương theo dự vương phất tay, thanh âm tấu nhạc bắt đầu vang lên, từng ca cơ đi ra, thịnh yến bắt đầu, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé, cảm ơn mọi người.